Phương Thảo xin chào các bạn thính giả yêu mến của kênh truyện HPT Channel. Các bạn thân mến, nội dung của phần như sau. Để có dũng khí ly hôn với anh, lần này cô quyết định làm một chuyện ngu ngốc để cho bản thân mình và anh không còn đường lui, đó là lên giường với người đàn ông khác. Thế nhưng cô lại không làm được chuyện đó. Và người thứ ba cũng dần dần lộ diện bản chất là một con sói đội lốt kiều ngấm ngầm nhúng tay vào cuộc hôn nhân của cô. Và âm mưu của ả cuối cùng cũng thành công, khiến cho anh và cô ly hôn. Vậy câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 6 của bộ truyện qua sự thể hiện của Phương Thảo. Và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh truyện HPT Channel để đón nghe những câu chuyện hay nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Thầy Tà, đủ rồi, đừng cởi nữa. Tôi xin lỗi, kết thúc đi. Lý Chỉ nhanh chóng quay trở lại, hai tay của cô che mắt, khóc oa oa thành tiếng. Ngoài tình không hề dễ, cô rất vô dụng, cũng rất bất lực. Trong lòng cô có một tòa tháp gọi là hôn nhân, cô không thể nào vượt qua được. Đồ ngốc. Anh chửi thầm một câu, không nói ra là thất vọng hay là thoải mái hay là buồn bực, nhặt quần áo lên, mặc từng cái một, bất lực trừng mắt nhìn người đang khóc đẫm nước mắt trên giường kia. Lần sau đừng có làm những chuyện ngu xuẩn này nữa, không phải người đàn ông nào cũng đều có thể hô rực giữa đường đâu. Ánh đèn trên giường chiếu vào da của cô trắng như tuyết, nước mắt giống như chuỗi ngọc đứt dây từ trong kẽ rơi xuống. Anh thở dài, cô ra sức gật đầu, khóc càng dữ dội hơn. Một hồi lâu sau, cô cảm thấy xung quanh yên tĩnh, ngẩng đầu lên vừa hay đối diện với ánh mắt của Tạ Tu Nhiên. Anh giống như đang nhìn cô như vậy, từ đầu tới chân đều lặng lẽ, đôi mắt đen sâu có tia sáng cực nhạt đang dần dần chuyển động, dường như có một sự dằn vặt nào đó. Giờ tôi về đây. Dung khí biến mất, chỉ còn lại một nỗi nhục nhã vô tận. Cô hận không thể hóa thành một luồng gió, mở cửa sổ rồi bay đi. Trong đêm yên tĩnh, tháp đồng hồ bên bờ biển chuyển tới tiếng 12 đồng hồ chuông, leng keng. Tiếp đó là trên bầu trời Thanh Đài bỗng nhiên bay lên những chùm pháo hoa rực rỡ. Một năm mới đã tới. Chúc mừng năm mới. Thần sắc của Tạ Tu Nhiên đã dịu trở lại. Còn 5 tiếng nữa thôi là tôi phải rời xa em rồi. Em đi tắm rồi ngủ một chút đi. Cô rủi mắt, không hiểu cho lắm. Có vui hay không, tôi giữ em lại qua đêm đó. Anh quẹt mũi cô lấy một cái, lấy ra một chiếc áo sơ mi ném cho cô. Nhìn bộ dạng của em đi, còn chơi tình một đêm nữa chứ. Xin. Cô sững người đi vào nhà tắm, nhìn thấy người trong gương khóc tới nỗi trôi hết lớp chỉ kẹp mắt, lớp trang điểm cũng tèm nhem, dưới mũi còn treo hai sợi nước mũi, tóc tai rối như ma lem. Đầu cô cúi chút bỏ quần áo trên người, an ủi chính mình không có gì phải xấu hổ, cô chỉ là bị Hoa Diệp ép tới mức tâm thần như thế này mà thôi. Nước ấm xối lên làn da, thần kinh như được thư giãn, chỉ là nước mắt không ngừng rơi. Đứng dưới vòi sen tắm nửa tiếng đồng hồ cô mới đi ra, mái tóc ướt nhẹp vẫn còn đang nhỏ nước, tay áo của Tạ Tu Nhiên quá dài, sắn lên những mấy bận. Mặt đã sạch rồi nhưng mắt vẫn còn hơi sưng, vừa đụng phải ánh mắt của Tạ Tu Nhiên cô liền bất giác né tránh. Tôi vẫn nên là về nhà thôi. Ảnh hưởng tới việc anh nghỉ ngơi, cô cảm thấy hơi áy náy. Tôi về rồi, không còn sức mà đưa em về nữa. Anh ân ấn huyệt thái dương, hai chân xếp chồng, ngồi trên sofa bên giường, chỉ cái giường. Tôi ra ngoài chờ mát một lát, giường nhường cho em. Tôi có thể tự bắt xe. Bây giờ mới dè dặt, liệu có quá muộn hay không chứ? Một mình em ngồi xe, tôi sẽ yên tâm sao? Anh trợn mắt nhìn cô một cái. Có gì mà không yên tâm chứ? Cô lẩm bẩm hỏi, nhưng lại giống như không cần anh trả lời. Cô không phải là ai đó của anh, sao anh lại phải lo lắng chứ? Em nói xem. Anh nhìn cô đứng dưới ánh đèn vì vừa mới tắm xong, khuôn mặt trắng nón có hơi ửng đỏ, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt sáng yêu ớt, tim khẽ chấn động, đứng dậy ôm cô vào trong lòng. Giống như bị điện giật, mọi chuyện vừa mới xảy ra lại nhảy vào trong não, đào đào cứng đơ ra, muốn đẩy anh ra. Đương nhiên. Bàn tay của anh đã men theo gò má của cô, lòng bàn tay của anh âm nóng, động tác chậm rãi, giống như vỗ về lại giống như đang dỗ trẻ nhỏ. Cô sững người, môi của anh một lần nữa, lại giống như đêm hôm tuyết ấy, tựa như lông vũ, như sương nhẹ, như gió xuân, sượt qua gánh môi của cô, mềm mại, cảm giác như được trân trọng, phút chốc ập tới, bao lấy mọi giác quan của cô. Đừng có biên cưỡng, làm những chuyện mà mình không thích, cũng đừng khiến cho mình tủi thân, sống sao cho có giá trị trăm lần, ngày nào đó, tự nhiên sẽ có người dùng trăm lần giá trị để mà quý trọng em. Anh thì thầm nỉ non bên tai của cô, cô không kìm được mà thả lỏng cơ thể, đưa tay nắm lấy áo của anh. Mau ngủ đi. Anh buông cô ra, vén chăn cho cô, vỗ vỗ gối mềm. Cô gật đầu ngoan ngoãn nhắm mắt, cảm giác được anh tắt đèn, đóng cửa lại. Trong chăn là hơi thở của anh, phảng phất còn có mùi hương khác,
nhưng rất nhạt, hoặc là nước hoa collagen của anh. Tiếp đó cô lại lờ mờ ngửi thấy mùi thuốc lá từ ngoài cửa bay vào. Cô nhớ là anh không có hút thuốc. Chờ mình một cái, không lâu sau cô đã ngủ say. Không biết là cửa bị khẽ đẩy ra, Tào Tu Nhiên nhẹ nhàng đi tới bên giường, ngồi xuống, ngón tay dịu dàng trượt qua giữa trán của cô. Cô ở đó đang nhíu lại, giống như là có tâm sự chồng chất, lặng lẽ ngắm nhìn thật lâu. Lúc đứng dậy, anh thấp giọng nói câu gì đó bên tai của cô. Cô sợ nhột, lắc lắc đầu, xoay người rồi lại ngủ tiếp. Sáng sớm, Đào Đào mở mắt ra, chỉ cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Cô ngồi dậy, nhìn thấy quần áo của mình được xếp ngay ngắn từng chiếc một, đặt ở đầu giường. Cô mặc vào, kéo rèm cửa sổ, ánh nắng ban mai xuyên qua tầng sương mỏng chiếu vào. Dậy rồi sao? Tả Tu Nhiên từ bên ngoài đi vào, thực sự khiến cho người ta điên mà. Rõ ràng chỉ là chợp mắt một lúc thôi, nhưng vẫn là đẹp trai phi phàm, cười lên vẫn rất xấu xa, không hề có một chút mệt mỏi. Lúc cô rửa mặt chải đầu, nhìn thấy chính mình vẫn là tiểu tụy như cũ. Để tôi dọn giường một chút. Cô lúng túng nói. Không kịp nữa rồi, sau này em hãy tới dọn, tôi phải lên máy bay, em giúp tôi cầm máy tính. Anh đặt túi đựng máy tính vào tay của cô, còn mình kéo hai chiếc vali hành lý. Đào Đào trợn mắt, nhìn túi đựng máy tính trong tay, có hơi kinh ngạc. Nếu như xuống lầu có thể nhanh chóng bắt được taxi, thì chúng ta tới sân bay ăn sáng. Còn không thì chúng ta tự giải quyết, đừng có lề mề nữa, mau xuống lầu thôi. Đến đây. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, muốn nói rồi lại thôi. Đi đến cổng tiểu khu, ngược lại rất thuận lợi bắt được taxi. Tài xế cho hành lý vào trong cốp, Tạ Tu Nhiên đóng lấy túi máy tính, mở cửa ghế sau. Tôi cũng phải tới sân bay. Đào Đào chỉ vào mũi của mình. Lúc đầu là em đón tôi tới đây, bây giờ không thể tiễn tôi hay sao? Này, em cẩn thận một chút. Một chiếc xe đua màu đỏ, không biết tại sao, lại chạy vào đường dành cho người đi bộ, sượt qua đằng sau của cô. Anh giận mình, kéo cô một cái. Cô bổ nhào vào trong lòng của anh. Cô gái nhỏ, tiễn đi mà, nếu không thì bạn trai của cô sẽ đau lòng đó. Tài xế trêu chọc. Tôi qua còn giữ em nửa đêm, theo lý thì... Được rồi, tôi tiễn là được chứ gì. Cô chặn miệng anh lại, bất đắc dĩ ngồi vào trong xe, bất đắc dĩ mà cắn cắn môi. Vậy còn tạm được, hơn nữa tôi còn có việc giao cho em đây. À mà đợi chút, tôi nghe điện thoại. Là Tăng Kỳ. Tả Tu Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cười lạnh. Sớm thật nha. Anh ấn phím nghe, xoay mặt qua nhìn Đào Đào. Đào Đào ngoảnh mặt sang một bên, nhìn phố xá sáng sớm rất yên tĩnh. Đúng, là chuyến bay sáng nay. Ồ, cô tới dưới chung cư rồi sao? Cảm ơn, tôi đang trên đường tới sân bay. Ô tô và căn hộ, tôi sẽ tự mình xử lý. Tổng công ty thông báo cho bố cô hoãn việc tới Bắc Kinh, tôi không rõ tại sao. Có thể là một vài trình tự đi, ví dụ như tạm thời nghỉ công tác để thanh tra chẳng hạn. Được rồi, hẹn gặp lại ở Bắc Kinh. Trả lời công việc hóa, rất lịch sự, cũng rất xa cách. Sao không nói chuyện chứ? Anh đụng đụng vào cô. Thì anh đang nói chuyện điện thoại mà. Anh cười cười, móc ra từ trong túi áo khoác hai chiếc chìa khóa đặt vào tay của cô. Chiếc này là chìa khóa cổng chính căn hộ, thời hạn thuê nhà tới cuối tháng. Nếu như muốn một mình yên tĩnh, chỗ đó có thể cho em mượn. Chiếc này là chìa khóa xe, thay tôi trả cho Long Tiếu. Còn nữa, nhớ phải giữ liên lạc với tôi. Nếu như sợ tiết lộ tâm trạng của em, vậy thì nhắn tin, nghe thấy không hả? Anh cốc cốc đầu của cô. Ai mà thèm quan tâm tới anh chứ, anh cũng đâu phải là cấp trên của tôi. Nói thì nói như vậy, nhưng lại rất cẩn thận bỏ hai chiếc chìa khóa vào trong túi sách. Đừng có mà tỏ vẻ như vậy, có một người che đậy em chính là tôi đây. Em ở đằng diệu, không có ai dám bắt nạt, cho nên biểu hiện cho tốt vào. Tác phong tự yêu bản thân của Tạ Tu Nhiên, Đào Đào cười cười, rồi lại có chút thương cảm. Sau này không còn cơ hội lãnh hội được nữa rồi. Thầy Tạ cũng phải biểu hiện cho tốt, thăng chức rất nhanh, sớm để bà tôi làm tổng giám đốc của Thanh Đài. Tổng giám đốc có lẽ rất khó, có điều phu nhân tổng giám đốc chắc là có một chút hy vọng. Xí, tôi cũng đâu có điên, tôi có... Trong lòng bỗng nhói đau. Tôi có chồng, câu này từ nay không thể nói nữa rồi, đây đã không còn là sự thật. Anh không bỏ sót vẻ đau buồn trên mặt của cô, dừng lại một chút rồi híp mắt lại. Kìa, sân bay tới rồi, thời gian vẫn còn rất sớm, chúng ta đi ăn sáng, sau đó hãy làm thủ tục lên máy bay. Cô ngước mắt nhìn lên, 3 tháng trước, cô giao bảng đón Tạ Tu Nhiên đứng ở sân bay, nhìn thấy Hoa Diệp đau khổ dằn vặt, nhìn Hứa Mộc Ca quay về. Hôm nay cô tiễn Tạ Tu Nhiên rời đi, cô với Hoa Diệp đã thành người qua đường. 3 tháng, hơn 100 ngày, thế giới của cô đã hoàn toàn thay đổi. Có điều giữa cô và Tạ Tu Nhiên, cô cho rằng đã đặt một dấu chấm toàn vẹn. Nhưng cô lại không ngờ, đây không phải là dấu chấm, chỉ là một dấu ngắt tạm ngừng. Đúng là cô ta. Cách đó không xa, một chiếc xe đua màu đỏ từ từ trượt cửa xe xuống,
Tăng Kỳ nhìn chằm chằm Đào Đào đang đứng bên cạnh Tạ Tu Nhiên, khuôn mặt xinh đẹp tới mức giận méo mó. Bầu trời phương xa ửng lên màu trắng bạc, mặt trời sắp lên cao, bình minh lại sắp tới, lại là một ngày mới. Đào Đào híp mắt lại, nhìn chăm chú một chấm trắng nhỏ xíu trên bầu trời, đó là chiếc máy bay của Tạ Tu Nhiên ngồi, nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Cô tiến anh mãi tới phải kiểm tra an toàn, đây không phải là ý của cô. Sau khi trải qua một đêm gần như hoang đường, cô rất hy vọng Tạ Tu Nhiên đi càng nhanh càng tốt, đi càng xa càng tốt, nhưng anh lại luôn kéo chặt tay cô, lúc ăn sáng kéo, lúc gửi hành lý kéo, lúc xếp hàng kiểm tra an toàn kéo. Khi cô bị ngăn cách ở bên ngoài vạch kiểm tra an toàn 1 mét, nhìn anh đeo túi đựng máy tính đi tới phòng chở máy bay, cô có chút muốn khóc mà lại không có lý do gì. Cô từ đại sảnh đợi máy bay chạy ra, đứng ở bên ngoài lưới thép gai nhìn sân bay, nhìn máy bay trượt bay lên đi xa. Tạ Tu Nhiên rốt cuộc có thân phận gì chứ? Anh đối với trò chơi tình yêu cô không muốn hỏi tới. Cô có thể cảm nhận được anh đối với cô quý trọng ấm áp. Loại cảm giác này không phải là yêu, nhưng là hoàn toàn có thể vượt qua tình yêu. Khi cô đơn không có chỗ dựa, thật sự là quý giá biết bao. Bởi vì quý giá, cho nên phải đặt cảm giác này sâu trong ký ức để giữ gìn. Đào Đào lấy điện thoại ra, lục số điện thoại của Tạ Tu Nhiên, nhìn anh rồi lại nhìn, sau đó rồi lại xóa tiếp đi. Tiếp theo cũng xóa từng tin nhắn của Tạ Tu Nhiên gửi tới. Tháng ngày sau này, giống như băng đèo vượt núi vậy, con người có lòng tham, những khi bất lực, luôn luôn cần có một chỗ dựa, cho dù chỉ là về mặt tinh thần. Có lẽ cô sẽ không kiềm chế được mà gọi điện thoại cho Tạ Tu Nhiên. Con người đều dễ thay đổi, có lẽ Tạ Tu Nhiên sẽ đi càng gần cô, có lẽ sẽ càng cách xa cô. Cho dù là xa hay gần thì cô đều không muốn, như bây giờ chính là tốt nhất. Tình yêu cũng có một loại cảm giác, cho dù vĩ đại tới mấy, cũng chỉ có thể duy trì được tới 3 năm. Còn lại tình cảm, tình thân, thói quen, vướng bận, dựa dẫm, hợp tác, đồng nghiệp, tức giận, nói chuyện, giao lưu, ấm chân, tất cả đều là lòng bác ái, không còn là cảm giác đặc biệt đó nữa. Cô muốn sau này khi tình cờ nhớ tới Tạ Tu Nhiên, anh vẫn mãi mãi sẽ là một người đặc biệt. Lúc xóa, cô phát hiện ra có 3 cuộc gọi nhớ, đều là của Hoa Diệp. Cô sững sờ trong giây lát, rồi đều xóa đi. Đào Đào quay trở về nội thành, tới căn hộ của Tạ Tu Nhiên trước, dọn dẹp sơ qua căn phòng, đặt chìa khóa trên quầy rượu trong nhà bếp. Cô lại mở đóng kiểm tra một vài lượt, máy nước và vòi nước, rồi mới mở khóa cửa đi ra. Ngày đầu tiên của năm mới, trên đường như thường lệ, người xô lấy người, kẹt xe giống như một con rồng dài. Cô dứt khoát không ngồi xe, đi xuyên qua con hẻm tới đường Quế Lâm. Thời gian vẫn còn sớm, cô muốn thay bộ đồ rồi đi tới bệnh viện. Vừa đi được mấy bước thì nhận điện thoại của Đạo Giang Hải, lắp bắp cấu chữ đều không ăn khớp, tim của cô đập mạnh một cái. Đứng ở bên đường, mặt trắng như tuyết, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh để hỏi. Bộ à, bộ đừng căng thẳng, từ từ nói, tình hình của mẹ có biến đổi hay sao? Tiểu Đào, em đang ở đâu chứ? Âm thanh đổi sang giọng nói cứng ngắc của Hoa Diệp. Đào Đào cũng không biết như thế nào, lời tới miệng lại biến thành. Em đang trên đường tới bệnh viện. Được rồi, em cố gắng nhanh lên, mẹ tỉnh rồi. Thật sao? Đào Đào la lên một tiếng, trong viện mắt lập tức dâng đầy nước mắt vui mừng. Từ nay về sau, cô lại là một đứa con được mẹ cưng chiều. Có tuổi thân tới mấy cũng không cần phải kìm nén nữa, che đậy nữa, có thể không kiêng dè mà khóc với mẹ. Đào Đào che miệng, vội vàng đi tới đầu đường đón xe, đi thẳng một mạch tới bệnh viện. Ra khỏi thang máy thì gặp được Hoa Diệp, nhìn thấy ánh mắt của anh đầy tia máu, cô sững sờ cúi đầu, ánh mắt lạnh nhạt giống như nhìn thấy một người xa lạ không thân quen. Bác sĩ Âu Dương vừa mới làm kiểm tra toàn diện cho mẹ, nói là ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày là có thể xuất viện rồi. Hoa Diệp nói, cô sốt ruột nhìn vào trong phòng bệnh. Em, tối qua ở đâu chứ? Anh nắm tay rồi lại xòe ra, rồi lại nắm chặt, rồi lại xòe ra. Sau khi hai người cãi nhau ở biệt thự, cô tông cửa đi ra, anh cũng không đuổi theo. Dằn vặt cả một buổi chiều, tôi vẫn tìm tới bệnh viện. Đào Giang Hải muốn gọi cho Đào Đào, anh ngăn lại, nói là để hôm nay cô nghỉ ngơi, anh sẽ thay cô trực đêm. Đào Giang Hải rất vui, mua vài món ăn ở căng tin. Hai người ở trong phòng bệnh vừa ăn vừa trò chuyện. Lúc nửa đêm, anh ra ngoài gọi vào máy bàn ở biệt thự. Dì giúp việc vẫn còn đang ngáy ngủ nghe điện thoại, nói chắc là Đào Đào đang ở bệnh viện. Anh đang định gọi cho Đào Đào thì trong phòng bệnh, Đào Giang Hải đã kêu lên. Điện tâm đồ của mẹ Đào xuất hiện sự khác thường. Bác sĩ trực ban lập tức gọi bác sĩ Âu Dương tới, đẩy mẹ Đào Đào vào trong phòng cấp cứu. Cho tới sáng nay, anh đã gọi cho Đào Đào 3 cuộc, nhưng đều không có ai nghe máy. Ở ngoài, Đào Đào không nhìn anh nữa, kiên quyết mà xoay người, đi tới cửa phòng bệnh. Đào Đào ngẩng mặt lên để hít thở sâu. Cô không dám phát ra tiếng động, chậm rãi nhích từng bước về phía trước. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, mẹ Đào vẫn đang nằm.
Nhưng tay của bà không còn giống như trước, không còn nằm ngủ không chút sức sống, mà lúc này tay của bà đặt lên mu bàn tay của Đào Giang Hải, ngón tay gập lại. Đào Đào lặng lẽ đứng dậy, nhìn bố mẹ tay trong tay, mặt đầy nước mắt. Hòn đá nặng nhất trong lòng đã được dỡ xuống. Sau đây cô có thể toàn lực xử lý chuyện của mình rồi, khiến cho bản thân được an ổn, thả tự do cho người khác. Từ nay ai ở phạm vi người nấy, ai có cuộc sống của người nấy. Hôn lễ rầm rộ, tựa như mới ngày hôm qua. Chưa được nửa năm, hôn nhân của cô đã chết yểu. Hạnh phúc mà cô cho rằng gần ở trong gang tấc thì đã hóa thành bong bóng. Cuộc đời không phải là quỹ đạo bình hành, mà là đường hẹp quanh co khúc khuỷu. Nhưng điểm cuối vẫn chỉ có một. Lúc này một bóng người dài dài chiếu trên nền nhà. Xin hỏi đây có phải là phòng bệnh của mẹ Đào hay không? Cửa được gõ nhẹ vài cái. Đào Đào quay đầu lại, ánh mắt lập tức lạnh đi. Người đứng ngoài cửa chính là Hứa Mộc Ca. Cô ta hiển nhiên đã hết cảm, môi đỏ răng trắng, xinh đẹp động lòng người, trong tay ôm một bó hoa bách hợp sắp nở. Tiểu Đào đang ở đây sao? Khéo thật, vị này là giám đốc Đào có đúng hay không ạ? Nghe danh đã lâu. Mẹ Đào, chào dì. Cháu là bạn của Tiểu Đào, xin lỗi đến bây giờ mới tới thăm dì. Có điều cháu rất may mắn, có phải hay không ạ? Cháu được nhìn thấy mẹ Đào đã tỉnh dậy. Hứa Mộc Ca giả vờ không nhìn thấy sắc mặt đen thui của Đào Đào, cười giống như gió xuân tháng 2. Đào Giang Hải và mẹ Đào vừa nghe là bạn của Đào Đào thì vội vàng lau nước mắt, vừa mới ngồi rót trà vừa thân thiết vừa ôn hòa. Giám đốc Đào, mẹ Đào, không cần đâu, cháu ngủ một lát rồi đi ngay. Cháu đang công tác ở đơn vị trước kia của dì Quý, sau này muốn xem nhạc hội hay gì đó cứ gọi một cú điện thoại, cháu sẽ tặng vé cho chú dì. Cô ta đặt hoa tươi lên tủ trước giường của mẹ Đào. Cảm ơn nha, Tiểu Đào nhà chú cũng thật là có người bạn xinh đẹp như thế này mà không dẫn về nhà bao giờ, sau này siêng tới chơi nha. Đào Giang Hải xoa tay, nhiệt tình mà nói. Nhất định ạ, mẹ Đào cũng cần tính dưỡng, cháu không quấy rầy nữa. Đợi cho mẹ Đào xuất viện, cháu lại tới thăm. Hứa Mộc Ca lễ phép cúi người, mỉm cười xoay đi. Tiểu Đào à, tiễn bạn con đi. Đào Giang Hải nhíu mày, chừng Đào Đào trách móc. Trên mặt của con bé này tới một nụ cười cũng không có. Mặt lạnh giống như người ta mắc nợ bao nhiêu tiền vậy chứ. Hai người không có nói lời nào, liền đi ra khỏi phòng bệnh. Hai người không hẹn mà gặp, cùng nhau đi vào thang máy, đi dọc xuống thang bộ. Rốt cuộc là, chị muốn thế nào chứ? Đào Đào dành trước một bước, chắn trước mặt của Hứa Mộc Ca. Chị muốn tìm em nói chuyện, nhưng mà em không cho chị cơ hội. Chị đành phải mạo muội tới tìm bệnh viện. Hứa Mộc Ca áy náy mà thở dài. Chúng ta vừa không phải là người thân, vừa không phải là bạn bè, có gì mà nói chứ? Đào Đào cười lạnh một cái. Tiểu Đào à, đừng nói những lời giận lẫy. Chúng ta đều quan tâm một người đàn ông, có phải hay không? Hứa Mộc Ca chân thành sâu sắc. Chị quan tâm chồng tôi như vậy, có phải là tôi nên bày tỏ lòng biết ơn với chị hay không chứ? Hứa Mộc Ca sâu xa nhìn chằm chằm Đào Đào, lặng lặng cắn môi, cúi thấp đầu. Chị biết ngay là em đã hiểu lầm chị vào Hoa Diệp mà. Tiểu Đào à, đừng có dạy vò Diệp nữa. Mức độ mà anh ấy quan tâm em nhiều hơn em tưởng đấy. Em chiến tranh lạnh với anh ấy như vậy, còn ly thân với anh ấy, trong lòng anh ấy rất khó chịu. Thì ra tôi phát hiện hai người có một điểm chung, vừa quan tâm vừa chu đáo với đối phương, xuất phát từ tận đáy lòng. Chị quan tâm anh ta như vậy, lúc đầu tại sao lại bỏ lỡ để cho tôi được món hời to như vậy chứ? Không phải tất cả mọi người đều hạnh phúc giống như em. Sinh ra đã là viên minh châu trong lòng bàn tay. Đêm bình an cũng là sinh nhật của chị. Lúc Diệp gọi điện thoại tới nói chúc mừng sinh nhật, mới biết là chị bị bệnh. Phiền chị dừng lại cho, tôi không có hứng thú nghe chuyện ấm áp giữa hai người. Chị muốn nghe ngóng tình hình gần đây giữa tôi và Hoa Diệp sao? Chị có nguồn tin mà, đâu cần phải cấp thiết chạy gấp gáp tới trước mặt của tôi để chứng thực như vậy chứ. Lẽ nào chị lo bị lừa dối? Con người bằng lòng lừa dối em cũng là hạnh phúc, đáng tiếc là Diệp quá thành thực. Đào Đào nhíu mày nói. Anh ta thành thực đối diện với trái tim của mình, chưa bao giờ hời hợt, tại sao lại đáng tiếc chứ? À, mà anh ta sẽ không thẳng thắn nói với chị không thể sinh đẻ, cho dù có yêu sâu đậm tới mấy cũng không thể cưới chị. Trời ơi, thực sự là khiến cho người ta động cảm. Hứa Mộc Ca bỗng nhiên im bặt, môi miệng run rẩy. Sao cô biết được chứ? Chị biết được như thế nào thì tôi cũng biết được như vậy, cho nên mới nói. Tuy chị làm chủ trước tiên, nhưng người cười cuối cùng sẽ không hẳn là chị đâu. Trước giờ cô không bao giờ là người cay nghiệt, không thích bới móc nỗi đau của người khác. Nhưng cô thực sự chịu hết nổi rồi. Đương nhiên cô cũng không phải là cái người cười cuối cùng đó. Vì hương hỏa của nhà họ Diệp, Hoa Diệp sẽ tìm một ứng viên thích hợp khác trong phạm vi của anh ta. Sau này xảy ra chuyện gì đã không còn liên quan tới cô nữa. Hứa Mộc Ca nghiêm mặt híp lại. Chỉ sợ là cô cười quá sớm mà thôi. Đào Đào nhún vai.
Cũng còn hơn là không cười được. Bó hoa này là chị tặng cho Hoa Diệp, cho nên sẽ do anh ta đích thân tới cảm ơn chị. Bạn bè tôi rất ít, không phải là không có, mà là tôi rất kén chọn. Hứa tiểu thư như vậy, trước giờ tôi luôn kính trọng nhưng không dám tới gần. Không nói tạm biệt, về nhá. Có lẽ còn có thể nói thêm những lời độc ác nữa, nhưng cũng không cần thiết. Giống như chị Yên Yên nói, cho dù là trẻ nhỏ cũng sẽ không vì một món đồ chơi, một viên kẹo mà đi theo người lạ. Cái gọi là cám dỗ của phụ nữ, đó cũng là do đàn ông cam tâm tình nguyện bị cám dỗ. Hoa Diệp là người có khả năng tự kiềm chế rất mạnh. Nếu như trong lòng không có cảm giác với Hứa Mộc Ca, Hứa Mộc Ca có thể tới gần nửa bước hay sao chứ? Tình yêu là đích thực vô địch mà. Cô xoay người đi lên lầu, nhưng không có quay lại phòng bệnh, mà đứng ở cạnh cửa sổ hành lang, cúi nhìn làn đường dưới lầu. Không lâu sau, cô nhìn thấy Hứa Mộc Ca đi vào bãi đậu xe. 3 phút sau, cô nhìn thấy xe của Hoa Diệp từ bên trong chạy ra. Người lái xe là Hoa Diệp hay là Hứa Mộc Ca, cô không muốn biết, bởi vì cô chỉ liếc một cái rồi xoay người đi, tâm trạng bình tĩnh như nước. Không yêu thì sẽ không hận. Hoa Diệp kéo cơ thể mệt mỏi ra khỏi thang máy, cầm chìa khóa mở cửa, vừa bước một chân vào trong nhà, anh lại rụt về. Đứng ngây người ngoài cửa 3 giây, rồi gọi điện thoại cho công ty bất động sản. Công ty bất động sản của tiểu khu làm việc rất tận tụy, năm mới mà đã có người trực. Anh nói muốn mời nhân viên làm theo giờ tới dọn nhà. Tiếng cô gái nghe điện thoại trả lời rất nhanh, nói là sẽ có người tới ngay. Hoa Diệp dựa vào khung cửa, thở ơ đánh giá phòng khách bừa bộn. Chiều hôm qua anh về nhà thay đồ, sợ Đào Đào đợi sốt ruột cho nên không kịp dọn dẹp, vội vàng đóng cửa ra ngoài. Không ngờ đám Trương Hoàng thực sự giỏi vẩy vò, khiến cho căn nhà sạch sẽ tinh tương đã biến thành một bãi rác. Không để cho anh đợi lâu, một người phụ nữ trung niên xách một cái túi lớn, bên ngoài mặc áo khoác ngược tới, đánh giá Hoa Diệp vài câu rồi hỏi: có phải là cậu muốn quét dọn hay không? Hoa Diệp gật gật đầu, móc chìa khóa trong túi áo đưa cho chị ta. Tôi có việc ra ngoài, chưa dọn dẹp xong thì để chìa khóa trên bàn. Người phụ nữ trung niên thò đầu vào bên trong, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên số trên cánh cửa. Vợ nhà cậu đâu chứ? Hoa Diệp sửng sốt nhìn chị ta. Hồi mùa hè tôi đến tiểu khu của cậu tìm việc, gõ cửa từng nhà, cũng có tới nhà cậu, nhìn thấy một cô gái nhỏ đang đeo tạp dề đang hút bụi. Tôi khen cô ấy thuật hiểu chuyện, hỏi bố mẹ cô ấy có nhà hay không. Cô ấy cười, nói cô ấy chính là mẹ, bố đi công tác rồi, con thì đang ham chơi ở bên ngoài, không tìm được đường về nhà. Lúc này tôi mới biết là cô ấy đã kết hôn. Người phụ nữ trung niên vừa mới kể đúng kênh, liền thao thao bất tuyệt. Hoa Diệp nhíu nhíu mày cắt lời chị ta. Phiền chị nha. Mặt không biểu cảm rồi bước về phía thang máy. Tâm trạng của anh bây giờ so với sự hỗn loạn trong căn nhà này chỉ có hơn chứ không có kém. Làm gì còn rảnh rang mà nghe một người xa lạ lại nhảy. Xuống dưới lầu theo thói quen, nhìn về chỗ đậu xe BMW của Đào Đào một cái. Anh dựng bước, mấy ngày trước vẫn còn đang đậu ở đó, đã lái đi khi nào vậy chứ? Lúc ngây người thì điện thoại reo, cúi đầu nhìn lại số của Trương Hoàng. Biểu cảm trên mặt của anh càng ngày càng lạnh lùng. Cậu còn dám gọi điện cho tôi? Cậu có nhìn xem nhà tôi bị cậu làm thành ra như thế nào? Trương Hoàng ở đầu dây điện thoại bên kia cười khan, sau đó thì chép miệng anh náy nói. Anh hai à, thực sự là xin lỗi. Tôi hôm đó uống hai quá, không kiềm chế được. Ở nhà anh... hay là em mua pháo hoa tới, xông hị cho nhà anh. Cái gì chứ? Hoa Diệp dán điện thoại bên tai, không hiểu lắm. Thì trong điện thoại không nói rõ được. Cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi, em tới đón anh, vừa ăn vừa xin lỗi anh là được chứ gì. Trương Hoàng lái một chiếc xe quân đội màu trắng, nhanh chóng đi tới nơi. Thấy ánh mắt của Hoa Diệp thì né tránh. Hai người tới Triệu Viên ăn món triệu châu chính thống. Điều hòa vừa mở, gỏi cua ướp lạnh, ngỗng sắt lát, cải gói thịt vụn và một con cá lóc, kêu vả lon bia. Trương Hoàng rót bia, cung kính nâng lên, Hoa Diệp vội đẩy ra. Đừng có vội, cậu mau nói cho tôi biết mọi chuyện là như thế nào. Trương Hoàng đặt ly bia xuống, vỗ đổi đanh đét, thở dài một tiếng. Tôi hôm đó không phải là mấy anh em đến nhà anh giúp anh giải khuây hay sao? Có vài người có việc về trước, anh tiễn họ xuống lầu xong gọi cho em, nói là gì quý không khỏe, anh qua xem thử, bảo em lúc về khóa cửa giúp anh. Mộc Ca lo lắng anh không thể lái xe, cho nên cô ấy đưa anh qua đó. Bọn em ở lại tiếp tục uống, uống tới cuối cùng em cũng bị ói. Lúc ở trong toilet thì nhận được điện thoại của con ghẻ, à không, bạn gái em, nói nghe Mộc Ca nói nhà anh rất đẹp, cô ấy muốn tới tham quan, cho nên em nói địa chỉ cho cô ấy. Những người khác nói để cho bọn em ở lại thế giới của hai người, cho nên đều đã về hết. Em bèn đưa cô ấy đi dạo một vòng. Cô em muốn khi bọn em kết hôn cũng mua một căn nhà như vậy. Anh biết mà, em đã cầu hôn cô ấy nhiều lần rồi, nhưng mà cô ấy vẫn chưa đồng ý. Em vừa nghe thì mừng quính, ôm chầm lấy cô ấy, kích tình ập tới. Vốn định là ở phòng khách,
Nhưng mà cô ấy nói là cô ấy đang trong thời kỳ nguy hiểm, bảo em phải dùng biện pháp. Em nghĩ là trong phòng ngủ của anh nhất định là có công cụ, liền qua đó tìm. Cô ấy đi theo sau. Giường trong phòng ngủ ấm như vậy, lớn như vậy, anh hai à? Hoa Diệp không nói một lời, đột nhiên vơ lấy ly bia trên bàn, nhắm chính xác hắt về phía Trương Hoàng. Không khí nhất thời chết lặng, chỉ nghe thấy tiếng nước mưa chảy tí tách. Thật lâu sau, Trương Hoàng nhếch nhác đi lau nước bia trên mặt, khẽ nhắm mắt lại. Xin lỗi, Hoa Diệp à, em biết là em làm chuyện này không đúng, không còn mặt mũi để mà gặp anh nữa. Cậu có biết, sáng hôm qua Đào Đào quay về, cô ấy đã nghĩ rằng... Mặt của Hoa Diệp giống như màu đất, đập tay xuống bàn, ly bia lại cạch lắc lư. Chuyện này em có thể giải thích với cô ấy, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho anh. Hoa Diệp chán nản lắc đầu. Vô dụng thôi, bây giờ có nói gì thì cô ấy cũng đều sẽ không tin. Anh nhớ lại lúc Đào Đào chỉ trích anh, ánh mắt khinh thường, tim bỗng quặn thắt. Cô ta dựa vào cái gì mà không tin chứ? Lẽ nào anh là người như thế nào? Cô ta lại không biết. Phụ nữ chỉ được cái đầu óc đơn giản. Nếu như đàn ông muốn làm chuyện xấu thì sẽ mạo hiểm mà dẫn về nhà như vậy hay sao? Thứ mà mấy khách sạn ở bên ngoài chính là không gian thích hợp. Nếu như anh không phải là quân tử thì đã sớm cùng với Mộc Ca. Trương Hoàng bĩu môi, nhìn sắc mặt của Hoa Diệp lại không dám nói tiếp nữa. Trương Hoàng à, chúng ta thực sự chơi với nhau như những người anh em tốt hay sao chứ? Hoa Diệp cười khổ, bất lực đứng dậy đi ra ngoài. Đương nhiên phải, Hoa Diệp, anh hai. Trương Hoàng vội đuổi theo. Hoa Diệp đứng ở cửa phòng bao, khoác khoác tay. Đừng có qua đây, nếu không tôi sợ tôi sẽ không kiềm chế được mà đánh cậu đấy. Tôi đã đủ dối rồi, bây giờ cậu mà tới đồng nghĩa với việc tiến tôi một đoạn. Không nghiêm trọng tới vậy chứ? Trương Hoàng ngần người nhìn Hoa Diệp rời đi, đột nhiên nhớ ra, kêu lên. Ờ, đợi một chút, em đưa anh. Không cần đâu. Hoa Diệp ra khỏi triều viện, đi dọc theo con đường mà không có mục đích. Ở đây có hơi vắng lặng, không ở trong nội thành, nhưng gần một công viên. Trời quang mây tạnh, lại là năm mới. Trong công viên người đi dạo rất nhiều, tất cả các loại hình trò chơi đều được mở. Tiểu thương bán đồ ăn vặt, bày ra một loạt ngay cổng công viên. Trẻ con đều thích kẹo bông gòn trắng mịn và kẹo hổ lô. Trước hai sạp này là trẻ con đông nhất. Có một người đàn ông trạc tuổi Hoa Diệp cưỡi một cô bé trên vai, cưng chiều để mặc cho cô bé, coi anh ta như một cây cột mà bỏ tới bỏ lui. Hoa Diệp nhìn thấy, trong mắt bất giác lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Tết xong là 34 tuổi rồi, làm bố làm mẹ dường như đã không còn gọi là trẻ nữa. Nhưng mà anh vẫn còn cơ hội làm hay sao chứ? Anh có cảm giác Đào Đào đang rời xa anh. Diệp Diệp! Cánh tay bị một người kéo từ phía sau, anh quay đầu lại, hướng Mộc Ca đang thở hổn hển nhìn anh. Vẫn còn may, tìm một chốc là thấy ngay, anh đang làm gì vậy chứ? Em vừa đến thì anh liền đi, có phải là không muốn nhìn thấy em? Hoa Diệp vô thức chớp mắt. Em tìm anh có chuyện gì hay không? Hứa Mộc Ca cười dịu dàng, chỉ một chiếc ghế đá trong công viên. Chúng ta qua đó ngồi đi. Nó luôn ở đây đi, là trả xe cho anh sao? Xe của em sửa xong rồi sao? Hoa Diệp nhìn thấy xe của mình đậu ở cách đó không xa. Tối hôm qua, Hứa Mộc Ca đưa anh tới đại viện bộ đội, nói là phanh xe của cô ấy hơi lỏng, đưa tới cửa hàng 4S sửa chữa, mượn xe anh đi vài ngày. Năm mới, biểu diễn nhiều, cô nào là đàn, nào là đồ biểu diễn, không có xe không tiện. Ừ, em cũng đang định trả lại xe cho anh. Còn nữa, định tuyển sao với Trương Hoàng Thuận sao chứ? Hứa Mộc Ca cười khẽ, thần thái nhu mì giống như một cô gái nhỏ. Không phải, anh chỉ là có chút. Trong lòng rối rắm, nói không ra cụ thể là vị gì, Hoa Diệp cười tự giễu. Thật là hết cách với anh mà, hễ uống rượu thì trở thành một kẻ điên. Diệp à, đừng để ở trong lòng, bảo anh ấy trợ cấp anh tiền vệ sinh, rồi tặng cho anh một bộ đồ ngủ nhập khẩu Ý. Không phải cái này, anh muốn đi dạo một mình. Anh không muốn nói chuyện cho lắm, ngay cả cười cũng rất miễn cưỡng. Diệp à, anh ăn cơm chưa đấy? Dạ dày của anh không tốt, đừng có làm tổn thương thêm nữa. Hứa Mộc Ca quan tâm nắm tay của anh. Anh ăn sáng nhiều rồi, không sao đâu, em đi ăn đi, đưa chìa khóa cho anh. Diệp à, có phải là anh lo cho Tiểu Đào sẽ nghĩ lung tung hay không? Được rồi, anh đi đây, bảo Trương Hoàng đưa em về. Hoa Diệp cười cười đáp. Vậy buổi biểu diễn tối nay anh có tới hay không? Anh sẽ cố gắng. Hoa Diệp cho hai tay vào túi quần, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Anh đi rất chậm, khom lưng, mang lại cảm giác giống như đang gánh một tâm sự rất nặng. Hứa Mộc Ca nhìn anh rất lâu, cho đến khi anh đã đi xa, mới xoay người lại, âm thầm cắn cắn môi. Trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện qua một tia bất đắc dĩ. Đến choạng vạng, Hoa Diệp mới trở về nhà. Lúc đậu xe, lại nhìn vào chỗ đậu xe của Đào Đào, trống không, không có xe.
Trước đây anh ta làm về, vừa ngứa mắt, chiếc BMW lóa mắt đó luôn đậu ở đây. Anh biết Đào Đào đã về tới nhà, trong lòng yên ổn lạ thường, ra khỏi thang máy, liền gõ cửa. Anh thích nghe tiếng cô lại nhại khi mở cửa, dường như rất vô vị, nhưng lại mang tới sự ấm áp của gia đình. Sắc đêm răng bốn phía, từ ngoài cửa sổ tràn vào trong nhà. Người phụ nữ trung niên rất tận tụy, căn nhà được quét dọn rất sạch sẽ. Trong không khí thoang thoảng mùi nước tẩy rửa, không phải là mùi thức ăn, rất lạnh lẽo. Quần áo cũng đã giặt, phơi bừa bãi ngoài ban công, không giống như Đào Đào thích phân loại rồi mới phơi. Hoa Diệp từ từ ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, cảm nhận sự lạnh lẽo và hiu quạnh trong không khí. Đúng vậy, dù rằng anh đã kết hôn với Đào Đào được nửa năm, nhưng anh biết rõ, tình yêu của anh đối với Hứa Mộc Ca vẫn chưa phai nhạt. Tình yêu này giống như một vết sẹo tại một góc tối trên người của anh. Cho dù dùng cách gì, đều không thể xóa đi. Anh đã quen với vết sẹo này. Vết sẹo này không hề ảnh hưởng tới cuộc sống của anh. Chỉ những đêm khuya vắng vẻ, âm thầm vuốt ve, trải nghiệm nỗi đau, ngứa ngáy, đau đớn do nó mang lại cho anh, giống như một mình tận hưởng một bí mật vậy. Thế nhưng, bây giờ có một nỗi đau kịch liệt khác đang bao phủ lên người anh. Anh đau tới độ không thể chia sẻ sức lực đi, hay là nhớ tới vết sẹo đó nữa. Mà nỗi đau này, anh vẫn không biết có thuốc gì chữa trị hay không. Không biết có thể chữa lành được hay không nữa. Ngồi một cái, liền đã ngồi tới nửa đêm. Buổi biểu diễn của Hứa Mộc Ca đã hạ màn từ lâu. Hoa Diệp thở ra, uống chút nước, rồi lên giường đi ngủ. Thời gian thấm thoát trôi qua, lại phải đi làm trở lại. Công việc đầu tiên chính là vụ án tranh chấp hợp đồng giữa tập đoàn Dệt Phi Á và một công ty may mặc. Ở trong phòng họp với khách hàng cả nửa ngày trời, hút rất nhiều thuốc, nói cũng rất nhiều, đầu óc mơ màng vì căng thẳng. Buổi chiều tiễn khách hàng trở về, Hoa Diệp muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc trong phòng làm việc, thì thư ký Châu lại đẩy cửa đi vào. Luật sư Hoa, có một cô gái họ Tăng muốn gặp anh. Hoa Diệp mở mắt ra. Là vụ án về lĩnh vực gì chứ? À không, cô ấy nói là muốn gặp anh rồi nói. Gần đây tôi không rảnh, cậu đưa cô ta đi tìm luật sư khác. Thư ký Châu cười cười. Em cũng đã nói như vậy, nhưng mà cô ấy nói, sau khi nói chuyện với anh thì anh sẽ đổi ý. Hoa Diệp nhíu mày, ngón tay gõ phải cái lên bàn, khẽ nhắm mắt lại. Được rồi, mời cô ta vào đi. Không lâu sau, một cô gái vừa trẻ trung vừa thời thượng từ bên ngoài đi vào, trang điểm tinh tế, gương mặt lạnh lùng. Cô ta đánh giá Hoa Diệp, rồi quay đầu nhìn cánh cửa đang được mở toang, khóe miệng nhếch lên sự khinh miệt. Luật sư Hoa, tôi nghĩ cánh cửa này vẫn nên đóng lại thì tốt hơn. Hoa Diệp đứng dậy, chỉ vào ghế sofa, làm tư thế mời ngồi. Cô ta nghĩ nhiều rồi, phòng làm việc của tôi khi có khách, người khác sẽ không tùy ý tới chơi. Uống cà phê hay uống trà? Không phải là tôi nghĩ nhiều, mà là tôi nghĩ cho luật sư Hoa. Tôi không uống gì hết, sẽ không làm phiền luật sư Hoa đâu. Ồ, tôi xin tự giới thiệu trước. Tôi tên là Tăng Kỳ, bố tôi là Tăng Chí Hoa. Chắc là luật sư Hoa không lạ chứ. Hoa Diệp cười nhạt. Nghe rất quen tai. Có thể biểu hiện của anh có hơi khiến cho Tăng Kỳ bất ngờ. Cô ta sững người vài giây, ngồi xuống, đặt túi sách lên đầu gối, nhìn chằm chằm Hoa Diệp. Hôm nay cô Tăng tới đây là để tư vấn về pháp luật hay là ủy thác cho văn phòng đại diện vụ án? Hoa Diệp hỏi. Cứ coi như là tư vấn đi. Bạn trai của tôi thông dâm với người phụ nữ khác. Xin hỏi tôi nên dùng biện pháp gì đây? Hoa Diệp trầm mặc trong giây lát, cười cười nói. Có thể là cô Tăng không rõ. Văn phòng của chúng tôi chỉ đại diện cho những vụ án kinh tế. Có điều cô Tăng đã tới đây rồi, thì tôi xin nhắc nhở cô Tăng một chút. Nếu chỉ là bạn trai và bạn gái tình cảm xích mích thì chỉ tính là phương diện đạo đức, không được tính là pháp luật. Nếu như người phụ nữ đó có chồng rồi thì sao? Vậy thì quyền hành xử nên là chồng của đối phương. Tăng Kỷ hơi cúi đầu kéo dây túi sách, móc ra từ bên trong một xấp hình đặt trước mặt của Hoa Diệp. Tôi nghĩ sau khi luật sư Hoa xem xong sẽ hiểu được dụng ý của tôi. Hoa Diệp tùy ý dựa vào ghế sofa, không hề vội vàng dở hình ra xem, mà nhìn Tăng Kỳ một lượt từ trên xuống dưới, giống như không thèm quan tâm. Tăng Kỳ có hơi kích động. Lẽ nào luật sư Hoa đã biết? Biết chuyện gì chứ? Hoa Diệp cụp mắt, dở từng tấm ảnh, hình như là chụp bằng điện thoại, không gọi là rõ nét cho lắm, nhưng vẫn ổn, có thể nhìn ra người trong hình là ai. Anh xem qua từng tấm một, rồi lại nhìn thời gian trên hình, chậm rãi ngẩng đầu lên. 5 giờ sáng, vợ của anh và bạn trai của tôi cùng xuất hiện dưới lầu của một căn hộ. Hai người cùng nhau tới sân bay, ở sân bay cùng nhau ăn sáng, sau đó tay trong tay đi kiểm tra an toàn. Anh ấy còn ôm cô ta nữa. Luật sư Hoa, điều này có nghĩa gì chứ? Cô cần tôi giải thích hay không? Nói đi, có nghĩa gì chứ? Hoa Diệp nhàn nhã xếp chéo hai chân, tay chống cằm. Tăng Kỳ tức giận. Luật sư Hoa, cảm giác bị cắm sừng có phải là rất thích hay không? Cô Tăng, xin chú ý cách dùng từ của cô. Sắc mặt của Hoa Diệp bỗng lạnh đi, khẩu khí mang theo hơi lạnh.
Xin hỏi cô Tăng, chuyến bay của bạn trai cô là mấy giờ chứ? 6:30. Xin hỏi nữa, bạn trai cô với vợ tôi có quan hệ gì trong công việc? Trước đây bạn trai của cô ở nước ngoài mấy năm? Tăng Kỳ khó hiểu nhưng vẫn trả lời. Anh ấy là cấp trên của cô ta, anh ấy ở nước ngoài 10+ năm. Chuyến bay lúc 6:30 sáng, từ nội thành muộn nhất phải xuất phát lúc 5 giờ, nếu không sẽ không kịp kiểm tra an toàn. Vì để chứng minh sự quang minh lỗi lạc của mình, nhất định phải đợi tới khi mặt trời rọi mới xuất phát. Tôi nghe Đào Đào nói, thầy ta là kỹ sư của tổng công ty, chỉ là tới Thanh Đà chỉ đạo. Cô ấy làm trợ lý của anh ấy mấy tháng, sau này sẽ rất khó gặp được. Cô ấy tiễn anh ta không hợp lẽ phải, không hợp luân thường. Thầy ta sống ở nước ngoài nhiều năm, hành vi và tư duy gần đây đã tây hóa, ôm nhau chỉ là một phép lịch sự giữa bọn họ. Trí tưởng tượng của cô Tăng có hơi quá phong phú rồi chứ. Nếu như cô Tăng kiên quyết muốn tăng thêm sự mờ ám, vậy còn có chứng cứ gì khác hay không? Luật sư Hoa, anh muốn lừa mình dối người như vậy thì tôi nói cho anh biết, ở công ty Đào Đào và thầy Tả thường hay không màng ảnh hưởng mà liếc mắt đưa tình, có người còn nhìn thấy họ đi cùng nhau mua sắm ăn cơm. Không chỉ có như vậy, lãnh đạo công ty còn tìm Đào Đào để nói chuyện, bảo cô ta thu bớt lại hành vi của mình. Tăng Kỳ bỗng dừng lại, kinh hoàng nhìn khuôn mặt lạnh thấu xương của Hoa Diệp, không dám nói tiếp. Nếu như tôi đoán không lầm thì người lãnh đạo đó chính là bố của cô, Tăng Kỳ, tổng giám đốc Tăng Chí Hoa. Ngữ khí u ám của Hoa Diệp khiến cho Tăng Kỳ bất giác rùng mình. Bỗng nhiên dầm một cái, Hoa Diệp đập tay xuống bàn trước mặt, đứng dậy. Tôi không ngờ vợ tôi ở công ty lại chịu sự công kích thân thể và sỉ nhục về nhân cách như vậy. Nếu như nhân viên công ty có hành vi quá đáng, ắt sẽ có lãnh đạo phòng ban khác hoặc là người phụ trách bộ phận nhân sự chỉ ra. Một tổng giám đốc mà vượt quyền như vậy rõ ràng là lấy việc công trả thủ tư. Lẽ nào ông ta không biết phải tôn trọng nhân quyền của nhân viên hay sao? Tăng Kỳ ngây người, cũng hoảng hốt. Luật sư Hoa, thật ra thì bố tôi cũng không nói được mấy câu, hơn nữa những người khác đều không biết. Vậy thì tôi lại càng nghi ngờ các người có phải là ác ý phỉ báng vợ tôi. Về mặt pháp luật, tôi phỉ báng. Luật sư Hoa, đừng mà. Vẻ mặt phênh váo hùng hằng lúc đến của Tăng Kỳ đã bay đi hết. Cô ta bị mấy câu của Hoa Diệp làm cho hoang mang sợ hãi. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là tôi rất thích thầy Tả, mà thầy Tả lại rất quan tâm Đào Đào. Tôi ghen tị cho nên mới bảo bố tôi nói Đào Đào giữ khoảng cách với thầy Tả. Cô không phải là bạn gái của thầy Tả? Hoa Diệp híp mắt lại. Tăng Kỳ xấu hổ cúi thấp đầu. Sẽ phải nhanh thôi, tôi cũng được điều tới Bắc Kinh làm việc rồi. Hôm Tết Nguyên Đán tôi đã tiễn thầy Tả, nhìn thấy tôi nghĩ là tôi đã bị cơn ghen làm cho choáng váng. Luật sư Hoa, Đào Đào không ở cùng với thầy Tả là tốt lắm rồi. Đều là tôi nghĩ vớ vẩn cả, không phải là sự thật. Dùng ý của cô tới tìm tôi? Không phải là tôi muốn gây phiền phức cho anh, là tôi nhắc nhở cho anh mà thôi. Tôi thực sự là rất sợ thầy Tả thích Đào Đào. Luật sư Hoa, anh cho rằng họ không thể nào, có phải hay không? Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Hoa Diệp với vẻ mong chờ. Hoa Diệp trả lời từng câu từng chữ. Luật sư chỉ nói sự thật. Vậy anh cảm thấy tình cảm của hai người có biến chất hay không chứ? Hoa Diệp đặt tay ở sau lưng, bàn tay nắm thành năm đấm, nắm thật chặt. Tôi hiểu Đào Đào, cô ấy không phải là loại phụ nữ như cô nghĩ. Cô ấy chỉ là tùy hứng, yêu ớt, nhưng lại rất có nguyên tắc. Câu này anh nói rất chậm, nói cho Tăng Kỳ nghe lại giống như nói cho chính mình nghe. Anh có thể chắc chắn chứ? Cô ấy là người trong lòng của tôi có thể. Tăng Kỳ mỉm cười. Tôi đây cũng là lo bò trắng răng mà. Thầy Tả đã về tới Bắc Kinh rồi, luật sư Hoa lại ưu tú như vậy, Đào Đào sao có thể ngoại tình được chứ? Cảm ơn luật sư Hoa. Hình như không nên cảm ơn mà là xin lỗi. Thì xin lỗi luật sư Hoa, là tôi mạo muội rồi. Nhưng mà nghe những lời anh nói, tôi thực sự rất yên tâm. Chuyện đó phí tư vấn bao nhiêu vậy? Không cần đâu. Vậy sau này anh và Đào Đào tới Bắc Kinh, tôi mời hai người ăn cơm. Cảm ơn anh luật sư Hoa. Cô ta vội vã gật đầu, tươi cười rạng rỡ ra về. Hoa Diệp giống như đã bị rút hết sức lực toàn thân. Anh ngã ngồi xuống sofa một cái bịch, run run móc thuốc lá từ trong túi áo ra. Bật lửa cả một lúc lâu cũng không có lửa. Anh tức giận, bẻ điếu thuốc gãy làm hai. Hai tay che lấy mặt, nhắm mắt lại. Lần đầu tiên biết Tạ Tu Nhiên là một tấm ảnh trong điện thoại của Đào Đào. Anh ta đang ngủ, nhưng nhìn ra rất anh tuấn. Vì Tạ Tu Nhiên, anh đã đập nát điện thoại của Đào Đào. Lần đầu tiên hai người cãi nhau lớn tiếng, anh ngủ trên xe 2 đêm. Sau đó Đào Đào không có gì khác thường. Anh cố tình hỏi về Tạ Tu Nhiên thì vẻ mặt của Đào Đào rất thản nhiên. Sau đó nữa, anh đi công tác về, tới quán lẩu đón Đào Đào. Lờ mờ cảm thấy giữa Tạ Tu Nhiên và Đào Đào có một sự ăn ý. Sự ăn ý này là thứ mà anh xa lạ. Tiếp đó là anh biết được từ chỗ bác sĩ Âu Dương, Tạ Tu Nhiên đã gọi điện thoại, cho nên bác sĩ Âu Dương mới từ nước ngoài nghỉ phép quay về. Chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới,
ân tình này liệu có phải là hơi quá rồi hay không. Chỉ là trong lúc đó lòng của anh rối bời, suy nghĩ này chỉ thoáng qua chứ không có nghĩ nhiều. Anh hiểu Đào Đào, cô cãi nhau với anh vì Mộng Ca, giận dữ với anh, nói những lời cay độc, bỏ nhà ra đi, đòi ở riêng, đều xuất phát vì ghen tuông, đều là nghi ngờ giữa anh và Mộc Ca tình cũ cháy lại. Anh cho rằng chỉ cần giữ tốt chừng mực thì những việc này đều sẽ tan đi. Đợi Đào Đào nghĩ thông suốt, sẽ hiểu thôi, chấp nhận rồi cô sẽ tự nhiên quay về. Anh đã sai rồi hay sao chứ? Đào Đào thật ra không đơn giản như vậy, cô cũng là có một mặt khó suy đoán. Trước Tết Nguyên Đán, anh và cô cãi nhau rồi chia tay. Cô cả đêm không về, anh hỏi cô ở đâu, cô chỉ nói là ở ngoài. Hoa Diệp buông tay ra, cố gắng mở mắt, cầm hình ở trên bàn, nhìn kỹ lại từng tấm. Thật ra lúc nhìn thấy những tấm hình này, anh đã biết đêm hôm đó, Đào Đào ở cùng với Tạ Tu Nhiên. Ánh mắt của Tạ Tu Nhiên nhìn Đào Đào là một sự dịu dàng, cưng chiều của một người đàn ông, nhìn một người con gái mình yêu. Hình như là cô đã khóc, mắt sưng húp, nhưng thỉnh thoảng vẫn lộ ra vẻ hờn dỗi với Tạ Tu Nhiên. Trước quầy kiểm tra an toàn, lúc Tạ Tu Nhiên ôm cô, trong mắt của cô dường như có ánh nước, giọt nước mắt đó là rơi vì ai chứ? Hoa Diệp giơ tay lên, hình bay xuống đất, anh cúi người ấn lên trước ngực, dường như có một cái cưa điện, từng chút cưa vào trong trái tim của anh. Anh liên tục hỏi chính mình, đây chính là chuyện xảy ra từ bao giờ chứ? Tại sao anh lại không hề hay biết? Không phải là cô đang ghen, là cô. Không được nghĩ nữa, nỗi đau không thể hình dung ấy, như dây leo bỏ khắp người, quấn lấy dày đặc, anh đau tới nỗi không thể hít thở. Nỗi đau như vậy khác với nỗi đau khi chia tay Hứa Mộc Ca. Nỗi đau mà Mộc Ca mang tới cho anh có thể là tê dại mà sự sinh tồn trong tráng trường. Còn bây giờ, Đào Đào lại mang tới cho anh một nỗi tuyệt vọng tột đỉnh. Không, không, anh phải hỏi cô, tại sao lại muốn đối xử với anh như vậy? Anh là người dễ dàng có thể bị người khác vứt bỏ như vậy hay sao? Ánh mắt của anh hời hợt tìm kiếm chìa khóa xe, cầm lên lảo đảo đi xuống lầu. Thư ký Châu ở đằng sau gọi anh cũng không nghe thấy. Anh tới đường Quế Lâm, cửa sân đã đóng chặt, cổng lớn cũng đóng, không có ai. Anh đuổi tới bệnh viện, dì giúp việc cười mím, chỉ ngồi bên giường đút cơm cho mẹ Đào. Đào Giang Hải đang đứng cười ngây ngô, anh hỏi Đào Đào đâu. Đào Giang Hải nói, hôm nay cô đi làm, vẫn là chưa tới. Anh thầm nghĩ, cô đã hết nghỉ phép, hôm nay đi làm, nhưng bây giờ đã là hơn 6 giờ, đã qua giờ tan làm từ lâu. Anh vội vã quay về Thính Hải Các, thỉnh thoảng Đào Đào sẽ âm thầm về nhà, chiếc BMW không có ở chỗ đậu. Anh vẫn là đi lên lầu, trong nhà không có ai, anh thất bại đi vòng vòng trong phòng khách, vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đầy nước, bỗng nhiên anh phát hiện, mọi thứ thuộc về Đào Đào ở trên kệ, bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, khăn lông, tất cả đều không thấy tung tích. Anh ngây người hồi đâu, điên cuồng chạy tới phòng ngủ, kéo tủ đồ ra, tất cả quần áo từ mùa xuân tới mùa đông của Đào Đào đều đã biến mất, ngay cả sách cô đọc, không, ngay cả tấm ảnh kết hôn treo trên tường cũng đã không còn nữa. Tay chân thoáng chốc lạnh ngắt, anh vịn tường mà đi ra ngoài, vào thư phòng, nhìn thấy trên bàn đặt hai tờ thỏa thuận ly hôn. Anh run run cầm tờ đơn thỏa thuận lên, phát hiện máy in vẫn còn đang mở, nguồn điện máy tính cũng không tắt. Hiển nhiên là bản thỏa thuận này vừa được in từ trên mạng xuống. Một khắc trước, cô vẫn còn đang ở đây. Ngoài cửa sổ, trời đã tối, anh không có bật đèn. Anh rời tờ thỏa thuận tới trước, trên bầu trời treo một mặt trăng lưỡi liềm. Ánh trăng sáng như sương, trên tờ đơn thỏa thuận, cô đã ký sẵn tên của mình. Cô viết ở trên, nhà cửa, sổ tiết kiệm, hết thảy cô đều không cần. Cô sẽ mang theo chiếc BMW đứng tên cô, còn có mấy thỏi vàng trong két sắt là của hồi môn của cô, cũng nên thuộc về cô. Đột nhiên trong gió đêm, mang tới mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cô nghiêng người nhìn qua, đèn đường lọt ra từ trong tán lá cây tuyết tùng. Ánh đèn thưa thớt loang lổ, cô lờ mờ nhìn thấy dưới thân cây có một người đang đứng. Sắc mặt đỏ sẫm, cô nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của Hoa Diệp. Cô bất giác đứng dậy, giống như một chú mèo bị hoảng sợ, lông toàn thân đều dựng đứng. Hai người đều không nói gì, cứ như vậy mà nhìn nhau. Rất lâu sau, Hoa Diệp ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt, sau đó đi về phía cô. Đến bao lâu rồi chứ? Anh bình tĩnh mà hỏi. Một lúc rồi, anh lên đi, mẹ có nhà đây. Cô cụp mắt, đặt túi đổ lên ghế sau, thò người vào trong xe. Em phải tới bệnh viện rồi. Hoa Diệp bỗng kéo cửa xe lại. Cô lạnh đùng chừng anh, cứng rắn hỏi. Có chuyện gì sao? Anh nhìn cô không chớp mắt, hình như đang ở trong túi của anh. Anh muốn móc ra chất vấn, nhưng anh sợ sau khi hỏi, mọi chuyện sẽ không còn cơ hội để mà cứu vãn được nữa. Anh sẽ thực sự mất cô, sẽ không thể nhìn thấy được khuôn mặt của cô nữa, sẽ không được ôm thân thể của cô nữa, sẽ không được nghe cô cười, nghe cô oán trách hay là núng nỉu nữa. Anh tới bệnh viện rồi, mẹ rất khỏe. Tiểu Đào.
nhưng mà không hỏi, trong lòng lại bị tắc nghẽn. Sao cô có thể làm như không có chuyện gì trước mặt anh như vậy chứ? Lẽ nào cô không làm gì hết sao? Lẽ nào ly hôn chỉ là một trò đùa hay sao? Trong lúc vẫn còn chưa suy nghĩ kỹ, anh đã buột miệng mà hỏi ra. Vào tối ngày hôm cuối cùng của năm, em đã ở cùng với ai chứ? Câu trả lời này rất quan trọng hay sao? Đào Đào khẽ chớp mắt, anh lạnh lùng móc tấm ảnh từ trong túi ra. Là anh ta, có đúng hay không? Đào Đào lấn lướt nhìn qua tấm ảnh, không hề do dự mà gật đầu. Đúng. Cả đêm, em đều ở cùng với anh ta. Anh đau khổ mà gầm nhẹ. Đúng vậy. Hai người đã làm gì chứ? Làm tất cả những chuyện mà nam nữ trưởng thành có thể làm. Trong con người đen láy của Đào Đào lóe lên vẻ khiêu khích nguy hiểm. Tại sao? Trái tim của anh đang chảy máu, đang quặn thắt. Bởi vì em muốn kết thúc cuộc hôn nhân đáng thương này. Nhưng anh luôn kiên trì không làm chuyện có lỗi với em. Vậy nên chỉ có em làm thôi. Bây giờ em ngoại tình rồi, chúng ta đương nhiên ly hôn. Đào Đào. Giọng Hoa Diệp khàn khàn gọi tên cô. Hai tay đột nhiên dùng sức nắm lấy hai vai của cô. Sức lực này mạnh tới nỗi độ hô hấp của cô có chút khó khăn. Cô ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn anh. Em và anh ta ở bên nhau bao lâu rồi chứ? Cảm giác bị phản bội có đau hay không? Đào Đào cười một cách mỉa mai. Ngón tay của Hoa Diệp cứng đơ trên vai của cô. Nỗi đau của anh hoàn toàn không thể nào so sánh với nỗi đau mà anh mang lại cho em. Hoa Diệp à, hãy xuống xe, chạy tới với tình yêu vĩ đại của anh đi. Không còn bất cứ cản trở nào nữa. Cô không cần phải dối gạt nữa. Cô đẩy anh ra, lúc đóng cửa mới cảm thấy hai chân của mình run cầm cập. Vậy mà anh lại còn tới đây chỉ trích cô. Tấm hình này là anh tìm người chụp lén hay sao chứ? Trong lòng anh có phải là luôn thầm mong cô ngoại tình? Như vậy thì anh không cần phải có chút nào bứt rứt mà quay người đi nữa hay không? Cô mất kiểm soát đã tác thành cho sự lỗi lạc của anh. Thực sự là không lưu luyến, không còn lưu luyến một chút nào nữa. Run rẩy khởi động xe, cửa xe đã bị Hoa Diệp gõ kêu ầm ầm. Cô không thèm nhìn đấy, ép buộc quay đầu xe, lái ra cổng chính. Trong một phút hoảng loạn, bất cẩn đụng đầu xe vào một thân cây. Chị cảm thấy xe chấn động dữ dội, sau đó ầm một tiếng. Cô chạy thử, xe vẫn còn chuyển động được. Chân đạp phanh xe, chiếc xe loạng choạng xông vào trong màn đêm. Hoa Diệp vội đuổi theo vài bước, nhìn đèn xe rơi vỡ dưới đất, đau thương khom lưng nhặt lên. Sau lễ, Đào Đào lại dọn về phòng làm việc của bộ phận kỹ thuật. Văn phòng của cô và Tạ Tu Nhiên bây giờ đã trở thành không gian độc lập của Long Tiếu. Bàn làm việc của Long Tiếu đang dùng là của Tạ Tu Nhiên, còn chiếc bàn ban đầu anh ta vẫn giữ nguyên chỗ cũ. Nghe nói là bộ phận kỹ thuật muốn đề bạt một vị phó trưởng phòng, cho nên trong số nhân viên hiện có, sau này sẽ ngồi vào vị trí của anh ta. Đây gọi là tin tốt cho phòng kỹ thuật. Đồng Bảo Nam âm thầm phân cao thấp, hy vọng mình có thể nắm bắt cơ hội này. Tiếc là vị trí chỉ có một. Nói chuyện với nhau, ánh mắt tự nhiên liền nhiều thêm vài phần thù địch và đề phòng. Đào Đào cảm thấy lý lịch của mình đơn giản, nghiệp vụ bình thường, việc này không đến lượt mình, cho nên cũng không để ở trong lòng. Lúc dọn bàn làm việc, nhìn thấy bó marguerite khô queo trong bình hoa, bóng dáng của Tạ Tu Nhiên lại thoáng qua trong đầu. Cô cúi đầu mím môi, không để cho tiếng than lọt ra khỏi miệng. Cô không ngờ giữa Phi Phi và Long Tiếu lại có sóng ngầm dâng cao. Khi tình cảm mới nảy sinh chính là khi đẹp nhất. Chọc thủng rồi sẽ không còn thú vị nữa. Hãy cứ thuận theo tự nhiên đi. Khi tình yêu chín muồi đi tới hôn nhân, mọi thứ sẽ bắt đầu theo hướng về hiện thực, sẽ không còn đẹp như vậy nữa. Tình yêu là vô điều kiện, nhưng hôn nhân lại có điều kiện. Hơn nữa điều kiện lại còn rất hạ khắc. Giờ cơm trưa, cô lấy điện thoại ra nhìn. Cô nhắn tin cho Hoa Diệp, bảo anh ký tên và thỏa thuận ly hôn. Sau đó hai người tới cục dân chính làm thủ tục. Trên điện thoại còn có một cuộc gọi nhớ là số lạ. Hoa Diệp cũng không có trả lời tin nhắn. Mẹ Đào tuy nói là đã xuất viện, nhưng hoàn toàn hồi phục thì còn phải cần một thời gian nữa. Đào Đào ghi chép lại những lời dặn dò của bác sĩ Âu Dương rồi cảm ơn. Lúc ra ngoài, gặp được Hoa Diệp ở cửa. Bốn mắt nhìn nhau, hai người lập tức rời đi ánh mắt. Bác sĩ Âu Dương đang ở bên trong à? Hoa Diệp hỏi. Em đã chào rồi. Đào Đào cúi đầu đi qua bên cạnh anh. Anh xoay người đi theo cô. Đào Đào ngoái đầu lại. Cô và Diệp Thiếu Ninh đang ở đây, không có việc gì cần làm đâu. Không cần phiền tay anh nữa. Tại sao lại kêu Diệp Thiếu Ninh chứ? Hôm qua anh nói với bố anh sẽ tới đưa mà, còn đặc biệt đổi thời gian buổi tọa sáng nay nữa. Giọng điệu của Hoa Diệp lạnh lẽo. Đào Đào không nhắc tới Diệp Thiếu Ninh tự tới, cười nhẹ. Hoa Diệp à, sau này không cần phải như vậy nữa đâu. Bây giờ chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Anh không còn bất cứ trách nhiệm và nghĩa vụ nào tới nhà em nữa. Cũng giống như vậy, nhà anh có việc gì em cũng sẽ không hỏi tới nữa. Giờ chúng ta không cần phải lịch sự. Mỗi người hãy sống trong phạm vi của riêng mình đi. Không gặp nhau là tốt nhất.
Nói những lời này, có phải là trong lòng của em rất dễ chịu? Đào Đào nhìn anh một cái sâu xa. Em chỉ nói sự thật mà thôi. Hoa Diệp, chúng ta đã không còn là của nhau nữa rồi. Nếu như còn tiếp tục sống với nhau, hoặc là em sẽ suy sụp, hoặc là sẽ trở nên không giống chính mình nữa. Em không thể thế chấp cuộc đời của mình cho anh được. Em nghĩ mình cũng có quyền được hạnh phúc. Anh muốn nói, hạnh phúc mà em muốn anh có thể cho em. Nhưng lúc này mà nói ra, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy trống rỗng, bất lực. Anh đau khổ nhìn cô chăm chú, chỉ có trầm mặc. Thật ra thì anh biết, khi cô công khai với anh đã không còn chút cơ hội níu kéo nữa rồi. Cô đã dùng cách thức đau thương tuyệt đối của cô để chặn hết mọi con đường. Khi anh cậu hôn cô, trong lòng anh cho rằng tình yêu là một chuyện, hôn nhân lại là một chuyện khác. Trên đời này có được mấy ai lấy được người con gái mà mình khắc cốt ghi tâm cơ chứ? Nhưng cũng không phải họ bình lặng nắm tay nhau đi tới cuối đời đó hay sao? Anh trốn giấu tình yêu của mình tận sâu trong đáy lòng, giữ lại cho Hứa Mộng Ca. Còn anh sẽ làm người chồng xứng đáng của Đào Đào, sẽ sinh con dưỡng cái với Đào Đào. Nửa năm nay anh cân bằng hai việc này rất tốt. Lẽ nào như vậy là sai hay sao chứ? Tuy sự kiên trì của anh khiến cho em có một chút vui vẻ, chứng minh rằng hình như em vẫn còn có ích đối với anh. Anh có thể lấy một người anh không yêu, nhưng em thì không thể gả cho một người mà em không yêu. Nói tới đây thôi, Hoa Diệp, không cần nói gì nữa. Chúng ta hãy lặng lẽ mà chia tay nhau đi, vì em đã không còn bất cứ cảm giác gì với anh nữa rồi. Trưa mai, em ở cục dân chính đợi anh. Nếu nhanh không tới, em chỉ có thể kiện ra tòa mà thôi. Nói xong, cô nhấc chân đi lên lầu. Diệp Thiếu Ninh đứng ở trên hành lang, không thể tin được nhìn cô. Hình như cuộc nói chuyện giữa cô và Hoa Diệp, cậu ta đã nghe thấy hết. Cô khẽ nhắm mắt lại, bình tĩnh hỏi. Đã thu dọn xong rồi sao? Dì và chú Đào đều đã lên xe, bảo mình tới đây tìm cậu. Cậu lái xe tới hả? Xe mình đưa đi sửa rồi. Đào Đào trẻ môi tự giễu. Nếu như có thể nói được, chắc là nó sẽ chửi mình chết mất, vì mình quá là không trân trọng nó rồi. Vậy chúng ta xuống dưới lầu thôi. Đào Đào. Diệp Thiếu Ninh không thể tiêu hóa được những lời vừa rồi, nghi hoặc nhịn cô. Đào Đào trêu chọc. Phản ứng của người bình thường không phải là nên vui mừng hay sao chứ? Từ nay về sau, mình đã không còn là hoa phu nhân nữa rồi, mà đã khôi phục thành Đào tiểu thư độc thân. Diệp Thiếu Ninh nghe mà tim quặn thắt. Bên phía Đào Đào mắt đã đỏ hoe, vội vã xoay người đi. Ngày hôm sau ăn cơm trưa xong, Đào Đào đợi cho mẹ Đào lên giường ngủ, rồi kiểm tra giấy kết hôn, chứng minh thư. Sau đó nói với dì giúp việc là có việc ra ngoài. Đào Giang Hạ nhiều ngày không ở công ty nội thất, công việc tồn đọng rất nhiều, không về ăn trưa, trong lòng cũng không thể đối mặt với sự thật Đào Đào sắp ly hôn. Mẹ Đào ở trong phòng ngủ bảo Đào Đào đi sớm về sớm. Dì giúp việc đưa Đào Đào tới bên đường đón xe, vẻ mặt đồng tình, nhìn không được mà an ủi, nói những lời như là vẫn còn trẻ, đừng có buồn. Đào Đào mệt mỏi cười cười, trong mắt những bậc cha mẹ, ly hôn chính là một chuyện kinh thiên động địa. Thật ra đối với cô mà nói, chẳng phải cũng là một chuyện bất đắc dĩ khi tới đường cùng bí lỗi hay sao chứ? Đến cục dân chính, vừa nhìn đã thấy xe của Hoa Diệp đang đứng ở bên đường. Trước đây khi cô ra khỏi công ty, nhìn thấy chiếc xe này, trên mặt sẽ bất giác nở nụ cười ngọt ngào. Cửa xe mở ra, Hoa Diệp từ bên trong đi ra, rèm mi sâu thẳm, xương gò má cô lên, tiều tụy giống như là mấy ngày mấy đêm không ngủ. Cô nhanh chóng ngoảnh mặt đi, không nhìn anh nữa. Anh đã ký vào đơn thỏa thuận chưa? Hoa Diệp không có tiếp lời, cứ nhìn cô đăm đăm. Họ kết hôn vào tháng 5, hôm đăng ký kết hôn, cô đặc biệt mặc một chiếc váy dài màu hồng, tay xách một cái túi to màu đỏ. Nhân viên phụ trách đăng ký kết hôn bảo cô đưa chứng minh thư ra. Cô cúi đầu lục tìm trong túi sách cả nửa ngày mà vẫn không lấy ra được, sốt ruột tới nỗi sắp khóc. Cuối cùng vẫn là anh tìm được ví của cô. Nhân viên trêu chọc, cô dâu mới xúc động quá rồi phải hay không? Cô thẹn thùng trốn sau lưng của anh, mặt đỏ như trái cà chua chín. Nhận giấy kết hôn xong, hai người quay lại xe. Anh đang định khởi động xe, cô đột nhiên lay lay cánh tay của anh. Anh nghiêng người qua, cô ôm lấy cổ của anh, vùi vào lòng của anh, dán bên tai của anh, dùng giọng nói không thể nghe thấy, xấu hổ gọi một tiếng. Chồng ơi! Lúc đó, tim của anh đã đập dữ rồi. Giây tiếp theo, anh ôm chặt lấy cô, hôn lên môi của cô thật sâu. Không vào sao? Đào Đào đi được mấy bước, không nghe thấy động tĩnh đằng sau, liền quay người lại hỏi. Đôi mắt e lệ yêu kiều ấy bây giờ đã không còn chút sóng gió. Phải chăng cô đã trao hết tất cả dịu dàng cho vị thầy tả đó? Không, không, mặc dù có ảnh hưởng của Thăng Kỳ, Đào Đào cũng đã thừa nhận. Nhưng Hoa Diệp vẫn không thể tin rằng Đào Đào thực sự làm ra những chuyện ngoại tình. Nhưng không phải ngoại tình, Tạ Tu Nhiên đối với Đào Đào cũng rất đặc biệt. Khi cô đau khổ, không có ai giúp đỡ, người cô muốn dựa dẫm, người cô muốn tin tưởng là Tạ Tu Nhiên chứ không phải là anh. Trong cuộc đời của cô,
anh có thể đóng vai ai nữa đây chứ? Lúc này ly hôn hình như chỉ là để bảo vệ sự tôn nghiêm của đàn ông mà thôi. Nếu không, anh phải đợi cô khởi tố hay sao chứ? Cuộc đời của anh có quá nhiều sự ra đi. Lúc còn trong bụng mẹ, bố đã ra đi. Sau khi trưởng thành, Mộc Ca ra đi. Bây giờ người ra đi lại là Đào Đào. Anh chỉ có thể đối mặt, không thể ngăn cản. Tâm trạng vừa tuyệt vọng vừa lạnh lẽo, giống như một luồng khí lạnh từ dưới chân dâng lên tới tận đáy lòng. Anh rất lạnh, rất đau, nhưng anh biết anh có thể chịu đựng được. Anh nhấc chân đi theo cô. 10 phút sau, hai người một trước một sau ra khỏi cục dân chính. Anh nhìn bóng của anh và bước chân của cô xếp chồng lên nhau, dường như là rất thân thiết, nhưng lần lượt lại là hai cá thể đơn độc. Cô đi rất nhanh, anh gọi cô lại. Để anh tiện em. Anh biết xe của cô đã mang đi sửa. Không cần đâu, bắt xe rất tiện. Cô nhìn vào mắt của anh đã thêm một cảm giác xa cách. Chúng ta cùng nhau đi uống chút gì đi. Anh không phải là người nhiệt tình, nhưng lại đang cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện. Giờ mà chia tay, sau này anh muốn tìm cô sẽ không còn dễ dàng nữa. Bây giờ mới là buổi chiều, anh muốn cùng cô tới một quán trà ngồi, ăn một chút điểm tâm, sau đó cùng nhau ăn bữa tối. Thậm chí anh muốn bảo cô về Thính Hải Các, hai người cùng nhau nấu bữa tối, coi như giữ lại kỷ niệm. Hoặc là anh sẽ đưa cô đi mua sắm, tới khi nào cũng được. Em không uống. Cô lắc đầu, trong lòng thoáng qua một tia cay đắng. Trước đây, nếu như anh nói như vậy, cô sẽ vui mừng nhảy nhót biết bao nhiêu. Một chiếc taxi dừng lại. Có đi xe không? Tài xế là một cậu trai trông có vẻ lưu manh, trong loa vọng ra một bản nhạc DJ cuồng dã. Cậu ta nhịp theo tiết tấu, đầu gần như gà bộ thóc. Đào Đào kéo cửa ghế sau ngồi vào. Hoa Diệp giữ cửa xe, cau mày nói với cô. Đổi xe khác đi. Tại sao? Đào Đào khó hiểu. Anh liếc nhìn gã tài xế. Hay là anh đưa em về? Tóm lại là không thể ngồi chiếc xe này. Đào Đào đột nhiên hiểu ra, cô cười cười. Hoa Diệp, kể từ giây phút này, em đã không còn là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh nữa rồi. Nếu như em có xảy ra chuyện gì, người đầu tiên em thông báo là bố mẹ của em, chứ không phải là anh. Hoa Diệp mặt bỗng trắng như tờ giấy, cứng như tượng đá. Phiền anh tránh ra, em phải về rồi. Cô chớp mắt, gạt tay của anh đi, đóng cửa xe lại. Trong những nốt nhạc đinh tai, chiếc xe vụt khỏi tầm nhìn của anh. Anh đứng yên thật lâu, mãi nhìn về hướng xe đi xa, không hề nhúc nhích. Sau này họ thực sự đã là hai người, không có bất cứ liên quan gì với nhau nữa rồi. Hoa Diệp nằm ở nhà 2 ngày 2 đêm, rồi tiếp tục quay trở lại văn phòng làm việc. Cuộc sống có vẻ như trôi qua rất bình lặng. Mỗi sáng thức dậy đúng giờ, tự làm bữa sáng cho mình, có khi là sữa tươi bánh mì trong tủ lạnh, sắt ra cho vào lọ vi sóng làm nóng, rót một ly sữa, vội vàng đổ nó vào bụng. Có khi dậy sớm thì luộc một quả trứng, trực tiếp vớt từ trong nước sôi ra. Vỏ trứng rất khó bóc, tới cuối cùng chỉ còn lại một chút lòng trắng dính ở trên lòng đỏ. Anh cố nuốt hết cả một miếng một quả trứng. Lần trước, nhân viên vệ sinh quét dọn nhà rất được. Anh mời chị ta một tuần tới nhà 2 lần. Như vậy, nhà cửa có thể bảo đảm sạch sẽ, quần áo cũng có người giặt. Cuộc sống hiện tại dường như gọi là rất bình thường. Nhưng so với khi có Đào Đào ở nhà thì chỉ gọi là tạm bợ, nhưng lại chẳng còn cách nào khác. Từ trước tới nay, đàn ông là phái mạnh, phụ nữ là phái yếu. Một người đàn ông bị một người phụ nữ quản chặt sẽ luôn bị những người đàn ông khác chê cười. Thế nhưng rất nhiều người đàn ông cam tâm vui vẻ bị trói buộc. Thật ra bị trói buộc, bị quản chế chính là bạn đang hưởng thụ sự căng thẳng, sự quan tâm, chu đáo, yêu quý của một người khác dành cho bạn. Không còn ai trói buộc anh nữa, quản chế anh nữa. Anh đã được tự do, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, anh đều rất thuận tiện. Anh nghiền ngẫm nỗi đau cay đắng ở trong miệng. Đến ba cậu vòng đi, hẹn hết mọi người tới. Trương Hoàng dường như chần chừ trong giây lát rồi mới đáp. Ba cậu vòng đã ngừng kinh doanh một thời gian, mấy ngày nay cô không biết có mở cửa hay không. Không sao, đem gọi cho kinh hệ, không kinh doanh thì chúng ta mượn dùng buổi tối. Anh rất ngạc nhiên. Đang yên đang lành, tại sao lại không kinh doanh chứ? Trương Hoàng than thở. Mộc Ca không có nhắc về ngay sao? Không có. Không biết vì chuyện gì mà Tử Hoàn và kinh hệ cãi nhau, đập tan tành quán ba, không cẩn thận đụng bị thương một người khách. Người đó lại không phải kẻ tầm thường, gọi mấy người đã tới đánh lại. Sau đó cảnh sát cũng được điều động luôn, cảnh sát bắt ngừng kinh doanh để điều tra. Những chuyện tạm nham, anh em mình gặp nhau rồi nói kỹ hơn. Tối nay chắc chắn tới chứ? Ừ, tôi sẽ tới. Hoa Diệp ngủ tới trưa mới dậy, nấu cho mình một tô mì, lúc gia vị nhầm giấm thành nước tương. Khi ăn vừa chua tới méo miệng, kết quả là không ăn được, đành phải uống chút sữa để phối hợp. Lúc rửa ly, nhân viên làm theo giờ tới. Hôm nay là ngày mà chị ta quét dọn triệt để nhà cửa, còn mang theo một người phụ nữ.
Hoa Diệp phiền chán hỏi chị ta này kia, chào một tiếng rồi vội ra ngoài. Vẫn còn sớm mới tới buổi hẹn, anh lái xe đi dạo trên đường, đi quanh quanh tới lui, chiếc xe giống như có ý thức, không biết tại sao lại rẽ vào đường Quế Lâm. Ánh nắng rất đẹp, gió hiu hiu, sóng biển dịu dàng, nhiệt độ vẫn còn rất thấp, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh không bằng mấy hôm trước. Trên đường Quế Lâm người đi lại rất đông, xe cộ giảm tốc độ, cố gắng không bấm còi, làm cho người đi đường giật mình. Hoa Diệp dựng xe ở ngoài sân khu biệt thự, trong sân trồng một hàng cây sồi. Thân cây rất cao, cành lá xum xuê, vừa đủ để che khuất xe của anh. Còn anh thì có thể từ góc độ này nhìn thấy rõ biệt thự của nhà họ Đào. Anh thực sự không thể chịu nổi vẻ thô tục của một nhà giàu mới nổi như Đào Giang Hải và cả ngọc lưu ly không quý giá, nhưng lại muốn người khác phải che chở cẩn thận là mẹ Đào. Không biết hai người như vậy tại sao lại sinh ra được Đào Đào đáng yêu xinh đẹp như vậy. Nhưng cảm xúc này anh chưa bao giờ để lộ ra ngoài. Anh đối với họ rất lễ phép, nhưng tuyệt đối là không thân thiết. Không đến mức bất đắc dĩ thì anh sẽ không tới nhà họ Đào. Mỗi lần tới đây, anh đều coi như là một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Ở nhà họ Đào, mỗi một giây trôi qua, anh đều cảm thấy giống như đang bị giày vò. Hôm nay anh muốn bị giày vò một chút, cũng không còn cơ hội nữa rồi. Trong sân của nhà họ Đào có hai chiếc xe, cửa sổ nhà bếp đang mở, thỉnh thoảng lại có hơi nóng bay ra. Bóng người bên trong túm tụm, bỗng rộ lên tiếng cười của mấy người phụ nữ, không hẹn mà cùng nhau gặp cười. Lúc đó anh nhìn thấy Đào Đào, tim thì đập thình thịch. Trên sân phơi hướng ra biển của nhà họ Đào cũng có đặt hai cái ghế nằm, giống hệt như cái ghế trên sân thượng của Thính Hải Các. Đào Đào ngồi xoay lưng lại với anh, trong tay cầm cuốn sách. Anh không nhìn thấy biểu cảm của cô, giống như là đang đọc rất chăm chú, đầu cũng không ngẩng lên. Một lúc sau, có một người từ trong nhà đi ra, là Diệp Thiếu Ninh. Cậu ta bưng một cái đĩa, trong đĩa đựng thức ăn gì đó. Cậu ta đẩy đẩy vai của cô, Đào Đào vẫn không ngẩng đầu. Diệp Thiếu Ninh ngồi xuống, nhón lấy từ trong đĩa một miếng đưa tới bên miệng của cô. Cô lắc đầu, cậu ta thì kiên trì giơ lên, cô đành phải cắn một miếng, còn một nửa nhét vào miệng của Diệp Thiếu Ninh. Trong mắt của Hoa Diệp sắp phun ra lửa, bàn tay bất giác nắm lại thành đấm, sau đó anh lại từ từ xòe những ngón tay ra. Anh còn tư cách để mà tức giận hay sao chứ? Đào Đào đã không còn là vợ của anh nữa rồi. Cảnh tượng này không hề bất ngờ, khi Đào Đào đã lấy lại được tự do, Diệp Thiếu Ninh yêu thầm cô. Sao có thể bỏ lỡ cơ hội một lần này chứ? Không có anh, nhà họ Đào vẫn rất náo nhiệt, Đào Đào vẫn có người yêu thương. Ai đây? Có phải là chạy nhầm chỗ rồi đấy chứ? Có người gõ nhẹ cửa xe, anh quay đầu lại, nhìn thấy là dì giúp việc của nhà họ Đào. Trong tay đang cầm túi sách đựng đồ siêu thị, lộ ra một đống to nguyên liệu nấu ăn, đang cười như không cười với anh. Anh có chút quẫn bách, xuống xe gật gật đầu. Một ngày đẹp trời thế này, không ở yên bên người yêu mới của cậu, tới đây làm gì chứ? Cậu đừng lên tiếng. Coi thường Điệu Đào nhà tôi thì lúc đó đừng có cưới, cũng không ai ép cậu mà. Cậu thì hay rồi, chưa tới nửa năm mà đã thay lòng. Bình thường trông cậu cũng ra dáng phết, còn giúp người ta kiện tụng, tưởng đâu là luật sư chính nhân quân tử, hóa ra là một con sói đổ lốt người. Dì giúp việc trừng mắt to, nhạ chữ vô cùng lưu loát. Hoa Diệp sợ sợ mũi, ngó thấy đã có vài người vì âm lượng của dì giúp việc mà nhìn về phía anh. Dạ cháu có việc nên cháu đi trước. Anh xoay người lên xe. Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng là thiếu cậu thì Tiểu Đào sẽ không có ai cần. Giám đốc Đào và phu nhân đã nhờ người giới thiệu cho Tiểu Đào rồi. Dù sao cũng phải lấy được một người tốt hơn cậu gấp 10 lần, gấp 100 lần. Người đàn ông mà lăng nhăng như cậu, có thể vứt bỏ một người thì có thể sẽ bỏ rơi người thứ hai, sau này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cậu đi đi, đừng có để tôi nhìn thấy cậu nữa. Nếu không tôi thấy một lần sẽ chửi một lần. Dì giúp việc hung dữ đạp cửa xe một cái. Dì giúp việc trước đây rất tôn kính Hoa Diệp, bị bà ta chửi như vậy anh không có so đo, nhưng trong lòng thực sự rất khó chịu. Anh lặng lẽ nhìn một lượt biệt thự nhà họ Đào, không gọi là hoảng hốt chạy trốn nhưng thực sự có chút chán trường. Hoa Diệp không kìm được mà cười khổ. Dì giúp việc còn chê mắng chưa đã, đi trên đường còn lẩm bẩm cho tới nhà. Hôm nay bạn của mẹ Đào tới nhà Đào đánh bạc trượt, mẹ Đào coi như khách, hẳn là sẽ giữ người ta lại ăn cơm. Trong nhà không có nhiều thức ăn cho nên dì đi siêu thị mua thêm. Không ngờ trên đường trở về lại nhìn thấy Hoa Diệp, cơn giận không đâu mà lại kéo tới. Sụ mặt đi vào trong nhà, thấy mấy người đang chơi rất vui vẻ, nuốt nước miếng bỏ đi, không nói gì hết, tránh làm cho mọi người bất hứng. Quay đầu nhìn trong sân, Đào Đào đang đọc sách, khẽ thở dài. Đào Đào tuy vẫn giống như trước đây, trước mặt bố mẹ thì cười nói, nhưng nửa tháng nay đã gầy đi 5 kg, khiến cho ai thấy cũng đều đau lòng. Đứa trẻ này rất ngoan, rất hiểu chuyện, tại sao lại bị giày vò như vậy chứ? Mắt của dì giúp việc hơi sưng, vội đi vào trong nhà bếp. Trên mặt trượt, mẹ Diệp lại thắng bài, cười tới nỗi không khép được miệng.
một vài người bạn ngồi ở cửa dưới của bà ta nói: "Ai, mẹ Diệp số đỏ thật đấy, mấy ngày hôm nay ngày nào cũng thắng. Thế này có gọi là gì chứ? Nếu như Thiếu Ninh qua Tết mà dẫn về nhà một cô con dâu thì tôi mới vui thật sự. Chuyện đó thì có gì mà khó chứ? Thiếu Ninh có tài mạo, công việc lại tốt, bản thân có nhà có xe, muốn tìm người kiểu gì mà không có. Chỉ sợ là kén quá đó thôi, hoặc là trong lòng đã có ai rồi." Người bạn liếc ra ngoài sân phơi với vẻ mặt sâu xa. "Nào có kén chọn gì đâu, có thể là duyên phận chưa tới. Việc này cũng không có gấp được. Thôi thôi, không nói nữa, đánh bài tiếp đi." Mẹ Diệp xảo bài rao rào, nhanh nhẹn chồng lên. Mẹ Đào ở bên cạnh khẽ mỉm cười nhắm mắt nói: "Cái thằng bé Thiếu Ninh này, từ nhỏ tôi đã thích nó. Tôi vẫn luôn nói rằng nhà ai tìm nó làm con rể thì ngủ cũng phải cười mà tỉnh giấc." Mẹ Diệp run run, bài rơi xuống mặt bàn cạch một cái. "Vậy sao?" Bà ta lúng túng cười với mẹ Đào, rồi cúi người nhặt bài lên. "Đương nhiên, tôi cũng ngưỡng mộ chị đã sinh được một đứa con trai tốt như vậy." Mẹ Đào càng cười càng ôn hòa hơn, nhưng mẹ Diệp bỗng nhiên lại cảm thấy rùng mình một cái. "Đang đọc sách gì vậy chứ?" Diệp Thiếu Ninh bưng cái đĩa ở trên mép bàn, thò người sang. "Khuynh Thành Chi Luyến của Trương Ái Linh, cậu đọc chưa?" Đào Đào xõa mái tóc dài, ánh nắng có hơi chói mắt, cô nhắm mắt lại một lúc rồi mới ngẩng đầu lên. "Sai con gái đọc, mình không thèm đọc. Không biết là dạp chiếu phim bây giờ đang chiếu phim gì chứ, lâu rồi không có xem." Diệp Thiếu Ninh vỗ tay dưới đầu, nằm ngả về phía sau, khóe miệng tràn đầy vẻ dịu dàng. "Cho dù là phim gì, đi xem với cậu đều là cơn ác mộng." Đào Đào trợn mắt một cái. "Ý gì đó chứ? Không nhớ lần trước xem Hoa Bộc Lan sao?" "Đúng là nhỏ nhen, chuyện xưa như vậy rồi mà vẫn còn nhớ. Tiểu Đào à, cứ ở nhà như thế này cậu không chán sao? Cậu cũng sắp thành giống như mẹ mình rồi, bước vào thời kỳ lão niên sớm. Cậu chê chán thì về đi, cũng đâu có ai giữ cậu chứ." Đào Đào cúi đầu lật một trang sách. Diệp Thiếu Ninh trẻ môi. "Cậu chỉ mong mình về thôi sao? Không muốn gặp mình tới vậy sao?" "Không phải, một ngày đẹp trời như này, cậu nên hẹn hò hay là gì đó chứ, sao phải ở cùng với một người phụ nữ trung lão niên?" Diệp Thiếu Ninh lẩm bẩm một câu. "Đây không phải là hẹn hò hay sao?" Chỉ là âm lượng quá nhỏ, Đào Đào không có nghe thấy. "Tiểu Đào, có điện thoại." Mẹ Đào ở trong nhà kêu lên một tiếng. "Mình đi nghe điện thoại đã." Đào Đào đặt sách lên ghế, nhảy nhảy đi vào trong nhà. "Biết ngay là có sách về tình yêu mà." Diệp Thiếu Ninh cầm cuốn sách lên, tiện tay dở ra trang sách Đào Đào đang đọc, liên tục cau mày. Dở chết đi được. Trước mắt của cậu bỗng nhiên tối đen, cậu ta dở sách đi, phát hiện mẹ Diệp đang đứng ở trước mặt. Mẹ giải tán rồi sao?" Mẹ Diệp vẻ mặt nghiêm túc. "Không có, họ nghỉ ngơi ăn đồ ăn. Thiếu Ninh à, con đi về đi, sau này không được tới nhà họ Đào nữa." "Tại sao chứ?" Diệp Thiếu Ninh khó hiểu ngồi dậy. "Con cứ đến mãi như thế này, người ta sẽ hiểu lầm." "Hiểu lầm gì cơ?" Diệp Thiếu Ninh bật cười. "Tưởng rằng con thích Đào Đào." Diệp Thiếu Ninh sững sờ, mặt đỏ bừng. "Nếu như Đào Đào chưa kết hôn thì hôn sự này con có thể thương lượng. Bây giờ con tốt xấu gì cũng là trợ lý đặc biệt của Thái Hoa, cũng là tổng lớp lãnh đạo. Điều kiện tốt như vậy, Tiểu Đào dù như thế nào cũng là người đã ly hôn, sao mà xứng với con được chứ? Nhà họ Đào có ý gì mẹ rất rõ." "Đừng có mơ." "Mẹ à, rốt cuộc mẹ đang nói gì vậy chứ?" Diệp Thiếu Ninh tào nhã lịch thiệp, bỗng nhiên đanh mặt lại, giọng điệu cứng nhắc hẳn. Mẹ Diệp kinh ngạc nói. "Thiếu Ninh, không phải là con thực sự với Tiểu Đào?" "Đừng nói nữa, mẹ à, chuyện của con tự tính toán." Diệp Thiếu Ninh nhướng mày, lạnh lùng nhìn mẹ Diệp. Mẹ Diệp ngây người, đỡ đẫn kéo cửa. Đào Đào cầm điện thoại đang đứng ở cửa, vẻ mặt nhàn nhạt, không khí bỗng chốc gượng gạo. "Điện thoại của ai vậy chứ?" Diệp Thiếu Ninh vội làm bộ hiếu kỳ hỏi. "Đỗ Tinh, cậu ấy đã tới Bắc Kinh rồi, trưa mai sẽ về Thanh Đài, bảo mình ra sân bay đón cậu ấy." Trên mặt của Đào Đào hiện lên một tia vui vẻ nhàn nhạt. Chiều tối, mẹ Diệp bỗng nhiên đau đầu, bắt Diệp Thiếu Ninh đưa bà về nhà nghỉ ngơi. Những người khác cũng giải tán theo. Dì giúp việc lầm bầm thật lâu, nói là đã chuẩn bị rất nhiều món. Mẹ Đào thì nói không sao, trời lạnh, để sẽ không bị hư. Đào Giang Hải về nhà lúc trời vừa tối, bây giờ tối nào ông cũng về nhà ăn cơm. Không yên tâm bà xã đang dưỡng bệnh, cũng không yên tâm con gái lớn mới ly hôn. Khi ở một mình, ông hút hết điếu thuốc này lại thấy điếu thuốc khác. Trong làn khói mơ màng, ông không nhìn thấy ngày mai đang ở đâu. Trên bàn cơm, mẹ Đào và Đào Giang Hải nói chuyện đánh mặt trượt chiều nay, đồng thời nhắc đến Diệp Thiếu Ninh. "Diệp Thiếu Ninh thân với nhà mình như vậy, nếu như không nói, người khác còn tưởng là con trai của nhà họ Đào chúng ta không chừng." Lúc nói câu này, bà đặc biệt nhìn Đào Đào,
Đào Đào vùi đầu vào chén cơm, lụa cơm rất nhanh, chỉ là hạt cơm không vơi đi mà thôi. Thiếu Đình tố chất cao, không giống như một đứa trẻ, có chút bản lĩnh liền không biết trời cao đất dày, nó rất thật thà, lại rất lễ phép. Đào Giang Hải nhanh chóng lĩnh hội được thâm ý của mẹ Đào, vội phụ họa theo. Tiểu Đào à, Thiếu Ninh và con cũng là bạn học mấy năm nữa mà. Trước đây lên lớp nhiều có bạn nữ thích nó không? Mẹ Đào lại hỏi. Đào Đào đặt đũa xuống cách cạch, không vui mà trả lời. Cậu ấy là gì của con mà con rảnh rỗi đi chú ý mấy chuyện đó chứ? Nói xong liền đứng dậy đi lên lầu. Tiểu Đào à, con vẫn chưa ăn xong mà. Con no rồi. Giọng nói buồn bực biến mất giữa cầu thang. Đào Giang Hải và mẹ Đào nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu. Ây, lần sau đừng nhắc nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi. Đào Giang Hải nói, mẹ Đào thở dài thườn thượt. Đào Đào nằm ở trên giường, trừng mắt nhìn trần nhà thơ thẩn rất lâu. Bỗng nhiên cô cười tự giễu thành tiếng. Thực sự là trùng hợp, cô nghe điện thoại của Đỗ Tinh xong, quay ra sân phơi, thì tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ Diệp và Diệp Thiếu Ninh. Không phải là không tổn thương, ly hôn đã là ngõ cụt của cô không thèm tới sự thương hại của người khác, nhưng ít nhất cũng phải thông cảm chứ. Nhưng mà trong mắt của mẹ Diệp, cô giống như một cái cây hoa tàn nhụy giữa, đừng mong có được lại một ngày mỉm cười đón gió xuân. Nghe mà thật sự chua xót làm sao, cũng thật tức giận, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Tình yêu có bao nhiêu dài, hôn nhân có thể đi được bao lâu, không ai có thể bảo đảm. Cô đã thất bại một lần rồi, đâu còn dám dễ dàng lại đi thử lần nữa. Cuộc sống một mình rất quạnh quẽ, rất cô đơn, thế nhưng lại rất bình lặng. Tiểu Đào à, dì giúp việc muốn nói gì đó, lại lộ ra vẻ do dự. Sao vậy à? Đào Đào đặt chén xuống. Hôm nay dì nhìn thấy Hoa Diệp, tức quá, đã chửi cho nó một trận. Đào Đào sững sờ. Dì gặp anh ấy ở đâu? Thì trên con đường phía sau ấy, nó ngồi trong xe, giống như một tên trộm, cứ nhìn chừng chừng nhà cháu. Dì vừa mắng, cậu ta liền xấu hổ mà không biết trốn đi đâu. Đào Đào khó hiểu, nhìn trộm hình như không phải là chuyện mà Hoa Diệp sẽ làm. Dì à, dì không nhìn lầm chứ? Ây, cái mặt lạnh tanh đó, có cháy thành tro thì dì cũng nhận ra. Đào Đào trầm mặc, chân mày nhíu lại. Hoa Diệp tới tìm cô sao? Nhưng mà giữa họ đâu có còn chuyện gì để nói nữa. Tại quán Ba Cầu Vồng, ngồi trên quầy rượu, uống vài ly rượu nho nhập khẩu với Trương Hoàng, Hoa Diệp cũng đang nghĩ về việc chiều nay anh trên đường tới Quế Lâm làm gì chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, không có câu trả lời, chỉ là vấp phải trắc trở. Trương Hoàng nhón lấy một miếng đồ ăn nhét vào trong miệng. Từ từ rồi sẽ tốt lên thôi, khách cũ vẫn chưa biết, quán mở cửa lại, có điều bây giờ đông khách, Kinh Nghệ cũng không còn đủ sức để mà quản lý. Hoa Diệp xoay ghế, nhìn thấy Kinh Nghệ đang làm ổ trên sofa ở một góc, vẻ mặt đờ đẫn, trước mặt đặt một chai whisky, cô ta máy móc uống từng hớp một, mép ly không rời miệng, mày cũng không nhau lại, dường như đang không phải là uống rượu mà là uống nước trắng. Cậu anh như vậy sẽ say nhanh đấy, Hoa Diệp nói. Ai, bỏ tay rồi, cái tính đó của cô ấy, ai mà khuyên được chứ? Trương Hoàng nhún nhún vai. Cậu ấy sẽ nghe lời Mộc Ca. Đúng, em gọi cho Mộc Ca. Mấy ngày nay, cô ấy bận luyện tập cho buổi biểu diễn mới, không biết là có rảnh hay không nữa. Hoa Diệp bưng ly rượu lên, khẽ nhấp môi. Chuông gió cột cửa chợt nên vang lên, nhân viên trong cửa mở cửa, một bóng dáng cao ráo đi vào. Hoa Diệp vẫn chưa nhìn rõ người tới, Kinh Nghệ đã nhảy xuống trước, kêu lên bất ngờ. Tử Hoàn, anh tới rồi. Tiêu Tử Hoàn khẽ gật đầu với Hoa Diệp và Trương Hoàng, né tránh cánh tay của Kinh Nghệ. Tôi đến đây để lấy trống. Đừng mà, đừng mà. Kinh Nghệ không màng tới sự chú ý của quan khách trong quán bar, quay đầu chạy tới sân khấu nhỏ, ôm chặt cái trống của Tiêu Tử Hoàn, ra sức mà lắc đầu. Bà chủ Kinh, cô dựa vào cái gì mà giữ trống của tôi? Tiêu Tử Hoàn cười lạnh nói. Anh lấy trống đi rồi thì sẽ không đến nữa. Giọng của Kinh Nghệ mang theo tiếng nức nở rất rõ ràng. Giữa chúng ta không có bất cứ hợp đồng nào, tôi đến tôi đi đều là tự do của tôi, tránh ra. Tiêu Tử Hoàn nhắm mắt, đẩy Kinh Nghệ sang một bên, xếp giá rể trống lại. Kinh Nghệ giành lại rụi trống. Tử Hoàn à, anh đừng có mà tàn khốc như vậy. Anh biết em đối với anh. Vậy cô có biết tôi đối với cô đã cảm giác gì hay không? Tiêu Tử Hoàn giận dữ trừng Kinh Nghệ. Vốn dĩ tôi không muốn nói đâu, nhưng mà cô thật quá đáng. Cô cố tình nghe điện thoại của Yên Yên, nói tôi và cô đã lên giường với nhau. Cô còn chạy tới nhà bà ngoại của Đào Đào, bắt Yên Yên ký vào giấy thỏa thuận ly hôn, nói rằng cô đã mang thai con của tôi. Sau đó cô lại bảo bố cô mở miệng với bố của tôi, bắt tôi chịu trách nhiệm với cô. Xin hỏi, tôi phải chịu trách nhiệm như thế nào với cô đây? Chúng ta đúng là có nằm một đêm chung giường, nhưng lúc đó tôi uống say khướt, tôi uống say không bằng một con chó. Ở đâu có chỗ trống thì tôi nằm ở đó. Nếu như nói tôi say rượu làm bậy, được,
đổi lại là người phụ nữ khác thì có thể, nhưng tôi không phải là gay, sao tôi có thể ra tay với cô được chứ? Tự Hoan, cả người Kinh Nghệ lắc lư, sắc mặt trắng bệch. Kinh Nghệ, tôi chưa bao giờ coi cô là một người phụ nữ. Nếu như chúng ta đã từng qua lại thân thiết thì cùng lắm, tôi chỉ xem cô là một người anh em mà thôi. Cô nói xem, tôi sẽ thích một người đàn ông hay sao? Tiêu Tử Hoàn ép sát cô ta, đưa tay giành lại dụi trống, hai mắt sáng quắc. Đừng có nói gì mà, tôi là một người đàn ông duy nhất mà cô yêu. Đó không phải là vinh hạnh, mà là ghê tởm. Nhìn cô một cái đi, chán ghét nửa năm. Dù tôi có ly hôn với Đào Yên Nhiên thì tôi cũng sẽ tìm một người phụ nữ bình thường, không tới lượt cô đâu. Cô kích động cái gì chứ? Từ nay về sau, chúng ta không phải là người qua đường, mà chính là kẻ thù. Nếu như lần sau, để cho tôi biết cô còn dở trò gì nữa, tôi không đập đồ nữa, mà sẽ cho một mồi lửa thiêu rụi cô vào cái quán bar này. Đừng tưởng là tôi không dám, tôi là kẻ cặn bã nhà họ Tiêu đấy. Anh ta hung dữ đẩy Kinh Nghệ một cái. Kinh Nghệ ngã ngồi phịch xuống đất, ngây ngốc nhìn anh ta, cầm cái trống ngây ngang bỏ đi. Quán bar yên tĩnh như sa mạc sau trận cuồng phong, im lặng như tờ. Một lúc sau, tiếng khóc thảm thét vang lên. Hoa Diệp nhìn Trương Hoàng xòe hai bàn tay ra. À, đều là bạn cả, anh bảo em phải nói gì đây? Những gì mà Tử Hoàn nói đều là thật. Trương Hoàng than thở. Ai, cũng gần như vậy. Lần trước Tử Hoàn đập quán bà chính là vì chuyện này. À mà Mộc Ca tới rồi. Anh ta giơ tay lên, Hứa Mộc Ca vội vàng đi vào, cởi áo khoác, đưa cả túi sách trên vai cho Hoa Diệp. Để em đi xem Kinh Nghệ trước. Hoa Diệp đón lấy lời khuyên bảo cô ấy. Hứa Mộc Ca gật đầu đi tới cúi người. Kinh Nghệ ôm chầm lấy cô ta mà khóc, khóc lóc càng dữ dội hơn. Anh ấy đi rồi, sẽ không tới đây nữa. Em đã gặp Tử Hoàn ở cửa. Hứa Mộc Ca đỡ cô ta dậy, thấp giọng mà gọi. Em đã nhắc chị rồi, đừng có dây vào anh ta mà chị không nghe. Chị hấp tấp quá đi. Sợ là lâu dần, anh ấy sẽ không thích chị. Anh ấy nói chị là một thằng đàn ông. Mộc Ca, lời này giống như một con dao đâm trúng tim chị. Trái tim chị tan nát rồi. Em hiểu mà, đi nào, chúng ta vào trong. Ở đây đang có khách, tình yêu cũng không phải là nhất thiết. Phụ nữ có sự nghiệp rồi thì sẽ có người yêu thích thôi. Chị không cần người khác, chị chỉ cần Tự Hoàn thôi. Được được. Hứa Mộc Ca vừa dỗ khéo, vừa đưa Kinh Nghệ vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Hoa Diệp và Trương Hoàng thở dài. Trương Hoàng lại rót một ly rượu, đưa cho Hoa Diệp. Cơm tất niên năm nay vẫn ăn ở nhà vợ anh. Trương Hoàng giơ ly rượu lên. Hoa Diệp không nói gì, chuyên chú lắc ly rượu trong tay. Làm ở nhà rất mệt, mẹ vợ của anh vừa mới phẫu thuật, để cho một mình chị dâu nhỏ, anh nỡ sao? Hay là em giúp anh liên lạc với một nhà hàng, đặt một phòng bao lớn, ăn cơm tất niên ở đó, rất thoải mái, cùng lấy lòng được chị dâu nhỏ, sau này em hẹn anh sẽ lại càng tiện hơn. Không cần đâu, cơm tất niên thì phải có không khí, không quan tâm tới việc ăn món gì. Hoa Diệp âm thầm nốt xuống nỗi thê lương, khẽ khẽ nhắm mắt lại. Trương Hoàng cười gượng. Anh rất truyền thống. Hoa Diệp không có tiếp lời. Lúc này lại có vài người bạn bình thường chơi cùng tới, mấy người đồ một cái bàn khác, tùy ý ngồi nói chuyện. Hoa Diệp không nói gì, phần lớn là nghe. Không biết tại sao, bình thường cảm thấy kiểu tụ tập này rất thú vị, cũng rất thoải mái, nhưng hôm nay lại cảm thấy rất phiền muộn. Họ thích tám chuyện của quân khu, anh nghe mà nhảm chán. Một giây dài như một năm, một lúc sau bẹ nhấc tay xem đồng hồ. Vừa mới qua 10:30, anh đã liền đứng dậy chào tạm biệt. Còn sớm mà. Trương Hoàng rất bất mãn. Sáng mai tôi còn có việc, mọi người cứ chơi tiếp đi. Hoa Diệp khoác tay với cả đám, ôm áo khoác và túi sách của Hứa Mộc Ca đi vào trong phòng. Muốn chào một tiếng thì đúng lúc gặp cô ta ở cửa. Ngủ rồi, bình tĩnh lại một chút rồi. Anh phải đi rồi sao? Hứa Mộc Ca nhìn Hoa Diệp hỏi. Ừ, buồn lắm rồi, em ra ngồi một lát đi. Họ đều đang đợi em đấy. Em bận tới sắp điên rồi, làm gì có thời gian mà nói chuyện. Nếu như không phải vì Kinh Nghệ thì em cũng không tới đây đâu. Về cùng đi. Hoa Diệp gật đầu, cùng với cô ta đi nói qua với đám Trương Hoàng một tiếng. Hai người cùng nhau rời khỏi quán bar. Đã lâu lắm rồi, không thấy nhiều sao như vậy. Ba cầu vồng nằm thiên về phía nội thành, xung quanh không có kiến trúc cao tầng, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời đêm rải rác đầy sao, một mảng trăng lạnh treo nghiêng nghiêng. Hứa Mộng Ca hít thở sâu trong không khí lạnh, than thở nói. Ngày mai chắc là sẽ nắng. Hoa Diệp ngẩng đầu theo cô ta. Diệp à, nếu như không vội về nhà, hay là chúng ta đi dạo đi. Em luyện đàn cả buổi chiều, cánh tay cũng mỏi như. Lúc nãy lại nói về Kinh Nghệ rất nhiều, cũng muốn tiêu hóa một chút. Cô ta nghiêng đầu, đôi mắt như nước. Hoa Diệp chần chừ trong giây lát. Cũng được, nhưng mà không được quá lâu, nhiệt độ rất thấp. Diệp vẫn chu đáo như trước đây. Ừ, chỉ một lúc thôi. Đối diện với quán bar, có một con đường dợp bóng cây quế. Vào mùa này lá cây điêu tàn,
cũng không có hương thơm, nhưng lại mang tới một vẻ đẹp thăng trầm vắng lặng khác. Hai người sánh vai, chậm chậm thả bộ. Diệp à, anh thấy kinh nghệ có sai hay không? Cô ta hỏi. Làm có hơi quá đáng. Đó là vì chị ấy ngốc, chị ấy ngu. Cả đời này chị ấy đã có thể trúng bùa của Tuyên Tự Hoàn rồi, không cách nào mà quên được anh ta. Yêu một người đàn ông mà không yêu mình, đồng nghĩa với việc bước trên con đường không có lối về. Hứa Mộc Ca dừng lại một lúc, sau đó âm thầm than một tiếng. So với chị ấy mới cảm thấy mình đã quá may mắn. Hoa Diệp in thin thít, không có tiếp lời. Diệp à, sức khỏe của mẹ Tiểu Đào vẫn ổn chứ? Đã xuất viện rồi, vẫn ổn. Vậy cổ họng của dì Quý đã đỡ hơn chưa? Bây giờ mẹ đang đi Hải Nam, ở đó ấm, cổ họng đã khỏi lâu rồi. Hứa Mộc Ca cắn cắn môi. Hôm đó nhìn thấy anh đưa em đi truyền dịch ở bệnh viện, nhất định là dì vẫn còn hiểu lầm em. Sau đó em tìm tới nhà anh, tìm Tiểu Đào để giải thích. Là dì mở cửa, nhìn thấy là em, ngay cả cửa cũng không cho em gặp. Lúc đó thực sự rất tủi thân. May là anh và Tiểu Đào vẫn tốt đẹp, nếu không thì em thực sự nhảy sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội. Cho nên Diệp à, anh nhất định phải sống hạnh phúc, như vậy em mới không có cảm giác tội lỗi. Hoa Diệp quay đầu lại, ngây ngốc nhìn cô ta. Em đã nói gì sai sao? Hứa Mộc Ca chớp chớp mắt. Mộc Ca, em đừng suy nghĩ lung tung. Anh và Tiểu Đào dù có chuyện gì cũng không liên quan tới em. Hai người... Hứa Mộc Ca khẽ che miệng. Hoa Diệp hít thở sâu, cay đắng mà nhếch miệng. Anh và Tiểu Đào đã ly hôn 16 ngày rồi. Một cơn gió lướt qua làm tung bay mái tóc dài của Hứa Mộc Ca, có vài sợi che khuất mắt của cô. Cô không cử động, mắt cũng không chớp, chăm chú nhìn Hoa Diệp. Không khí yên tĩnh, im lặng tới mức khiến cho cô cảm nhận được nỗi bi phương đột nhiên kéo tới. Đây không phải là sự thật chứ? Cô lắc đầu. Ai lại mang chuyện ly hôn ra để mà nói đùa chứ? Hoa Diệp tiếp tục đi về phía trước, bước chân nặng nề. Nhưng mà tại sao chứ? Cô níu lấy góc áo của anh. Dường như có rất nhiều chuyện, dường như lại không có chuyện gì. Có thể là việc giao tiếp giữa anh và Tiểu Đào có vấn đề. Lần này mẹ cô ấy phát bệnh, anh cũng không thể giúp sức được. Còn có quá nhiều hiểu lầm nữa. Mà thôi, không nói nữa. Anh xoay người lại, cười khổ cau mày. Diệp à, anh buồn sao? Anh bất lực sao? Anh chán nản sao? Trong mắt của Hứa Mộc Ca đầy nước mắt, khẽ chớp, nước mắt liền lăn dài trên đôi gò má. Hoa Diệp nhìn cô, khẽ thở dài. Chuyện đến nước này là vì em tham lam, vì em ích kỷ, cho nên mới có báo ứng như vậy. Nhưng mà tại sao Diệp lại phải chịu đau khổ như vậy chứ? Anh và Tiểu Đào trông rất hòa hợp như vậy. Anh rất quan tâm cô ấy lại rất yêu anh. Dĩ Quý cũng rất thích cô ấy. Hai người đã chuẩn bị có con. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Hôn nhân là chơi đồ hàng sao? Muốn cưới thì cưới, muốn ly hôn thì ly hôn. Diệp à, là anh đề nghị ly hôn sao? Là Tiểu Đạo yêu cầu. Anh tưởng cô ấy đang giận dỗi với anh, không để ở trong lòng mấy. Cho đến khi cô ấy muốn đưa ra tòa thì anh đã không còn đường lui nữa. Đồ ngốc, sao anh không thể nói vài câu dỗ dành cô ấy? Phụ nữ rất mềm lòng. Nước mắt của Hứa Mộc Ca lại chạy ra càng nhanh hơn. Anh có nói gì thì cô ấy cũng đều không tin. Hoa Diệp cay đắng bĩu môi. Hơn nữa, anh cũng không thể lừa dối cô ấy thêm nữa. Anh đã lừa dối cô ấy những gì chứ? Anh nhìn cô với ánh mắt sâu xa. Không có gì. Hứa Mộc Ca bỗng nhiên ôm lấy eo của anh từ đằng sau, dán mặt lên lưng của anh. Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ? Em có gì tốt mà anh lại làm ra những chuyện không thể tha thứ như vậy? Em có đức hạnh gì mà khiến cho anh còn ghi nhớ như vậy? Em vừa không thể sinh con, lại từng ly hôn. Anh nhớ em làm gì chứ? Làm gì hả? Hoa Diệp nhắm mắt, vỗ nhẹ tay của cô. Thực sự là không liên quan tới em. Anh cũng không muốn, nhưng lại không thể nào quên được. Còn cách gì nữa đây? Không, đều là lỗi của em. Nếu như lúc đầu em không ra đi, thì hôm nay chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc hơn ai hết. Nếu như là một lời nói xuống nhất trên thế giới này, Hoa Diệp tách tay của Hứa Mộc Ca ra, móc từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho cô. Nhòe hết phấn rồi, mau lau đi. Nhòe thì nhòe, trước mắt Diệp em đã không trốn dung thân tự lâu rồi. Một người phụ nữ như em, dù có trang điểm đẹp tới mấy, cũng nào có để cho ai xem chứ. Cô mặc kệ cho nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng. Hoa Diệp đau khổ mà nhíu mày. Không còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi. Diệp à, sau này anh có dự định gì chứ? Cô cẩn thận nắm lấy tay của anh. Anh muốn để cho bản thân mình lắng lại đã, sau này mới nghĩ tiếp. Anh vẫn là nhấc tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt của cô. Cô sững người, khuôn mặt xinh đẹp hơi co giật,
sau đó nuốt nuốt nước bọt. Mặc kệ là anh làm gì, em đều sẽ ủng hộ anh. Yên tâm đi, ăn rất ổn. Hoa Diệp lại cười cười, sau đó thu khăn tay, không bỏ lỡ vẻ mong đợi xuất hiện trên mặt của cô. Thật ra thì vấn đề này cô vẫn luôn suy nghĩ mấy ngày qua, nhưng lại không có kết quả. Trong đầu thì lúc thoáng qua Mộc Ca, lúc lại thoáng qua Đào Đào, giống như một cuộc thi đấu vậy. Cuối cùng số lần Đào Đào xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn. Anh cười khổ, nếu như Đào Đào bằng lòng quay trở lại bên cạnh anh thì mọi chuyện sẽ khôi phục lại như ban đầu, không có gì thay đổi. Nhưng trong lòng anh lại không chắc chắn. Còn Mộc Ca thì đã thiêu cháy hết tất cả nhiệt tình của anh. Anh đã giữ lại tất cả tình yêu trong hồi ức. Nếu như muốn ở bên cạnh Mộc Ca, anh biết rất rõ sẽ không qua được cửa của Quý Manh Nhân, cũng không qua được cái hố trong lòng của mình. Yêu thì yêu, nhưng đau vẫn còn. Lái xe về tới nhà, trên đường lại suy nghĩ mông lung, loạng choạng mở cửa, cởi quần áo rồi đi tắm trước. Nước chảy xuống xào xào, anh bước một chân vào mới phát hiện chưa chỉnh nước nóng, lạnh cống vội tắt van nước. Nhưng van nước lại bị kẹt, nước nóng không xuống được, nước lạnh cũng không tắt được. Anh chửi thầm một câu, ướt nhẹp khoác áo tắm đi ra, đành phải vào nhà bếp tắt van tổng. Tiếng nước chảy mới ngừng lại, lê thân mình lạnh cống lên giường. Ở trong chăn cũng lạnh tăm, anh dùng mình nằm xuống, sáng sớm liền cảm thấy bất thường. Càng người nóng hổi, cổ họng vừa khô vừa khàn, run cầm cập. Anh biết nhiệt độ không thấp, ý thức đã dần dần mơ hồ. Anh lần mò ngồi dậy, không nghĩ ngợi gì, liền cầm điện thoại bàn bấm số di động của Đào Đào. Anh muốn nghe thấy giọng của Đào Đào, muốn nói cho cô biết anh đã bị bệnh. Anh muốn uống nước, anh muốn thêm một cái khăn nữa. Anh muốn ôm lấy cơ thể của cô để hấp thụ hơi ấm. Anh muốn. Thế nhưng Đào Đào đã tắt máy. Anh cầm ống nghe, hai răng hàm va vào nhau lập cập, mắt từ từ khép lại, rồi ngã phịch xuống giường. Tới công ty, quẹt thẻ lên lầu. Trong thang máy, hai đồng nghiệp đang trốn trong góc to nhỏ gì đấy, thấy cô đi vào liền im bặt. Đào Đào bĩu môi, xoay lưng lại. Trong công ty gần đây có rất nhiều tin đồn, có một phần liên quan tới Thăng Chí Hoa, bảo rằng khi đăng ký dây chuyển sản xuất mới, ông ta báo cáo láo số tiền mua cho Thăng Kỳ một cái xe đua, còn nói trước khi ông ta kết thúc nhiệm kỳ đã tiêu tiền gấp, có vài khoản tiền rất lớn không rõ hướng đi. Rồi ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, khi Tăng Kỳ ở học viện thời trang, công ty Đặng Diệu từng quyên tặng vài lần cho học viện thời trang vào ngày nhà giáo, học phí của Tăng Kỳ cũng tính vào tài khoản của Đặng Diệu. Tin đồn không biết thật giả, nhưng nhân viên liên quan đều bị tổ kiểm toán gọi tới hỏi chuyện. Long Tiểu cũng đi, sau khi trở về không nói tiếng nào, sắc mặt rất u ám. Một tin đồn khác chính là tổng giám đốc mới. Một thông tin nhỏ của tổng công ty nói rằng ứng viên tổng giám đốc đã được định sẵn, nhưng phải đợi kết thúc kiểm toán cuối nhiệm kỳ mới được chính thức nhậm chức. Bây giờ anh ta đang chỉ huy từ xa, phó tổng thường vụ mỗi ngày đều phải báo cáo công việc với anh ta. Anh ta sẽ thường xuyên mở cuộc họp video với các phó tổng giám đốc khác, có người nghe ngóng từ chỗ các ông tổng xem tổng giám đốc là người như thế nào. Thế nhưng ông tổng đều giữ im lặng. Ba người lên xe quay về nội thành, Đỗ Tinh và Park Trung Huyên chen chúc ở ghế sau, ôm eo nhau như trốn không người. Park Trung Hyun cười lên rất đáng yêu, không nhìn ra rằng là một tiến sĩ sinh hóa, có rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực nước hoa. Anh ta là đàn anh của Đỗ Tinh. Anh ta chưa tới Trung Quốc bao giờ, nhìn thứ gì cũng đều thấy mới lạ. Đỗ Tinh chỉ phong cảnh vụt qua ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao chọc trời đằng xa, thao thao bất tuyệt giới thiệu. Hai người thỉnh thoảng lại chuyển ra tiếng cười khẽ, hoàn toàn coi Đào Đào đang lái xe như không khí. Đào Đào trợn mắt nhìn về phía trước, tức giận tặng cho một câu, trọng sắc khinh bạn. Đỗ Tinh dành thời gian ngẩng đầu lên, cười híp mắt trả lời. Như nhau cả thôi. Đào Đào nhếch khóe miệng tự giễu. Khi cô và Hoa Diệp mới yêu nhau, Đỗ Tinh vẫn chưa ra nước ngoài. Hẹn cô ra ngoài chơi, cô luôn nói có chuyện quan trọng phải làm, lỡ hẹn không biết bao nhiêu lần. Vì văn phòng của Hoa Diệp nhiều việc, thời gian ở bên cô rất ít. Cô không muốn lúc anh tới hỏi thăm cô thì lại không gặp được cô. Cô dành hết cả thời gian rảnh rỗi, chỉ cần anh tới cô đều có mặt. Công ty sẽ nghỉ lễ vào ngày 29, Đào Đào thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì cô cũng không muốn làm gì, ăn gì cũng không thấy ngon, chỉ mong được một mình ngồi đợi đẫn từ sáng tới tối, mặc cho thời gian trôi qua. Nhưng mà sức khỏe của mẹ Đào không tốt, cô lại mới ly hôn, nếu như Tết mà không có bánh mật thì càng mang cảnh ngộ thê lương. Cô cố gắng quản lý mọi chuyện, chỉ là món ăn cô nấu không mặn không nhạt, ấm nước cũng làm hư luôn. Khi rửa ly, tay vung lên làm bể vài cái, lúc pha trà thì ném một nắm lá to trà sữa nữ hái của Đào Giang Hải vào trong ấm. Đào Giang Hải nhìn mà chép miệng không thôi. Tiểu Đào à, đi siêu thị mua ít bông cải xanh, rau hẹ, mỗi thứ chỉ cần một nửa cân, đừng mua quá nhiều, phải chọn rau tươi nha. Đêm giao thừa, Đào Giang Hải đích thân làm bếp chính, Đào Đào làm phụ bếp, mẹ Đào thì ngồi trong phòng khách chỉ huy. Đào Đào cầm ví tiền lẻ, mặc áo khoác đi ra ngoài. Cô không lái xe mà đi thẳng tới siêu thị gần nhà.
Không ngờ ông chủ siêu thị đã nghỉ bán về quê ăn Tết. Đào Đào đành phải phát xe tới Gia Lạc Phúc. Vừa xuống xe, liền nhìn thấy bên ngoài xe đẩy xếp san sát nhau, người đông nghịt. Đi vào bên trong thì thấy đằng sau mỗi một quầy thu ngân đều là một con rồng dài ngoằn. Đào Đào yếu ớt thở dài, tiện tay cầm lấy một làn đựng đồ, đi thẳng tới quầy rau, lấy mấy cây rau cải và một bó hẹ, rồi vội vàng xếp hàng. Chưa nhích được mấy bước, vô tình quay đầu lại, người xếp hàng đằng sau đã giải tới giá hàng. Bó tay rồi, chịu đựng thôi. Người đàn ông mặt đầy mụn đứng phía sau, cắn răng mà nhịn cô, cười hề hề nói. Đào Đào cười nhạt, rồi xoay người lại. Đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông phía sau tiến gần cô. Ban đầu cô tưởng rằng là người ở đằng sau xô đẩy, nhưng người đàn ông đứng không vững cho nên đụng phải cô. Cô dịch tới trước nửa bước, không ngờ người đàn ông đó lại giống như keo dán. Cô cử động, hắn liền di chuyển theo, hơn nữa còn càng ngày càng gần sát. Tuy mặc quần áo mùa đông rất dày, nhưng Đào Đào vẫn nhạy bén cảm thấy tư thế của người đàn ông đang nâng sát cô có sự thay đổi. Lúc này người đàn ông đang âm thầm giơ hai tay đặt lên vai của cô, vùng hông bắt đầu lên xuống. Đào Đào nổi hết cả da gà, cô giận dữ quay người lại trừng người đàn ông. Người đàn ông đó lại nhìn cô như không có chuyện gì, nháy mắt mờ ám với cô. Sao vậy? Anh... Đào Đào nhắm mắt lại, trong lòng nổi giận, đang định cao giọng quở mắng thì một cánh tay từ bên cạnh vươn tới tóm lấy cổ tay của người đàn ông, tay còn lại đẩy Đào Đào ra phía sau. Một giọng nói lạnh lùng chậm thấp quát ra. Bỏ ra! Đào Đào cụp mắt, định thần lại vài giây, tất cả thần kinh đều căng chặt, tim đập loạn như chiếc chuông mất kiểm soát, hô hấp bất giác trở nên gấp gáp. Người lên tiếng chính là Hoa Diệp. Người đàn ông chớp chớp mắt, hung dữ nhìn Hoa Diệp, xòe hai tay ra. Anh nhìn thấy tôi, lấy cái gì rồi, đồ thần kinh. Nói xong hắn liền xoay người muốn rời đi, nhưng không vùng được cánh tay đang giữ chặt. Nhìn thấy rồi chứ? Hoa Diệp chỉ lên phía trên, trừng mắt mà lạnh lùng. Bên trên có lắp camera, có cần chúng tôi tới phòng bảo vệ, xem mọi chuyện anh vừa mới làm hay không? Người đàn ông hoảng sợ ngẩng đầu lên, ánh mắt né tránh, mặt tái mét, móc ví tiền từ trong túi áo ra, nhét cho Hoa Diệp, thấp giọng mà cầu xin. Đại ca ơi, hôm nay là năm mới, thao cho em đi mà, lần sau em không dám nữa. Không được, hành vi của anh quá vô liêm sỉ. Người của Hoa Diệp lảo đảo, người đàn ông bỗng lấy hết sức, đẩy Hoa Diệp ra một cái, đá xe đựng đổ ra, xông vào đám đông, quay đầu bỏ chạy. Hoa Diệp ổn định lại thân hình, nhấc chân đuổi theo. Đào Đào gọi anh lại. Không cần đuổi theo đâu, dù sao thì cũng không bị tổn thất gì. Hoa Diệp quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm, dường như rất muốn hút cô vào trong viền mắt. Anh muốn nói với cô là cô quá yếu đuối, loại người này cần phải phạt nặng, nhưng vừa mở miệng tại sao lại là... Sao em gầy quá vậy? Là do mua đồ rộng thôi. Đào Đào cười một cách cay đắng. Trông sắc mặt của anh cũng không tốt, da rẻ nhão nhẹt, còn có cả bọng mắt nữa. Anh đi dạo siêu thị một nịnh sao? Thanh Đại rất nhỏ, từ lâu cô đã chuẩn bị sẽ có một ngày hai người chạm mặt với nhau. Lịch sự mà gật đầu, trên mặt giữ một nụ cười nhạt, sau đó là nói lời tạm biệt. Nhưng cho dù như thế nào, cũng không thể ngờ được lại gặp anh trong lúc bản thân bị một người đàn ông xa lạ quấy rối. Đào Đào vừa khó xử, vừa tủi thân, còn có chút kinh ngạc, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, cố nhịn mới không cho nước mắt chảy xuống. Một mình ra ngoài phải cẩn thận, đừng tùy tiện bắt chuyện với người lạ. Anh đưa ví tiền cho Đào Đào. Đào Đào thở ra, chỉ là lo tức giận việc quấy rối của người đàn ông mà không phát hiện ra ví tiền cũng bị trộm. Cô mỉm cười cứng nhắc. Cảm ơn. Hoa Diệp cầm ví tiền không buông, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tiểu Đào, những ngày qua em sống có tốt không? Rất tốt, còn anh? Anh bị bệnh, sốt cao không hả? Xuyên được thì dẫn tới viêm phổi. Mẹ đi Hải Nam rồi. Anh... Hoa Diệp nhìn cô không chớp mắt, trong mắt mang theo một tia bi thương. Diệp à, bảo anh đi xếp hàng, sao anh lại đứng ở bên ngoài? Là Tiểu Đào, trùng hợp quá. Một chiếc xe đựng đồ chắn ngang trước mặt của hai người. Hứa Mộc Ca tươi cười như hoa, đôi tay ngọc ngà khoác lấy cánh tay của Hoa Diệp, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh. Khóe miệng của Đào Đào thu lại, nhanh chóng lấy lại ví tiền, lùi lại một bước. Cô nhìn thấy trên xe có thịt, có cá, có tôm, có trái cây, có rau, còn có cả rượu sâm panh nữa. Diệp à, em không mua được sườn, nhưng mà em có mua một con gà cỏ, về nhà hầm canh có được hay không? Giọng nói có chút ngọt ngào. Đào Đào cười, sự lo lắng của quý manh nhân đúng là dư thừa. Bây giờ xem ra, Tết năm nay Hoa Diệp nhất định là sẽ trải qua đầy đủ và phong phú. Hoa Diệp không có nói gì, chỉ nhìn Đào Đào. Tiểu Đào à, thật hạnh phúc, trong nhà có gì giúp việc nấu cơm, không giống như là chúng ta, việc gì cũng phải tự mình ra tay.
Hứa Mộc Ca hợn dỗi cong khóe miệng, hàng mi dài chớp chớp vài cái. Diệp à, không được chê tay nghề của em kém đâu đấy, người ta đã cố hết sức rồi. Tiểu Đào, em biết Diệp thích ăn gì nhất hay không? Đến lúc này Đào Đào mới biết, chút tư dưỡng và lòng dạ nhỏ nhoi của mình ở trước mặt của Hứa Mộc Ca giống như một giọt nước gặp biển cả, cô sao có thể không thua cho được chứ. Cô âm thầm xoay người đi, dường như không nghe thấy mấy câu hỏi của Hứa Mộc Ca. Thật ra thì câu nói này là Hứa Mộc Ca làm khó cô, trả lời đồng nghĩa với việc thừa nhận chính mình dâng hai tay cho người khác, không trả lời thì sẽ cho thấy mình trẻ con không độ lượng. Cô có tính chịu thua bẩm sinh, thừa nhận mình ấu trĩ hẹp hòi, để cho người cao thượng tiếp tục cao thượng, để cho những người yêu nhau hòa hợp tới vĩnh cửu. Khó khăn lắm mới xếp được hàng tới quầy thu ngân, thanh toán xong chưa kịp chào đã ra về. Diệp à, thức ăn đều là mua cho anh tính tiền đi. Hứa Mộc Ca cẩn thận đẩy đẩy Hoa Diệp, thành công lôi kéo tầm mắt đang nhìn của Đào Đào chăm chú quay trở về. Mộc Ca, thật ra em nên trở về nhà đón Tết cùng với chú Hứa. Hoa Diệp đưa thẻ cho cô thu ngân. Hứa Mộc Ca cười khổ. Không phải là anh không biết tình hình của nhà em, ở nhà giống như là chịu cực hình vậy. Nếu như anh có nơi khác để đi thì em về căn hộ một mình là được rồi. Hoa Diệp liếc cô ta một cái, vỗ vỗ vai của cô ta, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Đi thôi. Bên ngoài bắn pháo hoa bốn bề, những chùm pháo hoa rực rỡ chiếu lên rèm cửa thành một dải ngũ sắc. Cũng không biết ngủ quên từ lúc nào, điện thoại kêu làm cho cô thức giấc, mở mắt ra nhìn đèn vẫn còn đang bật, đồng hồ báo thức chỉ 1 giờ sáng. Ồ, đã là một năm âm lịch mới rồi. Điện thoại vẫn đang reo tiếng tang trên tay, là số lạ, không phải là gọi nhầm đấy chứ. Cứ reo mãi rất cố chấp, tưởng như cô không nghe thì tôi sẽ không ngừng vậy. Cô sợ làm tới kinh động tới bố mẹ, vội ấn nút nghe, chỉ nghe thấy người ta hỏi. Bao nhiêu tiền? Cô ngây người, tim đập thình thịch, giọng nói còn vang lên. Qua năm mới rồi, không phải là anh em chúng tôi nâng giá, thực sự là chúng tôi đã hy sinh thời khắc sum vầy của người nhà để phục vụ cho nhân dân, hôm nay phải trả gấp đôi. Hiểu hiểu, tôi hiểu mà, 200 đủ không? Đủ rồi, chúc mừng năm mới anh nha, năm mới may mắn. Cảm ơn, tôi cũng chúc anh năm mới phát tài. Đào Đào, ngủ chưa? Trong đêm tối yên tĩnh, giọng nói rõ ràng như ở bên tai. Thầy Tả, chúc mừng năm mới. Cô không kìm được, ngồi thẳng dậy, khóe môi cong lên. Chúc anh năm mới càng ngày càng đẹp trai, hồng nhan tri kỷ và tài nguyên cuồn cuộn dâng trào. Một năm không gặp, em vẫn dung tục như vậy. Anh cười rất ôn hòa, tựa như mang theo vẻ cưng chiều ấm áp. Ngủ rồi sao? Giờ đã dậy rồi, anh có khỏe không? Cô kích động, không biết phải nói gì, chỉ có cười ngây ngô. Có khỏe không? Em ra ngoài thử xem. Cô còn tưởng rằng mình nghe nhầm, ngây ngốc lặp lại một câu. Ra ngoài xem ai chứ? Đối diện cách biệt thự nhà họ Đào 10 mét, có một người mặc áo khoác lông, đang kéo vali hành lý. Cô kinh ngạc, lỡ tay làm rơi điện thoại xuống đất cái đùng, gión ra gión rén đi xuống lầu. Đào Đào không dám bật đèn, trước mặt ông thần tài trên bàn Phật lối ra cửa có một ngọn đèn nến, ánh đèn màu vàng đậm, miễn cưỡng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Cô ghé tai lắng nghe động tĩnh trong phòng ngủ của bố mẹ, nín thở, khẽ khàng kéo cánh cửa lớn ra. Không khí lạnh lẽo mang theo hương hoa mai ngoại xuân sộc vào. Bầu trời phía xa còn có pháo hoa đang nở rộ. Cô chạy bước nhỏ xuyên qua khoảng sân con, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Tạ Tu Nhiên đang đứng dưới tán ngô đồng. Đêm giao thừa ở Thanh Đại rất lạnh, thỉnh thoảng anh lại dậm chân xoay xoay vòng, giống như là để sưởi ấm, lại giống như là đang đợi hơi sốt ruột. Khi có một bóng dáng mảnh mai lọt vào tầm mắt thì cười lớn. Không phải là em, còn trải tóc trang điểm đấy chứ, lâu quá vậy. Cô đi tới dừng lại tại điểm cách anh vài bước chân, vẫn có chút không tin vào mắt mình, nhìn anh đăm đăm. Thầy Tạ hiếm khi thích khoe mẽ, mặc một chiếc áo lông cực dày, cổ thắt một chiếc khăn quàng màu đỏ, có vài phần vui mừng đón năm mới, đôi mắt mang theo ý cười sáng một cách lạ thường. Có rất nhiều thứ cô nhìn rõ nhưng lại không hiểu đang lấp lánh. Tim bỗng nhiên đập thịch một cái, tựa như một cơn gió xuân đột ngột thổi tới, dòng sông đóng băng bỗng nhiên bị thổi nứt thành một khe hở. Thầy Tạ, sao anh lại ở đây? Miệng há ra mấy lần mới phát ra thành tiếng, nhưng lại mang theo sự run rẩy. Đối với một người đã rất lâu không liên lạc, chỉ chào hỏi như vậy thôi. Tạ Tu Nhiên chớp chớp mắt, từ từ giang tay ra đi về phía cô, bàn tay đeo găng tay sờ sờ tóc cô, nâng cằm của cô lên đánh giá thật kỹ, khóe miệng hơi nhếch, xoay ngón tay ấn nhẹ vai của cô xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô, chắt lưỡi mà than thở. Giảm cân rất thành công. Cô không tự nhiên mà cứng đơ người, kiểu hi hi. Sau đó viền mắt của cô ươn ướt, cô nhớ tới bãi đậu xe ở bệnh viện, túi đựng trà sữa trên ghế sau xe anh, nhớ buổi sáng đẩy tuyết rơi, ngồi trong xe của anh ăn bị gói, nhớ tới nụ hôn tựa như lông vũ và cái đêm anh từ Bắc Kinh trở lại, đưa cô về đường Quế Lâm,
Nhớ tới hôm anh dẫn cô đi tập kim, tặng cô hộp đựng xà phòng, tới trung tâm thương mại lừa cô nhân viên trang điểm cho cô. Tại sao anh không đón giao thừa cùng với người nhà chứ? Tại sao lại ở đây? Tại sao biết cô đang ở nhà bố mẹ? Có rất nhiều câu hỏi, đáp án dường như không còn quá quan trọng nữa, hoặc là cô không muốn hỏi tới cùng. Bố mẹ tôi tới Quảng Châu ăn Tết cùng với nhà chị hai. Tôi ghét thời tiết ẩm ướt của miền Nam, nhớ tới Thanh Đài là một nơi không tệ, cho nên điện tới đây nghỉ phép. Anh rất thẳng thắn buông cô ra, trả lời rất rành mạch. Cô nghiêng đầu, hai hàng mi dài chớp chớp. Xuân về Tết đến, người ta hoặc là đi Đông Bắc trượt tuyết, hoặc là đi Hải Nam tránh rét, có ít ai tới Thanh Đài lạnh lẽo này. Đã đặt khách sạn chưa? Quyết định quá vội vàng, chỉ mua được vé máy bay chuyến cuối, bây giờ mới tới Thanh Đài. Cô không biết giờ này có khách sạn nào vẫn còn phòng hay không chứ? Anh cau mày, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Có điều đây không phải là vấn đề hàng đầu. Lần trước tôi ăn cơm vẫn là bữa trưa ngày 30 năm ngoái. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, ngày mùng 1 năm mới rồi. Cô sốt ruột, bây giờ khách sạn có thể là vẫn có người đang trực. Nhưng dù là nhà hàng nào thì chắc chắn đều đã ngừng kinh doanh đón Tết. Cửa hàng tiện lợi kinh doanh suốt 24 giờ cũng sẽ không mở cửa, muốn mua mì gói cũng khó. Lẽ nào tôi đang đứng ở trên sa mạc sao? Anh nhìn khuôn mặt khổ sở của cô, hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn biệt thự của nhà họ Đào. Cô nhíu mắt nhìn theo ánh mắt của anh, ngây người. Không phải là cô không biết lễ nghĩa tiếp khách, nhưng hôm nay là giao thừa, dẫn một người đàn ông lạ mặt về nhà, phải giải thích như thế nào đây? Anh đợi một lát nha. Cô xoay người đi vào trong nhà, một lát sau, cô xách hai hộp thức ăn lớn đi ra. Đi thôi, tôi đưa anh tới khách sạn. Đúng là đồ keo kiệt. Anh nhỏ giọng lầu bầu, nhưng lại chủ động xách hộp thức ăn, tay còn lại thì kéo hành lý. Vào giờ này trên đường đã không còn taxi, cô cũng không nghĩ tới việc lái xe. Trên đường rất yên tĩnh, các cửa hàng dọc theo đường dán đầy câu đối đỏ, treo lồng đèn. Đèn neon sáng như phố xá trên thiên đường, chỉ có hai người họ đang đi trên đường với nhau. Không có ai lên tiếng nói chuyện, cô nhìn bóng dáng hai người kéo dài về phía trước, lặng lẽ quay đầu nhìn bên mặt anh Tuấn của anh, khóe miệng không kìm được mà cong lên. Cảm giác gặp lại thầy Tạ thực sự là rất bất ngờ. Xung quanh chỉ có vài khách sạn, nhưng Tạ Tu Nhiên lại không hài lòng, cứ bảo là đi xem tiếp. Cũng không biết là đã đi qua bao lâu rồi hai người đi đến tiểu khu anh thuê trước đây. Em có mang theo chìa khóa không? Anh dựng bước hỏi cô. Cô lắc đầu. Tôi để chìa khóa trên bàn của căn hộ, chủ nhà chắc là đã lấy lại rồi. Hờ, vậy thì xem thử vận may của chúng ta năm nay thế nào. Anh đưa hộp thức ăn cho cô, đổi sang nắm lấy tay của cô. Cô có một chút ngờ vực theo anh vào thang máy. Trước cửa nhà được quét dọn rất sạch sẽ, trên cửa có dán một chữ phúc thật to, nhìn có hình em bé ôm cá chép đùa nghịch. Tạ Thu Nhiên cúi người xuống, lần mò dưới tấm trả chân cửa. Lúc thu tay về, trên ngón tay đã có thêm một chùm chìa khóa, nháy nháy mắt với cô. Cô ngây người. Trong phòng đang mở điều hòa, nhiệt độ rất thích hợp, tất cả vẫn đều được bày trí giống như lúc anh còn ở đây. Dường như chưa từng rời khỏi đây, anh chỉ là đi xuống đón cô mà thôi. Mau vào đi. Anh quay đầu nhìn cô đứng ngoài cửa. Tôi không vào đâu, cái này cho anh, chúc mừng năm mới. Mạn thức tỉnh đêm trước Tết Nguyên Đán vẫn còn chưa quên đi, trở lại thăm chốn cũ, nhiều ít cũng có hơi khó chịu. Cô cười cười đưa hộp thức ăn qua. Anh không nhận. Dùng khí hôm Nguyên Đán của em, đi đâu mất rồi chứ? Anh trưởng cô, giơ tay lên, kéo cánh tay của cô vào. Nhìn mặt của cô từ từ ửng đỏ, sống mũi cũng đỏ lên, trong mắt là một mảng mơ màng, mỉm cười nói. Mau đi hầm nóng cơm giúp tôi đói tới mức không còn sức để nói chuyện nữa rồi. Không đợi cho cô trả lời, áo khoác đã được cởi ra, người bị đẩy vào nhà bếp. Hộp đựng cơm đưa cho anh lần trước được xếp ngay ngắn trong chản bát. Chiếc tạp dề mà cô từng đeo được treo bên cạnh tủ lạnh. Cô lại thất thần một hồi. Cô mang theo 4 hộp giữ nhiệt, có rau, có cơm, có canh, còn có cả bánh ngọt. Lúc cô hâm cơm, anh đứng ở bên cạnh pha cà phê. Lúc dọn cơm lên bàn ăn, anh cũng đã pha xong 2 ly cà phê. Hai người ngồi quây rượu, anh ăn cơm, cô uống cà phê. Anh vẫn luôn giữ lại căn hộ này sao? Cô làm như vô tình hỏi. Thì muốn cho em có một nơi trốn yên tĩnh, nhưng mà em lại không cần, cho nên tôi bèn giữ lại cho mình thôi. Tránh để tới Thanh Đài, nếu như người khác không tiếp đón chính mình thì tôi cũng phải có một trạm dừng chân chứ. Anh đùa một đũa cơm vào trong miệng, nói như lẽ đương nhiên. Cô cười cười rồi bĩu môi. Anh đúng là người có tiền. Tiểu khu này rất cao cấp, tiền thuê nhà không phải là bình thường. Vì năm đấu gạo mà phải khom lưng cúi mình, có tiền không tốt hay sao chứ? Anh vừa nhai thịt xiên vừa nhướng mày. Cô liếc anh không nói gì, chuyên chú mà uống cà phê. Thật ra thì uống cà phê vào giờ này làm sao có thể ngủ tiếp được chứ. Nhưng cho dù không uống cà phê thì tối nay sao có thể ngủ được.
Chấn động quá lớn, thực sự là khó tiêu hóa. Anh tới Thanh Đài để thăm cô sao? Chén và ly anh rửa, rồi đợi anh sắp xếp xong hành lý cũng đã gần 4 giờ. Tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ không ngừng nghỉ. Buổi sáng đầu tiên của năm mới ở Thanh Đài âm thầm trôi qua. Cô thực sự phải cáo từ rồi. Mùng 1 năm mới, Đào Giang Hải dậy rất sớm. Ăn sáng xong, ông và mẹ Đào sẽ đi chùa thắp hương. Quảng trường nội thất của ông chuẩn bị khai trương vào mùa xuân này. Ông hy vọng Bồ Tát phù hộ cho ông kinh doanh được đắt đỏ. Nếu như cô đột nhiên từ bên ngoài trở về, sẽ khiến cho bố mẹ lo sợ. Để tôi tiến em. Tạ Tu Nhiên xoay người lấy áo khoác treo trên giá cho cô. Đừng, tiến qua tiến lại như vậy để làm gì chứ? Cô từ chối. Không muốn ở cùng với tôi thêm một lúc nữa hay sao? Anh lại nắm lấy tay của cô thật chặt, không cho cô có cơ hội thoát ra. Cô cúi đầu, trong mắt của anh mang theo một đốm lửa nhỏ, sáng tới độ khiến cho cô hoảng hốt. Không phải, mà là anh nên... Không phải thì đi thôi, ngủ bù 6 tiếng đủ hay không? Anh dắt cô vào thang máy, liền hỏi. Anh nâng tay xem đồng hồ. Sao chứ? 11 giờ, tôi sẽ qua. Nhưng mà làm gì chứ? Thì nghỉ phép. Anh cười cười quẹt mũi của cô một cái. Cô nhíu nhíu mày không hiểu cho lắm. Hai người không đi thang máy xuống lầu 1 mà xuống thẳng bãi đậu xe dưới hầm. Anh nhìn xung quanh vài cái, đi thẳng tới con Audi A6 màu đen. Loại xe này chắc chắn là rất khiêm tốn, không nên là kiểu mẫu mà những người huênh hoang lại màu mè như Tạ Tu Nhiên thích mới phải. Anh mở cửa xe, nhìn về phía cô. Cô đã không còn ngạc nhiên nữa rồi. Có tiền mua nhà cũng được, một chiếc xe đã có là gì chứ? Công tác chuẩn bị của anh làm rất tốt. Cô một nửa là tự giễu, một nửa đang che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Đương nhiên, chỉ cần là chuyện do tôi bắt đầu thì sẽ không một chút sơ hở. Anh hết cằm rất chi là kiêu ngạo, còn cô thì cười nhạt. Lúc xuống xe, bầu trời vẫn còn đang bao phủ bởi một màn đen. Cô cúi người vẫy vẫy tay với anh. Anh gọi cô lại, chỉ vào người mình. Nói cho tôi biết, món quà năm mới như vậy em có hài lòng hay không? Cô yên lặng giây lát, trên khuôn mặt xinh đẹp nở ra một đóa hoa. Đêm giao thừa nặng nề không có hoa diệp này, vì sự tới thăm đột ngột của anh mà trôi qua vô cùng nhẹ nhàng. Anh cười toét miệng, thở ra một luồng hơi nóng, không che giấu được niềm vui hiện ra giữa trán. Đóng cửa xong, vẫn không có bật đèn, lại rón ra rón rén lên đầu. Kéo rèm cửa ra, nhìn thấy chiếc Audi màu đen vẫn còn đang đậu bên đường. Cô không kìm được mà khẽ cắn môi, nghe thấy tim mình đang đập thình thịch trước bình minh. Chui vào trong chăn, nhắm mắt lại, thần kinh vẫn còn đang trong nỗi kích động tột độ. Cô đếm cừu, đếm heo, đếm thỏ, nhưng vẫn không có một chút mệt mỏi nào. Dứt khoát, không kìm nén được nữa, để mặc cho bản thân nghĩ ngợi lung tung. Đang suy nghĩ, thì nghe thấy dưới lầu có động tĩnh, Đào Giang Hải đã thức dậy. Một lúc sau, nghe thấy Đào Giang Hải đang hỏi mẹ Đào có nhìn thấy hộp đựng bánh trôi tối qua để đâu hay không. Mẹ Đào nói là ngăn đầu tiên trong tủ lạnh. Đào Đào bịt tai lại, kéo chăn lên. Không thể nói là ngủ, chỉ có thể là đang nghỉ ngơi vài tiếng. 11 giờ, Đào Giang Hải và mẹ Đào đã đi chùa thắp hương trở về. Đào Giang Hải đang ở dưới lầu gọi Đào Đào xuống ăn đồ ăn. Đào Đào ngáp một cái rồi đi xuống lầu, nhìn thấy sắc mặt bố mẹ đang rạng rỡ. Tiểu Đào à, hôm nay mẹ bảo bố con rút được xăm tốt. Bố con hỏi chuyện quảng trường nội thất, còn mẹ hỏi chuyện tình duyên của con. Thầy nói năm nay con nhất định sẽ kết hôn. Mẹ Đào lại nói, Đào Đào đang uống nước, không cẩn thận bị sặc, ho tới suýt chút nữa thì không thể nổi. Con kết hôn với ai chứ? Nếu như Hoa Diệp chịu quay đầu thì con có thể cho nó cơ hội hay không? Đào Giang Hải nhìn mẹ Đào rồi dè dặt hỏi Đào Đào. Trên đường đi thắp hương, ông và mẹ Đào đã nhận được điện thoại chúc mừng năm mới của Hoa Diệp. Hoa Diệp vẫn mở miệng gọi ông là bố mẹ, nói không nhiều nhưng trong giọng rất buồn. Đào Giang Hải nghe thấy mà xót xa trong lòng. Bà xã à, bà nói xem hai đứa nó liệu có hiểu lầm gì hay không? Trên mặt của mẹ Đào không có bất cứ biểu hiện nào. Nếu như là hiểu lầm, hóa giải rồi, thì ông sẽ gả Tiểu Đào cho nó sao? Đào Giang Hải thực sự muốn tát cho mình mấy cái bạt tai. Lúc đầu tại sao bản thân mình lại làm như vậy? Nếu không Đào Đào sẽ không ly hôn dứt khoát như vậy. Ông thực sự cảm thấy Hoa Diệp là một đứa trẻ rất được. Ý kiến của tôi không có quan trọng, chỉ cần Tiểu Đào bằng lòng thì tôi sẽ đồng ý. Có điều ông cũng biết Tiểu Đào lúc đầu đối với nó như thế nào. Nó không trân trọng, muốn tái hợp đâu có dễ dàng như vậy. Đúng. Đào Giang Hải than thở. Hôm nay là mùng 1 Tết, con không muốn tâm trạng quá tệ. Đào Đào bưng cốc trà sữa đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng. Mẹ Đào bôn ba cả một buổi sáng, người thắp hương lại quá nhiều, chen tới lấn lui, hô hấp có hơi khó khăn, giơ tay vỗ nhẹ lồng ngực, vội chuyển sang chủ đề khác. Tiểu Đào à, trưa nay muốn ăn gì chứ?
Sao cũng được ạ? Vừa nói xong, dư quang nơi khóe mắt liền nhìn thấy chiếc xe màu đen dừng lại ở ngoài sân. Cửa xe mở ra, Tả Tu Nhiên xách một giỏ trái cây to tướng bước xuống. Cô trố mắt nhìn, ngước nhìn đồng hồ, nhớ tới cách hẹn 11 giờ, xoay người vội chạy ra ngoài. Nhìn thấy tôi, vui tới như vậy sao? Tả Tu Nhiên dừng bước, nhìn Đào Đào với vẻ căng thẳng như trêu chọc. Thầy Tả, anh đang làm gì vậy chứ? Cô giả sức che chắn người anh, chỉ sợ là bố mẹ sẽ nhìn thấy. Anh trả lời y như thật. Mùng một Tết tới nhà em, không thể đi tay không? Giỏ trái cây này tôi đi mấy vòng mới có thể mua được đấy. Nhưng mà tại sao lại muốn tới nhà tôi chứ? Tim đã đập lên cổ họng rồi. Thì chúng ta đã hẹn trước rồi cơ mà. Đây là nhà chú Đào có phải không? Chúc mừng năm mới chú, cháu là Tả Tu Nhiên, đồng nghiệp của Đào Đào. Tả Tu Nhiên đột nhiên chìa một bàn tay ra phía trước. Đào Giang Hải do dự bắt lấy tay của Tả Tu Nhiên, nhìn Đào Đào dò hỏi. Tiểu Đào, đây là... Sau khi nhắm mắt, sau đó lại từ từ xoay người lại, hờn dỗi cười với ông bố đang mặt đầy nghi vấn. Thầy Tả là kỹ sư trưởng của tổng công ty ở Bắc Kinh, tới Thanh Đài nghỉ lễ, đi ngang qua đây. Thì ra là đồng chí lãnh đạo, mau mời vào, mời vào. Đào Giang Hải nhiệt tình đón Tả Tu Nhiên vào trong nhà. Mẹ Đào thì tươi cười nhận lấy giỏ trái cây, luôn miệng nói là khách sáo quá, quay đầu nhìn Đào Đào với vẻ mặt sâu xa. Đào Đào bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, ánh nắng giữa trưa tươi đẹp rực rỡ, nhiệt tình ôm lấy trái đất, khiến cho cô có vẻ hơi chóng mặt. Chú Đào à, cứ gọi cháu là Tả Tu Nhiên được rồi. Vẫn luôn nghe nói biệt thự nhà chú rất đẹp, lần này không chào hỏi trước mà đã mạo muội tới tham quan, mong là chú Đào thứ lỗi cho. Tả Tu Nhiên được mời vào phòng khách, nhìn lướt qua một vòng rồi mới cười nói. Nói gì vậy không biết chứ, khách quý như cậu có mời cũng không được, sao lại là mạo muội chứ? Cậu ở một mình sao? Nếu như có bạn bè người nhà thì mời họ tới cùng chơi. Đào Giang Hải đích thân pha cho Tả Tu Nhiên một cốc trà xanh. Tả Tu Nhiên cung kính đứng dậy nhận lấy. Cảm ơn chú Đào, cháu chỉ có một mình ở Thanh Đài thôi, cho nên mới muốn phiền Đào Đào làm hướng dẫn viên du lịch. Cái này không thành vấn đề. Đào Giang Hải khoác tay, thuận tiện nói vài câu khách sáo. Thanh Đài không lớn cho lắm, nếu như đi dạo thì đừng ở ngoài, không chê cơm nhà đạm bạc thì mấy ngày này hãy ở nhà tôi ăn cơm đi. Được không ạ? Trên mặt của Tả Tu Nhiên thoáng qua một tia vui mừng. Đào Giang Hải ngây người, không ngờ vị lãnh đạo này lại rất thành thực, nhưng ông thích người thẳng thắn, không phải chỉ là chuyện có thêm đôi đũa thôi sao? Thì cũng không có phải là chuyện gì to tát, nhà tôi có vài người bạn, hàng xóm tới chơi, người tới người lui, cậu không thấy khách sáo thì tốt. Cảm ơn chú Đào, vậy thì cháu làm phiền rồi. Tả Tu Nhiên cười tới nỗi mặt mày nở hoa. Mẹ Đào và Đào Đào vào trong bếp, mẹ Đào vừa gọt trái cây, vừa ngoái đầu nhìn ngoài phòng khách. Còn trẻ như vậy mà đã là làm kỹ sư trưởng rồi, thực sự là có tương lai. Anh ấy là một du học sinh lớn lên ở Đức. Đào Đào mở tủ bát lấy mứt khô và hạt dưa cho vào mâm đựng trái cây. Bố mẹ nhà này thật không đành lòng, con với cậu ta quen nhau như thế nào vậy? Mẹ Đào không nỡ lắc lắc đầu, ngó Đào Đào. Công việc của Tiểu Đào hình như không liên quan nhiều tới tổng công ty. Chàng trai này thật là anh tuấn, cười lên rất dịu dàng, không giống như Hoa Diệp, ngay cả cười cũng mang vẻ xa cách. Thì anh ấy tới Thanh Đài chỉ đạo công việc, con làm trợ lý cho anh ấy mấy ngày nay. Tiểu Đào à, con và cậu ấy thực sự chỉ là đồng nghiệp thôi sao? Mẹ Đào chớp chớp mắt, hạ thấp âm lượng. Đào Đào trợn mắt một cái, biết ngay là bố mẹ sẽ nghĩ tới phương diện này mà. Thầy Tả cũng thật là liều lĩnh chạy tới đây làm gì chứ? Trước cửa nhà phụ nữ ly hôn rất nhạy cảm hay sao chứ? Không thì còn có thể là gì chứ? Mẹ à, mẹ đừng mơ tưởng, thầy Tả chỉ là tới nghỉ lễ thôi. Trước đây quan hệ của chúng con rất tốt, anh ấy nhân tiện tới nhà mình chúc Tết. Anh ấy có vợ chưa cưới rồi, hơn nữa anh ấy lại còn không biết con đã ly hôn. Mẹ Đào thất vọng mà thở ra, tự mình lẩm bẩm. Ai, cũng phải, chàng trai tốt như vậy sao có thể độc thân cơ chứ? Bà bưng mâm trái cây ra ngoài trước. Đào Đào nhón lấy một miếng hạt thông cho vào trong miệng, cắn một hồi lâu vẫn không có nhả vọ ra. Lúc đi ra, nghe thấy Đào Giang Hải đang nói tới lá trẻ trước mưa do con gái còn trinh hái. Tạ Tu Nhiên nghe rất say mê, bảo là nếu như dùng nước mưa tuyết tích đọng ở trên hoa mai của rượu ngọc hồng trong Hồng Lâu Mộng để pha loại trà này thì mùi vị sẽ càng thơm ngon hơn. Đào Giang Hải vỗ đuổi cái đét, giơ ngón tay cái lên. Đào Đào nhíu nhíu mày, bụng bảo dạ hai người này thật là có chung tiếng nói. Để đãi khách quý, Đào Giang Hải nói chuyện với Tạ Tu Nhiên một lúc rồi hứng chí đứng dậy đi vào trong bếp nấu cơm. Tạ Tu Nhiên thực sự không khách sáo, xắn tay áo lên, chủ động yêu cầu và giúp đỡ một tay. Đào Giang Hải nào có chịu chứ? Thôi thôi, để tôi làm được rồi, nguyên liệu đã có sẵn cả.
Mẹ Đào cười cười kéo cửa phòng bếp lại, bảo Đào Đào ở bên ngoài cùng thầy Tả xem tivi. Mấy đài đều đang phát lại chương trình liên hoan mùa xuân. Đào Đào chuyển kênh vài lần, liền ném điều khiển sang một bên, nhếch miệng nói với Tạ Tu Nhiên. Tạ Tu Nhiên cười ghé mắt ngó vào trong bếp. Trong lòng có phải đã đang oán trách tôi vì sự liều lĩnh? Đào Đào chậm ngâm giây lát, thành thật mà gật đầu. Một chút, anh cũng đúng là đáng sợ, chỉ ít cũng phải báo trước với tôi chứ. Tôi nói với bố mẹ tôi một tiếng thì họ sẽ không bất ngờ như vậy. Nếu như tôi nói thì em sẽ đồng ý sao? Tôi hôm qua tôi cất công đường xa chạy tới đây đặc biệt chúc Tết em, mà em lại còn vô tình đẩy tôi ra thật xa, tới trà cũng không được uống cơ mà. Nhưng mà tối qua là giao thừa. Pháp luật có quy định đêm giao thừa không được giữ lại khách ăn cơm ngủ nghỉ hay sao chứ? Rõ ràng chính mình lạnh lùng, không biết cảm ơn, báo đáp lại còn quỵ biển. Anh nhìn cô với vẻ hăm dọa, cô nuốt nước bọt. Tôi không phải, đây là... Mà bố mẹ của em dí dỏm, nhiệt tình như vậy. Gen di truyền thực sự là thất bại. Tôi ở Thanh Đài được mấy ngày chứ, nếu như không muốn gặp tôi thì cứ nói thẳng. Nhưng mà nhìn thấy tôi, dường như lại rất kích động. Đào Đào, em đúng là một người mâu thuẫn. Tôi... Đào Đào cụ vai xuống, âm thầm mà ca thán. Cảm thấy đôi lúc nói chuyện này với thầy Tả thực sự là rất tốn sức. Tả Tu Nhiên mỉm môi cười, đảo mắt một cái. Đó là sân phơi. Anh chỉ hành lang rộng rãi kéo dài ra bên ngoài. Đúng vậy, từ đây có thể nhìn thấy biển. Đào Đào dẫn anh qua đó, quả thật là vừa trông ra xa liền thấy chân núi, nước biển thì đang cuồn cuộn từng lớp sóng. Nhưng ai lần đầu tới biệt thự của nhà họ Đào đứng ở trên sân phơi đều sẽ bị phong cảnh hùng tráng trước mặt thu hút, rất lâu cũng không rời mắt đi. Tả Tu Nhiên chỉ nhìn một cái rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào Đào Đào, vừa nhìn chân mày vừa cau lại. Cô bị anh nhìn làm cho hơi khó hiểu, sờ sờ mặt lại phủi phủi tóc. Sao chứ? Con gái phải biết làm đúng, biết tỏ ra yếu đuối, biết giở trò, biết nhượng bộ, như vậy mới có thể khiến cho người ta thương yêu. Còn em thì sao chứ? Chỉ biết cậy mạnh một cách ngốc nghếch, chuyện gì cũng kìm nén ở trong lòng. Lúc buồn tại sao không gọi điện cho tôi? Không khí của anh rất ấm ức. Nhưng mà tôi đâu có buồn chứ? Cô ngây người đáp. Không có, mà lại gầy đi như vậy sao? Là vì nhớ tôi cho nên thành ra như thế này. Cô tức tối phản bác lại anh. Sao mà nhớ anh chứ? Anh đã tắt máy. Lời vẫn còn chưa nói xong, hận không thể cắn đứt lưỡi của mình. Tắt máy là vì người phụ nữ tăng kỳ đó ngày đêm không ngừng quấy rầy tôi phiền lắm. Nhưng mà không phải tôi đã gửi số điện thoại mới cho em rồi hay sao? Còn gọi điện cho em nữa, em cũng không trả lời tin nhắn, cũng không nghe máy. Trong lòng em rốt cuộc coi tôi là gì chứ? Thì coi anh là thầy Tả. Trên mặt mang theo nụ cười, không biết tại sao trong mắt lại có nước, nước mắt không chịu nghe lời cứ như vậy mà tuôn ra. Cũng chỉ có thể Tả dùng hết bất ngờ này tới bất ngờ khác để lấp đầy tất cả thời gian trống của cô, chiếm cứ hết thảy tầm mắt của cô, không để cho cô rảnh mà buồn, để hụt hẫng, để thương hại, để đau thương. Vừa khóc vừa cười, cô vừa có hơi xấu hổ, lại ngại ngùng nghiêng mặt sang một bên, vội vàng lau đi nước mắt. Anh không ở Thanh Đài, không biết tôi thoải mái thế nào đâu. Nhìn ra được, bây giờ em đang rất thoải mái. Anh kéo chiếc áo lông rộng thùng thình của cô xuống với đầy vẻ thâm ý. Thôi đi. Đào Đào hung dữ chừng anh một cái. Nếu như đã tới rồi thì tôi sẽ không đi nữa. Anh nói một cách nghiêm túc. Mẹ Đào ở trong nhà gọi hai người vào ăn cơm. Đào Giang Hải thực sự đã thể hiện bản lĩnh đặc biệt. Mỗi một món đầy đầy đủ hương sắc, béo nhưng không bị ngấy. Tạ Tu Nhiên ăn gì cũng đều tấm tắc khen ngon. Hơn nữa hành động lại vô cùng phối hợp, khiến cho Đào Giang Hải lòng đầy vui mừng. Trong lòng của mẹ Đào lại bất giác mang Hoa Diệp ra để so sánh. Trên bàn ăn của nhà họ Đào, Hoa Diệp rất ít khi nói chuyện, cũng ít đụng tới thức ăn. Đến bây giờ bà vẫn không biết anh thích ăn những gì, dường như nấu món ăn gì cũng không hợp với dạ dày của anh. Vẫn còn chưa ăn xong, hai người bạn mặt trượt của mẹ Đào đã tới chơi. Nhìn thấy Tạ Tu Nhiên, hai người trước hết là ngây người, sau đó vừa kinh ngạc, nháy mắt mở ám với mẹ Đào. Bạn của Tiểu Đào sao? Người lại còn hỏi nhỏ. Trông còn có vẻ đẹp trai hơn cả Hoa Diệp nữa. Tiểu Đào đúng là số tốt. Mẹ Đào lại vội vàng giải thích. Không phải đâu, là bạn đồng nghiệp của Tiểu Đào. Thôi, bà đừng có giả vờ nữa. Làm gì có ai mùng một Tết đã tới nhà bố mẹ đồng nghiệp rồi chứ. Chỉ có hai vợ chồng son không rời nhau được mới như vậy thôi. Bạn mặt trược đẩy đẩy mẹ Đào. Mẹ Đào thở dài, Đào Đào thì ngán ngẩm. Ngược lại thì Tạ Tu Nhiên lại vô cùng tao nhã, đứng dậy chào hỏi hai người, còn giúp Đào Giang Hải bưng trà rót nước. Dụng cơm xong, mẹ Đào vô cùng hứng chí, đề nghị làm một ván mạt chược. Trình độ của cháu tệ lắm. Đào Đào xua tay, nghĩ bụng chiều nay phải mau đưa thầy Tạ đi ra ngoài đi dạo, tống cổ anh ra khỏi nhà.
Thì bọn gì cũng đâu có phải là cao thủ. Không sao đâu, bảo bạn cháu chỉ cho. Bàn mặt trược chu miệng về phía Tạ Tu Nhiên, cười khanh khách. Em chơi đi, không cần phân tâm. Tôi nói chuyện với chú Đào, thua thì cứ tính cho tôi. Tạ Tu Nhiên vỗ vỗ vai của Đào Đào, nháy mắt ra vẻ cương triều. Đào Đào cũng sắp điên mất rồi. Không ngờ vận may không tệ, ngồi xuống chưa được bao lâu, đá ủ hai ván, trước mặt nhanh chóng chất đầy tiền lẻ. Mẹ Đào tươi cười nói, năm nay Tiểu Đào nhất định sẽ may mắn. Lúc sáu bài, cô ngoái đầu nhìn Tạ Tu Nhiên. Anh và Đạo Giang Hải ngồi trên sân phơi uống trà nói chuyện. Lần này là nói chính xác về sự việc bố trí trước cửa quảng trường nội thất. Tạ Tu Nhiên lắng nghe rất nghiêm túc, không giống như là đang ứng phó. Đào Đào phân tâm nghe hai người nói chuyện, tình thế vừa đảo ngược, không muốn bị sập cho tơi bời, ngoái đầu chừng anh một cái. Tạ Tu Nhiên nhăn mũi, vẻ mặt mỉa mai. Điện thoại đặt trên kỷ trà reo lên. Bố à, bố đánh thay con một ván. Đào Đào thò đầu qua, nhìn thấy số điện thoại là của Diệp Thiếu Ninh. Đào Giang Hải chạy tới, Tạ Tu Nhiên đứng bên cạnh làm khán giả, nhưng lại đưa mắt nhìn Đào Đào đang chạy ra ngoài nghe điện thoại. Tiểu Đào, chúc mừng năm mới. Đỗ Tinh vừa gọi điện cho mình, bảo bọn mình cùng nhau đi xem phim. Cậu ấy không gọi cho mình. Diệp Thiếu Ninh dừng lại giây lát, cười cười nói. Không phải là mình đang chuyển lời hay sao? Sao hả? Không rảnh à? Đào Đào ngoái đầu nhìn vào trong nhà. Cũng không phải. Chỉ là thầy Tạ đang ở đây. Vậy thì mình sẽ tới ngay. Cậu mặc đẹp một chút nha. Đỗ Tinh nóng vội lắm đấy. Đào Đào cầm điện thoại đi vào trong nhà, do dự rồi lại chần chừ đi tới gần Tạ Tu Nhiên. Tạ Tu Nhiên nhướng nhướng mày. Tôi phải ra ngoài 2 tiếng đồng hồ. Phim Tết không phải là bom tấn Hollywood, sẽ không quá 2 tiếng. Anh nhìn ra cô đang muốn hành động một mình mà không có phần của anh. Anh... Cô muốn bảo anh trở về căn hộ trước. Tôi và chú Đào còn có việc phải nói, em đi sớm về sớm, tôi sẽ đợi em. Anh cười một cách ôn hòa, rất mực khiêm tốn. Cô cau mày khó xử. Nhưng mà chuyện này... Muốn tôi ra ngoài cùng với em? Không phải. Mà thôi, tôi sẽ về nhanh thôi. Cô cười khan đáp. Đi đi. Anh nhếch khóe miệng, nhìn cô ghé tai mẹ Đào nói gì đó. Mắt của mẹ Đào phát sáng, liên tục gật đầu, mắt ngó ra ngoài. Một chiếc xe từ từ dừng lại bên đường. Không đợi người trong xe bước xuống, cô đã chạy ra ngoài. Anh mắt híp lại, nhìn rõ người đàn ông lái xe là người đang nhìn trộm anh và Đào Đào khi họ đi siêu thị. Tâm trạng không kìm được có chút tồi tệ. Đi lại giữa sân phơi và sân nhỏ vài vòng, đột nhiên nghe thấy đằng sau lại có tiếng xe dừng. Nhìn không được vui mừng khôn xiết, tưởng là Đào Đào đã tìm thấy lương tâm, quay lại với anh. Ngoái đầu lại nhìn, phát hiện người đang đứng phía sau chính là Hoa Diệp. Hoa Diệp quá đỗi bất ngờ, anh giống như là nhìn thấy ma, sắc mặt trắng bệch, môi miệng run rẩy, không thể thốt lên lời. Luật sư Hoa, chúc mừng năm mới. Tạ Tu Nhiên vẫn ổn, khôi phục lại bình thường rất nhanh. Anh tào nhã gật đầu với Hoa Diệp. Tay của Hoa Diệp bất giác nắm thành đấm, rồi lại xòe ra, rồi lại nắm vào. Cổ họng giống như là bị mắc xương, không nuốt xuống được, cũng không thể lấy ra được. Thật lâu sau mới giận dữ nặn ra một câu. Sao anh lại ở đây? Thì tôi tới chúc Tết cô chú, không phải là luật sư Hoa cũng như vậy hay sao? Tạ Tu Nhiên nhún vai, lịch sự lùi vào bên trong nhượng chỗ. Vào đi, cô chú đang chơi mặt trượt. Ngữ khí thân quen nhẹ nhàng của Tạ Tu Nhiên như đốt cháy một que pháo hoa chất lượng không cao cho lắm. Tuy màu sắc sặc sỡ nhưng nhìn không ra bất cứ hoa văn gì. Trái tim đã bị cháy đầy thương tích, mặt của anh từ từ giống như bị tắm máu, nhìn vào trong nhà. Tiểu Đào đâu? Anh cảm thấy bị châm biếm rồi lại cảm thấy ghen tị. Đúng vậy, anh đang ghen. Cửa lớn của nhà họ Đào chỉ có anh mới có tư cách tự do ra vào. Tạ Tu Nhiên là cái gì chứ? Dựa vào đâu chứ? Tạ Tu Nhiên oán trách. Không hiểu chuyện gì hết, ném tôi là một mình rồi đi chơi với bạn. Anh tìm cô ấy có chuyện gì chứ? Không có. Tim bỗng nhiên giống như bị cây mạ, bị nước mưa tưới tới tấp, giảm xuống. Anh lấy hết súng khí, vứt bỏ tôn nghiêm, thấp thỏm không yên mà chạy tới nhà họ Đào. Muốn mượn không khí hòa thuận của năm mới để có thể cùng Đào Đào bình tâm trở lại rồi ngồi nói chuyện. Còn nói gì thì anh vẫn chưa sắp xếp xong. Nhưng chỉ cần là ngồi đối diện với nhau, nắm tay cô trong lòng bàn tay của mình, ngắm nhìn biểu cảm phong phú trên mặt của cô thì nói gì cũng được. Đêm giao thừa, đưa Hứa Mộc Ca về xong, anh ngủ một mình trên ghế sofa. Rất ít người xem tivi, lại đối mặt với màn hình cho tới khi trời sáng, trong nhà đầy khói thuốc. Cuộc gọi chúc Tết đầu tiên vào sáng sớm chính là gọi cho Đạo Giang Hải. Giọng khàn khàn, thật ra thì anh muốn hỏi, tối qua Đào Đào ngủ có ngon hay không? Đạo Giang Hải không nhắc tới Đào Đào, ấp a ấp úng rất khó xử. Không biết là nói gì mới tốt, sau đó liền cúp máy. Anh vẫn cứ chạy tới đây, lý do Đạo Giang Hải ấp úng là vì đã có Tạ Tu Nhiên nhanh chân tới trước. Anh đã nghĩ sai rồi, nhất định là Đào Đào đã thích Tạ Tu Nhiên từ lâu.
nếu không sao mới ly hôn không lâu đã đưa Tạ Tu Nhiên về nhà ăn Tết. Cho dù không có Tạ Tu Nhiên thì vẫn còn một Diệp Thiếu Ninh âm thầm bảo vệ cô. Ly hôn rốt cuộc là tiện lợi cho ai chứ? Cô đã có người mới theo đuổi, có cuộc sống mới, không cô đơn một chút nào. Đương nhiên ly hôn rồi sẽ không vương vấn, đương nhiên ly hôn rồi sẽ không quay đầu nhìn anh lại nữa. Anh không đáng để cho cô lưu luyến tới như vậy sao? Bây giờ anh có lập trường để mà chỉ trích ai chứ? Yêu cầu ai, ghen ghét ai, lưu luyến ai đây? Anh đang gửi tự diếu, đủ mọi thể loại cảm xúc, mệt mỏi, thất bại, tuyệt vọng dần dần ập tới. Tim bị bóp chặt, đau đớn toàn thân, đến độ chảy cả nước mắt. Luật sư Hoa. Anh ngây người, hoàn hồn trở lại, đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt rạng rỡ nhánh mặt trời của Tạ Tu Nhiên, đợi anh lên tiếng. Hai tiếng nữa, Đào Đào sẽ trở về, cùng vào rồi đợi cô ấy. Không cần đâu. Anh gượng gạo mà cúi đầu, lượm đặt tia kiêu ngạo cuối cùng, rồi lặng lẽ xoay người đi. Tạ Tu Nhiên đi tới trước mặt của anh, chặn đường của anh lại, hai người trầm mặc nhìn nhau trong giây lát. Tạ Tu Nhiên nói một câu, không đầu không cuối. Tôi yêu cô ấy. Anh đang trưng cầu ý kiến của tôi. Anh cười lạnh. Không, tôi đang thông báo. Luật sư Hoa, tạm biệt. Tạ Tu Nhiên không hề nhúc nhích. Hoa Diệp không nói lời nào, vòng qua Tạ Tu Nhiên mà đi thẳng. Lên xe xong nhất thời không biết đi đâu. Tùy tiện chạy theo dòng xe. Trong đầu là một mạng trống rỗng. Điện thoại reo rồi lại dừng, dừng rồi lại reo. Dường như anh vẫn không nghe thấy. Vẫn mãi miết chuyên chú lái xe. Sắc đêm tràn ngập bốn phía. Phố xá đã lên đèn kết hoa. Anh dựng xe lại, phát hiện ra mình đang ở gần quảng trường âm nhạc. Một ngày trời giá lạnh, trên quảng trường rộng lớn không có lấy một bóng người. Anh mở cửa xe để mặc cho gió biển táp vào, mặt và tay nhanh chóng bị đông cứng. Anh châm một điếu thuốc, ném hộp thuốc trở lại trong xe, hít sâu một hơi rồi từ từ nhả ra. Anh nhìn chằm chằm vào bức tượng điêu khắc Beethoven cô đơn đau buồn đó. Trong não đột nhiên vụt qua một tia sáng trắng. Giữa anh và Đào Đào, ngoài căn hộ ở Thính Hải Các ra, ngay cả một chốn để nhớ lại trước đây cũng không hề có, cho tới một món quà mang ý nghĩa kỷ niệm cũng không. Cũng chưa từng nói những lời đặc biệt. Giữa họ đã có những gì với nhau chứ? Trong đầu lại mơ hồ, không thể nhớ ra được gì. Có lẽ hôn nhân quá ngắn ngủi, cho nên mọi thứ đều chưa kịp làm. Bây giờ cũng không cần thiết phải làm nữa rồi. Tương lai của cô, ắt sẽ có người trải gấm hoa. Anh đã trở thành quá khứ của cô mất rồi. Nơi này vẫn chính là căn cứ bí mật của anh và Hứa Mộc Ca. Anh khẽ nhếch khóe môi tự giễu, lắng nghe điện thoại ở trong xe lại reo vang lần nữa. Alo, Mộc Ca, anh đang ở ngoài. Sao không ở nhà thêm lát nữa? Mộc Ca nói hôm nay sẽ về nhà thăm bố. Cùng nhau ăn tối và ăn trưa. Cùng đã nói chuyện cả nửa ngày rồi. Mai em còn phải đi diễn nữa, phải về luyện đàn. Diệp à, xe của em đã bị em gái lấy đi rồi. Ở đây lại không đợi được taxi. Anh có thể tới siêu thị đón em hay không? Lúc nãy bố còn nhắc anh đấy. Anh chần chừ trong giây lát, rồi nói được một tiếng. Nơi này cách đường bờ biển không xa cho lắm, chỉ đi một lát là tới. Hứa Kiệt chống gậy đứng ở bên ngoài, nhìn thấy anh thì vội chào đón, kéo anh vào bên trong uống thêm ly nữa. Diệp phải lái xe, không thể uống rượu. Anh vẫn còn chưa trả lời thì Hứa Mộc Ca đã từ siêu thị đi ra, nhìn nhìn anh nhíu mày cười nói. Hoa Diệp vẫn mặc bộ đồ tối hôm qua, dầu cũng vẫn chưa cạo, ánh mắt u ám. À, để hôm khác vậy. Mộc Ca, con vào rót cho Hoa Diệp cốc trà. Năm mới mà, cũng phải uống tách trà chứ. Hứa Mộc Ca đáp lời, đặt túi sách trong xe rồi lại đi vào siêu thị. Hứa Kiệt kéo Hoa Diệp đi tới bên kia của chiếc xe, khẽ mỉm cười nói. Hoa Diệp à, không phải là Chu Hứa thúc giục cháu đâu, nhưng bà Tết này Mộc Ca đã 31 rồi, hiện giờ công việc cũng đã ổn, cũng có chút tiếng tăm. Cháu thì sự nghiệp đang rực rỡ, có phải là hai đứa nên suy nghĩ tới vấn đề cá nhân rồi hay không? Hoa Diệp bỗng ngây người. Hôm nào chú với mẹ cháu gặp nhau, định ngày trước, không nhất định là phải tổ chức lớn, làm lễ là được rồi. Bố! Hứa Mộng Ca bưng trả ra, không nhìn thấy hai người. À, đang ở đây tránh gió. Hứa Kiệt giơ tay lên, Hứa Mộng Ca đi tới, mỉm cười đưa tách trà tới bên miệng Hoa Diệp. Anh uống một hớp, lại nói một vài câu với Hứa Kiệt, rồi hai người lên xe. Lúc cúi đầu cài dây an toàn, anh nghe thấy Hứa Mộng Ca thở dài thườn thượt, giống như có hơi bất đắc dĩ. Anh quay đầu nhìn cô thở dài than thở. Chiều nay em gọi cho mẹ, sau đó trong lòng khó chịu cho tới tận bây giờ. Nhìn thấy anh mới khá lên một chút. Bà đó gì thế? Anh sững sờ hỏi. Bà ấy muốn em tới thăm. Lúc đầu có thể bỏ lại em mới có mười mấy tuổi mà đã cao chạy xa bay. Giờ thì lại vướng bận một người phụ nữ 30 tuổi đầu. Liệu có phải là quá miệng mai hay không chứ? Mộc Ca, có thể là gì có chỗ khó của gì. Dù sao thì gì cũng là mẹ em. Nếu như đã tới rồi thì hãy gặp một lần.
Cái khó của bà ấy chính là lúc đầu bố em bị bệnh, em vẫn còn chưa trưởng thành vướng víu bà ấy, là phiền phức của bà ấy. Nếu như không, bà ấy đã đi tự sớm rồi. Diệp à, đừng nói những việc như này với em nữa, em rất khó chịu. Lúc nãy bố em nói gì với anh thế? Cô nghiêng người qua, tỉ mỉ nhìn vẻ mặt căng cứng của Hoa Diệp. Hoa Diệp khẽ nhắm mắt lại, khởi động xe. Chú ấy tưởng là hai chúng ta vẫn còn ở bên nhau. Hứa Mộc Ca thấp giọng lầm bầm một câu. Lẽ nào chúng ta đang không ở bên nhau sao? Hoa Diệp chuyên chú nhìn về phía trước, không có bất cứ biểu cảm nào. Hứa Mộc Ca xoay mặt về phía cửa xe, nhìn đường xá và cây cối ven đường lướt qua nhanh chóng. Ánh đèn nê ông thỉnh thoảng vụt qua trên gương mặt xinh đẹp, chiếu vào khuôn mặt buồn bực và hụt hẫng của cô. Diệp à, trong lòng của anh vẫn chưa buông được Tiểu Đào có đúng hay không? Không buông được thì cũng phải buông thôi. Anh khàn giọng mà đáp lại. Diệp à, lúc em bị mẹ bỏ rơi, em không tự ti, vì bên cạnh em có anh. Lúc em sống ở nước ngoài rất khó khăn, em không nản lòng, vì trong lòng em có anh. Về trở lại Thanh Đài, tuy anh đã không còn là Diệp của em nữa, nhưng mà em không buồn, vì em có thể thường xuyên nhìn thấy anh. Trên đời này không còn ai che chở và yêu thương, bao dung em giống như Diệp nữa. Dù là bố mẹ em cũng không thể, em cũng không dám mong ước giờ chúng ta còn có thể quay trở lại như trước đây. Thế nhưng Diệp à, ông trời đột nhiên mở ra một cánh cửa như vậy, em không kìm được mà muốn mơ một giấc mộng đẹp. Nên như trong lòng của Diệp không mảy may có em, thì em sẽ im miệng không nói gì hết. Còn nếu như Diệp có một chút, thì có thể cho em thêm một cơ hội nữa hay không? Trên đời này có chuyện gì tuyệt vời hơn khi hai người yêu nhau mà lại được kết hợp với nhau chứ? Chúng ta đều đã từng khuất tùng hôn nhân hiện thực. Người thích hợp với mình nhất không nhất định là người mình yêu. Kiểu hôn nhân ấy chẳng có ý nghĩa gì cả, chúng ta đều biết cả mà. Diệp à, hãy để em yêu anh, có được hay không? Cô run rẩy đưa phủ đôi bàn tay ra, cầm lấy vô lăng của anh, nắm thật chặt. Cô một giọt nước ấm rơi xuống nơi cổ tay của anh. Em sẽ yêu anh bao lâu chứ? Anh bỗng xoay vô lăng, phanh xe lại bên lề đường. Từ bây giờ cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời em. Nếu như có cơ hội tốt hơn tới trước mặt của em thì sao? Anh nhắm mắt lại, giọng điệu đầy cay đắng. Bất đi một người mình yêu sâu đậm, đau lắm, em không thể chịu nổi lần thứ hai. Diệp à, cho dù cả đời này anh không hứa cho em một cuộc hôn nhân, chỉ cần cho phép em ở bên cạnh anh, thỏa sức yêu anh, là em đã mãn nguyện rồi. Nước mắt không kìm được xóa nhòa lớp trang điểm của cô. Anh nhắm chặt mắt, môi miệng run rẩy không ngừng. Những lời này nếu như là trước đây, anh không chỉ là một lần khao khát được vang vọng bên tai, nhưng đến khi thật sự nghe được thì anh lại không thấy vui, mà chỉ cảm thấy đau, chỉ cảm thấy xót. Tại sao phải đi một vòng lớn như vậy? Tại sao phải trải qua hết mất mát này tới mất mát khác như vậy chứ? Mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh và cô bây giờ đều đã hiểu đạo lý này, chỉ là không cùng một đối tượng mà thôi. Anh quay trở về bên cạnh cô, trái tim của cô được lấp đầy. Còn anh thì sao chứ? Những ngày tháng không có cô, trong cuộc đời của anh đã xuất hiện Đào Đào. Trái tim của anh không còn hoàn hảo như thuở ban đầu nữa, mà đã thiếu đi một góc. Anh trầm mặc thật lâu. Diệp à, em yêu anh. Cô vô tình nhìn thấy một tia do dự trong mắt của anh, bỗng nhào vào trong lòng của anh, ôm chặt lấy eo của anh, đôi tay run rẩy dán lên môi của anh, hôn thật sâu. Khóe môi mặn chát, không biết là nước mắt của cô hay là của anh nữa. Anh tự tự nhấc tay lên, ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của cô, khẽ than một tiếng. Con tim rất yếu đuối, chỉ cần có bến đỗ nghỉ ngơi. Xe vào trong nội thành, rẽ vào đoạn văn công quân khu. Cô khẽ đụng vào tay của anh. Diệp à, hôm nay em không muốn luyện đàn nữa. Nhưng mà ngày mai có buổi biểu diễn cơ mà. Anh nhíu mày lại. Mặc kệ biểu diễn, mặc kệ nhạc phổ, em không muốn bất cứ chuyện gì ngăn trở chúng ta nữa. Hôm nay là một ngày đặc biệt, em muốn ở bên Diệp mỗi một phút giây. Cô hờn dỗi ngẩng đầu lên, sắc mặt có hơi ửng đỏ, giọng nói cấp thiết giống như ngày mai là tận thế, không thể lãng phí một giây một phút nào nữa. Được người khác lo lắng như vậy, có ai mà không cảm động cơ chứ? Anh cảm thấy ngón tay của cô đang len lỏi vào trong da thịt của anh. Cảm xúc toàn thân cũng vì thế mà ngây ngất. Anh rất cần sự quan tâm của người khác. Vậy thì làm gì đây? Chúng ta đi xem phim, sau đó thì ăn khuya, uống trà ăn bánh. Diệp à, em hôm nay muốn ăn đồ ngọt, cho dù mai không mặc vừa đồ diễn cũng không sao. Anh cười cười, trong đầu xuất hiện gương mặt nhỏ gầy gầy bằng bàn tay của Đào Đào. Anh lắc đầu nhìn phía trước cho thấy được phép quay đầu xe, vội lùi lại nhìn nhìn chuẩn bị rẽ. Phải biết rằng vào rạp chiếu phim giờ này không có chút nào thích hợp. Phim đã chiếu hơn nửa tiếng, đợi một tiếng nữa mới có suất chiếu sau, là một bộ phim hoạt hình có tên Câu Chuyện Đồ Chơi, thể loại mà Đào Đào thích xem.
Trên hành lang có mấy cô cậu dáng vẻ học sinh cấp 2, họ bị kẹp ở giữa, hệt như là giáo viên hướng dẫn của trường. Hay là đổi dạp khác thử xem. Anh có vẻ hơi khó xử. Dạp khác cũng như vậy thôi, đừng đổi. Thể loại phim hoạt hình này cô không phải quay riêng cho trẻ con xem, cũng có người lớn xem nữa. Anh nhìn đằng kia đi, cũng có những người đủ tuổi chúng ta đấy. Hứa Mộc Ca hiểu tính cách cứng nhắc của Hoa Diệp, mỉm cười chu miệng về nơi bán bọng ngô. Hoa Diệp nhìn qua, bỗng chốc hóa đá. Hai người mua bọng ngô gần đấy, cầm túi giấy với cốc Coca xoay người lại. Vừa ngẩng đầu, hai người đồng loạt há hốc miệng, trừng mắt thật to. Đường đi này thật là quá hẹp, vậy mà lại gặp phải Long Tiếu và Tạ Phi Phi ở đây. Đây chính là lần hẹn hò đầu tiên của Long Tiếu và Phi Phi. Làm đồng nghiệp lâu như vậy, đã từng cãi vã, đùa giỡn cùng nhau. Đột nhiên chọc rách lớp màn mờ ám, hai người lại còn hơi xấu hổ. Ở ngoài đường cả nửa ngày trời, Phi Phi thực sự đi không nổi nữa, đề nghị tìm một nơi để ngồi xuống, thế là lựa chọn rạp chiếu phim. Hai người không quan tâm phim đang chiếu tới đoạn nào, bên trong rạp ghế còn rộng rãi, đèn vừa tắt, Long Tiếu liền trả lên quần, liếc nhìn những ngón tay mảnh mai của Phi Phi, anh ta không biết lúc nắm sẽ có cảm giác như thế nào. Vẫn chưa hoàn toàn triển khai sự tưởng tượng, Long Tiếu đã bị một màn ở trước mặt làm cho giật mình. Phi Phi nhận ra Hoa Diệp, người còn lại thì cũng rất quen mặt. Đúng rồi, là người cùng từng mua ly tình nhân. Tình huống này nên hay không nên hỏi đây chứ? Hai người bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà lựa chọn, coi như không thấy, khép miệng lại đi thẳng vào bên trong. Sao vậy chứ? Hứa Mộc Ca phát hiện Hoa Diệp đang cứng đờ. Không có gì, chúng ta đi mua vé. Hoa Diệp khẽ nhắm mắt lại. Không vội đâu, em muốn đi toilet. Anh cầm túi, đợi em ở bên ngoài. Anh gật gật đầu. Em gọi hay là anh gọi? Trong tiếng nhạc tinh tai nhức óc, Long Tiếu và Phi Phi nhìn không chớp mắt, cố gắng thích ứng với bóng tối trong phòng chiếu phim. Em gọi. Phi Phi dậm chân. Bà nội đó chứ, cũng liều quá mà. Ngang nhiên giấc tay người đàn bà khác ra ngoại tiêu sao? Coi Đào Đào là cái gì chứ? Bắt gian phải bắt cả cặp, để xem luật sư Hoa dáng vẻ nghiêm trang đạo mạo đó sẽ ngụy biện cho mình như thế nào. Cô gồng gừ móc điện thoại ra, lục đến số của Đào Đào, bịt tai lại. Đào Đào không biết đang bận cái gì mà gọi hai lần mới có người nghe máy, giọng nói hổn hển. Phi Phi, ăn Tết vui vẻ. Mình ăn Tết không có vui. Phi Phi hùng dữ nói. Đào Đào ngây người. Vừa rồi mình đi vệ sinh, không phải là cố tình không nghe điện thoại của cậu đâu. Không phải là chuyện đó, biết mình đã nhìn thấy ai hay không chứ. Chồng của cậu cùng với một người phụ nữ khác tay trong tay tới dạp chiếu phim xem phim. Phi Phi gầm lên như sấm. Mình cũng nhìn thấy. Đào Đào đặt điện thoại lại trong túi sách, rút từ bên trong ra một tờ khăn giấy lau, lau tay rồi ném vào thùng rác. Dửng dưng nhìn Hoa Diệp đang đứng ở ngoài cửa, không để sót túi đeo vai màu đỏ anh đang xách trong tay. Sau khi chứng kiến Hoa Diệp và Hứa Mộc Ca đi dạo siêu thị vào trong đêm giao thừa, dù có nhìn thấy cảnh tượng dị chi chăng nữa thì cô cũng có thể bình tĩnh giải quyết. Sự dịu dàng và lãng mạn tỉ mỉ được giấu kỹ trong anh cuối cùng cũng đã được lộ ra, sắp sửa được thể hiện từng chút một. Tiểu Đào. Hoa Diệp ngược lại rất ngạc nhiên, không kìm được mà có một chút bất ngờ. Đào Đào gật đầu coi như chào hỏi, không có ý muốn nói chuyện, xoay người đi vào trong. Anh nhìn theo bóng lưng yếu ớt của cô với vẻ chua xót. Dễ chịu quá đi. Đỗ Tinh xoa xoa cái bụng đang nhô ra, đẩy đẩy mắt kính, thở phào thật khoa trương. Bên trong có một đại mỹ nữ rất đẹp. Cô sắp tới bên tai của Đào Đào nói nhỏ. Đi thôi, Trung Huy bên nhà cậu chắc là đợi sốt ruột rồi đấy. Đào Đào cười cười, trong cửa kính loáng thoáng bóng dáng phản chiếu của cô, ý cười miễn cưỡng trên gương mặt trông thật thê lương, khiến cho cô cũng không nhẫn tâm nhịn tiếp. Không nên tham ăn, xiên cái dê quái quỷ gì đó, vừa rồi đau bụng dữ rồi, không biết là phim chiếu tới đâu rồi. Đỗ Tinh lầm bầm ngẩng đầu lên. Hoa Diệp. Đỗ Tinh nhếch miệng cười. Sao vậy, không yên tâm Tiểu Đào sao, còn chơi trò theo dõi nữa? Hoa Diệp liếc nhìn Đào Đào, bất giác mặt ửng đỏ. Thôi thôi, đừng nói linh tinh, chúng ta mau đi vào. Đào Đào kéo Đỗ Tinh đi. Một làn gió thơm ập tới, đằng sau vang lên giọng nói điềm đạm như thiếu nữ thích nhảy nhót. Diệp à, bây giờ chúng ta mua vé thôi. Đỗ Tinh kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp, khiến cho cô giật mình cầm lấy túi sách trong tay của Hoa Diệp, nũng nịu tựa cằm lên vai của anh. Đỗ Tinh nghiêng mặt qua nhìn Đào Đào. Đào Đào dường như không nhìn thấy bất cứ chuyện gì, bình tĩnh đi về phía trước. Trong mắt của Hứa Mộc Ca chỉ có Hoa Diệp, không nhìn xem còn có những hai người nữa là ai. Hoa Diệp đuổi theo bóng dáng của Đào Đào, khóe môi hiện lên vẻ buồn rầu không vui. Anh muốn gọi cô lại, khiến cho cô quay đầu, nhưng quay đầu rồi thì phải nói gì đây? Thật sự đã trở thành người qua đường, không bao giờ quay lại được nữa rồi. Diệp à? Hứa Mộc Ca lay cánh tay của anh.
không được nhìn người phụ nữ khác, em sẽ ghen đó. Anh thu lại tầm mắt, khó khăn lắm mới nặn ra một nụ cười, nhưng đổi lại là một tiếng than. Anh ta không phải là chồng của cậu sao? Đỗ Tình không nhịn được mà quay đầu lại, cuối cùng chịu hết nổi, vụng tay của Đào Đào ra, tức tối mà hỏi. Trước đây thì phải, còn bây giờ thì không, được chưa nào? Còn bây giờ? Đỗ Tình sững người, không có nói được gì. Mình tưởng mùng một, cậu muốn ở bên nhà chồng, cho nên chỉ dám hẹn Diệp Thiếu Ninh ra ngoài. Nhìn thấy cậu, mình còn bừng thầm, là cậu vì bạn mà quên sắc cơ. Thì ra... Cậu thấy sắc quên bạn, không cho mình cơ hội nói. Đào Đào than thở. Giờ thì có thể vào xem phim được rồi chứ? Không, nhưng mà sao cậu có thể dửng dưng như vậy chứ? Đỗ Tình kích động khua tay. Nếu không thì sao chứ? Ôm chân của anh ta, khóc lóc ỉ ôi hay sao? Không phải, chỉ là nói cho mình biết là anh ta sai hay là cậu sai. Nếu như là anh ta sai, thì mình sẽ đi đòi lại công bằng cho cậu. Không có ai sai cả, chỉ là duyên phận mà thôi. Đỗ Tình đánh giá Đào Đào thật lâu sau mới mở miệng nói. Lúc mà cậu qua lại với anh ta, mình đã nhắc nhở cậu hay tránh xa loại đàn ông có quá khứ như vậy rồi. Những gì mà cậu nói đều là chân lý, tiếc là mình phát hiện quá muộn màng. Đào Đào cắn cắn môi, quay đầu đi vào phòng chiếu phim. Đỗ Tinh nhìn thấy cô, giơ tay lên ấn vào ngực của mình, lưng đứng rất thẳng. Sao đi quá lâu vậy chứ, anh lo chết đi được. Bác Trung Hy Un thò người qua, hạ thấp giọng nói, nhìn nhìn Đỗ Tinh. À, không sao, Trung Hy Un, chỗ của anh thoải mái, chúng ta đổi đi. Không phải là giống nhau cả sao? Bác Trung Hy Un lầm bầm nhưng vẫn đồng ý xịt qua ngồi chung một ghế với Đào Đào. Diệp Thiếu Ninh bưng trà sữa cho Đỗ Tinh. Vẫn còn nóng đấy, cậu muốn uống một chút hay không? Đỗ Tinh lắc đầu, níu lấy tay áo của Diệp Thiếu Ninh, ra hiệu cho cậu ta ngồi sát vào mình, hỏi với âm lượng chỉ có cậu ta mới nghe thấy. Cậu biết Đào Đào ly hôn rồi hay không? Diệp Thiếu Ninh nhìn cô chằm chằm, khẽ gật đầu. Chuyện lớn như vậy, sao cậu không nói với mình một tiếng? Mình đã về mấy ngày rồi mà vẫn không ở bên cậu ấy chút nào. Chẳng trách mà cậu ấy là đột nhiên gầy đi dữ dội như vậy. Đỗ Tinh tự trách tới nỗi nghiến chặt răng. Cậu biết tại sao cậu ấy ly hôn không? Mình không rõ, không có bất cứ dấu hiệu gì. Nói ly hôn liền ly hôn. Vậy cậu cứ ngồi bình chân như vậy sao? Đừng đợi mình về Pháp rồi mới lại gọi điện thoại đường dài dốc bầu tâm sự chứ. Diệp Ninh cười khổ, xoay mặt nhìn Đào Đào. Cô đang chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình, dường như là đang nhìn rất chuyên chú. Lúc sắp ra khỏi phòng chiếu phim, đột nhiên Bác Trung Hy ông giống như nhìn thấy người quen rất lâu không gặp, kinh ngạc vẫy vẫy tay liên tục, kéo Đỗ Tinh vượt qua chỗ ngồi, chạy về một lối đi khác. Làm gì vậy chứ? Dáng của anh ta cao to, che khuất tầm nhìn của Đỗ Tinh, cô không nhìn thấy rõ, sốt ruột đập tay anh ta. Anh nhìn thấy nốt nhạc nhỏ. Bác Trung Hy ôn quay đầu lại nói, lông mì của Đỗ Tinh run run khi ngước mắt lên. Không phải chứ? Tên mẹ kế của Bác Trung Hy Ung hình như là có liên quan tới âm nhạc. Bác Đông Sung gọi cô ta bằng một cái tên rất dịu dàng, nốt nhạc nhỏ. Bác Trung Hy Ung và cô ta sắp xỉ tuổi nhau, đôi khi cũng xưng hô theo như vậy. Thật đó mà, nốt nhạc nhỏ. Bác Trung Hy Ung đẩy Đỗ Tinh tới đằng trước. Đỗ Tinh rụi rụi mắt, không dám tin nhìn Hoa Diệp và đại mỹ nữ bên cạnh, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc rất rõ ràng. Anh không nhìn nhầm đấy chứ? Cô hỏi Bác Trung Hy Ung bằng tiếng Pháp. Bác Trung Hy Ung ôm lấy cô ta, mỉm cười nói với Hướng Mộc Ca. Xin chào, nốt nhạc nhỏ. Người Hướng Mộc Ca lảo đảo, sắc mặt bỗng trắng bệch, khóe miệng không kìm được mà co giật. Trung Hy Un, sao cậu lại ở đây? Cô ta lại hỏi bằng tiếng Pháp. Lúc nói, cô ta liếc nhìn Hoa Diệp với vẻ hoảng sợ. Mình tìm được người vợ thanh đài, cùng cô ấy tới đây ăn Tết. Thật khéo quá, cậu cũng tới xem phim sao? Bác Trung Hy Un nhún nhún vai. Bạn mới sao? Đẹp trai hơn bố già của mình nhiều, cũng trẻ. Anh ta nhìn Hoa Diệp. Trung Hy Un. Hứa Mộng Ca đột nhiên cắt lời anh ta, cười cười khan nói. Phim sắp bắt đầu rồi, tôi phải đi tìm chỗ ngồi, chúng ta liên lạc sau nha. Cô ta kéo tay của Hoa Diệp, vội vàng đi vào bên trong, giống như là chạy trốn dịch bệnh. Bác Trung Hy Un khó hiểu gãi gãi đầu. Mình vẫn chưa giới thiệu vợ mình mà. Vừa mới cúi đầu, Đỗ Tình đã chưởng anh ta cười cười xin lỗi. Anh đi hỏi số điện thoại của cô ấy, hẹn thời gian anh sẽ trịnh trọng giới thiệu em với cô ấy. Xí, tôi không thèm làm quen với cô ta. Đỗ Tình hất cằm, nhìn thấy Hứa Mộc Ca căng thẳng quay đầu ngó bọn họ, liền cười lạnh nói. Anh không phát hiện ra, cô ta hoàn toàn không muốn chào hỏi anh hay sao chứ? Tại sao chứ? Bọn anh là bạn cũ mà, cô ấy cũng nên tỏ lòng mến khách về thân phận chủ nhà chứ. Có lẽ cô ta không muốn bạn mới của cô ta tìm hiểu quá khứ của mình. Anh xem, anh đã dọa cô ta sợ chết khiếp rồi kia kìa. Sao chứ? Bố anh mắc mặt tới thế sao? Câu này của em làm tổn thương người khác quá. Bác Trung Hy Ung tủi thân chớp chớp mắt.
Đỗ Tình than thở, lo âu mà ngoái đầu lại, tổn thương sợ rằng là người khác. Đào Đào đứng như chẳng có chuyện gì, Diệp Thiếu Ninh lạnh mặt, không nói lời nào. Tiết Mục Nhỏ tình cờ gặp lại người xưa đã hoàn toàn lọt vào đáy mắt của hai người. Đỗ Tình đi tới ôm lấy Đào Đào. Đào à, mình thực sự là không biết nên nói gì mới phải. Ông trời thực sự là biết chơi găm. Mẹ kế của Trung Nghi Un là bạn gái hiện tại của chồng trước của cậu. Cái gì chứ? Đó là chồng trước của Đào Đào. Bác Trung Nghi Un chỉ Hoa Diệp rồi ngây người nói. Đừng có hoảng hốt như vậy nữa chứ, bỏ tay xuống đi. Đỗ Tình đá anh ta một cái. Họ đang nhìn về phía bên này đó. Hoa Diệp nhăn mày, ánh mắt quét qua Đào Đào đứng đứng bên cạnh Diệp Thiếu Ninh, rồi nhanh chóng lướt qua. Hứa Mộc Ca dán bên tai của Hoa Diệp nói gì đó, anh gật gật đầu, rồi cùng với cô ta ngồi xuống, đưa trà bánh và bọng ngô cho cô ta mua được. Không có gì đâu, cô ấy vốn dĩ là tình đầu của anh ấy. Đào Đào cười nhạt, vốn lấy điện thoại ra xem giờ. Mau ra ngoài thôi, ở nhà còn có một người khách đang đợi mình. Có gì đáng kinh ngạc đâu cơ chứ, Hứa Mộc Ca làm vợ hay là tình nhân của người khác, Hoa Diệp đều sẽ không để ý. Tình yêu chính là mù quáng, tình yêu chính là bao la. Yêu tuổi trẻ cũng yêu luôn cả sự già nua của cô ta. Tìm lấy hiện tại và tương lai của cô ta, tất nhiên cũng sẽ chấp nhận cả quá khứ của cô ta nữa. Quá khứ thăng trầm của cô ta, nói không chừng càng khiến cho anh xót thương hơn nữa. Yêu thì yêu thôi, không có lý do, không kèm theo bất cứ điều kiện gì. Cô ấy là quá khứ của anh ta. Bác Trung Hy Ung mù mịt, miệng cứ lại nhải. Vậy bố của anh là gì của mẹ kế chứ? Là trước đây. Đỗ Tình nói một cách không thiện cảm, bước xuống bậc thềm, ngẩng đầu nhìn thấy những vì sao lạnh nơi chân trời. Đào Đào hít sâu một hơi, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô xoay người, muốn nói lời tạm biệt. Bác Trung Hy Ung nhìn cô đăm đăm, muốn nói thế nhưng lại thôi. Anh không cần phải hỏi đâu, tôi không thân quen với mẹ kế của anh. Cô cười một cách khéo léo. Bác Trung Hy Ung à, hình như tình cảm của anh và mẹ kế rất tốt. Em hỏi anh, tốt như vậy, tại sao cô ta lại muốn ly hôn với bố của anh? Đỗ Tinh nổi nóng, khẩu khí rất nặng. Đây là chuyện giữa hai người họ, anh không có tiện nói. Anh bảo vệ họ quá nhỉ? Được, vậy anh đi tìm cô ta đi. Người nước ngoài coi trọng chuyện đời tư của người khác, nhưng Đỗ Tinh lại không thích kiểu như vậy. Tinh Tinh à, không phải đâu, anh chỉ là quá ngạc nhiên mà thôi. Anh tưởng Nốt Nhạc Nhỏ rất yêu bố của anh. Lúc họ ly hôn, Nốt Nhạc Nhỏ đã khóc rất dữ, nhờ rất nhiều người nói giúp, bao gồm cả anh nữa, muốn tìm mọi cách níu kéo bố anh. Nhưng mà bố anh rất tuyệt tình với cô ấy, xóa bỏ hợp đồng biểu diễn của cô ấy, ép cô ấy về nước. Cho nên anh luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy. Nhưng hai người nói người đàn ông đó chính là quá khứ của cô ấy. Đào Đào nghe thấy mà cảm thấy mù mịt. Không phải là Hứa Mộc Ca về nước vì Hoa Diệp hay sao chứ? Anh cũng nói bố anh yêu cô ta tới phát điên, tại sao đột nhiên lại tuyệt tình như vậy? Tình Tình, bác Trung Hy Ung rất khó xử. Trung Hy Ung à, em không nói lý do gì hết. Nói thật là em thấy trường mắt với người mẹ kế đó của anh, vì bạn trai hiện tại của cô ta lại là chồng trước của Đào Đào. Nếu như anh yêu em thì hãy thành thật khai báo, nếu như không yêu thì anh cứ giữ im lặng đi, tự mình bắt xe tới sân bay hoặc là nhào vào lòng mẹ kế của anh đi. Tình Tình à, bác Trung Hy Ung khổ sở nắm chặt tay của Đỗ Tinh. Em biết rõ là anh yêu em tới nhường nào mà. Tối hôm qua bố bảo em, bảo anh uống rượu nặng như vậy mà anh cứ thế uống không chớp mắt. Em không biết rượu đó khó uống thế nào đâu. À, anh yêu à? Em cũng yêu anh. Vậy anh nói nhỏ thôi, chỉ có ba người chúng ta nghe, không truyền cho người thứ tư. Đỗ Tinh cười một cách mờ ám. Bác Trung Hy Ung bất đắc dĩ thở dài. Bốn người cùng nhau chui vào trong xe của Diệp Thiếu Ninh. Bác Trung Hy Ung nhắm mắt rồi lại mở ra. Bố tôi cũng là giáo sư thỉnh nhạc của Học viện Âm nhạc. Lần đầu tiên nhìn thấy Nốt Nhạc Nhỏ, ông đã vô cùng xúc động. Ông ấy là một người kiêu ngạo, không những đối với học sinh mà cho dù đối với nhạc công trong ban nhạc cũng vô cùng lạnh nhạt. Nhưng mà ông ấy lại đối xử rất tốt với Nốt Nhạc Nhỏ. Ông đích thân hướng dẫn cô ấy luyện tập, tìm giáo viên giỏi cho cô ấy, cực lực giới thiệu cô ấy cho các ban nhạc, cho cô ấy cơ hội biểu diễn. Nhưng mà hình như chưa được bao lâu, chuyện này đã truyền tới tai mẹ của tôi. Mẹ tôi nhắc ông ấy bớt bớt lại một chút. Chưa từng nghĩ tới ngày lễ tình nhân, bố tôi lại ngang nhiên mang hoa hồng tới phòng học tặng cho Nốt Nhạc Nhỏ. Cũng trong ngày hôm đó, ông ấy đã đề nghị ly hôn với mẹ tôi. Chỉ cần là mẹ tôi ký tên, ông sẽ từ bỏ tất cả tài sản. Mẹ tôi khuyên ông bình tĩnh lại. Ông nói là ông rất lý trí, đã cân nhắc cẩn thận rồi. Sau khi ly hôn, ông lập tức cưới Nốt Nhạc Nhỏ. Hai người đi hưởng tuần trăng mật. Nốt Nhạc Nhỏ thuận lợi lấy được thẻ xanh, cũng ký được hợp đồng biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng Paris. Không lâu sau, Nốt Nhạc Nhỏ mang thai. Cái gì? Cô ấy mang thai? Đào Đào la lên thất thanh. Hoa Diệp nói, hai năm trước Hứa Mộc Ca phá thai, làm tổn thương tới tử cung, không thể mang thai được nữa, cho nên họ yêu nhau cũng không thể đến được với nhau. Đúng vậy.
Bác Trung Un gật đầu. Nhưng mà chưa được 2 tháng thì đột nhiên lại sảy thai. Bố tôi rất buồn, tưởng là cô ấy diễn quá nhiều, cơ thể suy nhược, liền giảm bớt phần diễn lại. Bảo cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng không lâu sau, nốt nhạc nhỏ lại mang thai, nhưng lại vẫn bị sảy thai. Bố đưa nốt nhạc nhỏ tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói là cô ấy sảy thai thành quen. Dù chú ý như thế nào cũng rất khó đảm bảo. Có thể là kiên trì tới đủ tháng. Bởi vì trước đây, khi cô ấy phá thai, đã bị tổn thương tới tử cung. Bố tôi rất kinh ngạc, hỏi cô ấy tại sao lại làm phẫu thuật phá thai. Cô ấy nói đó là kết quả của một lần sai lầm, không thể giữ lại đứa bé. Bố tôi là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Ông cho rằng đứa nhỏ là vô tội, phá thai là rất tàn khốc. Nốt nhạc nhỏ không còn là thiên sứ thuận khiết trong lòng ông nữa. Thế là ông ấy yêu cầu ly hôn. Đây chính là toàn bộ chuyện đã xảy ra. Tôi đã nói xong rồi. Bác Trung Hy Ung xòe tay ra nhìn mọi người. Đào Đào, hình như là Hoa Diệp, là con bộ cô cha. Đỗ Tinh hỏi. Đào Đào có hơi muốn cười nhưng lại cảm thấy đáng thương thay cho Hoa Diệp. Nếu như anh biết, Hứa Mộc Ca nói đưa bé là kết quả của một lần sai lầm, không biết anh sẽ có phản ứng gì chứ? Có lẽ sẽ không có phản ứng gì. Hứa Mộc Ca làm tổn thương anh sâu tới như vậy mà anh vẫn cố chấp đứng ở trong hồi ức đợi cô ta. Hứa Mộc Ca sẽ nói rằng phiêu bản nơi đất khách có một số chuyện là bất đắc dĩ, quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại và tương lai. Cô ta sẽ ở bên cạnh anh, không phải hay sao chứ? Cô không cần phải luyến tiếc ai, thương hại ai. Chuyện tình cảm giống như Chu Du đánh Hoàng Cái. Một người đánh, một người tình nguyện bị đánh. Đều là chuyện của người khác rồi, chả liên quan gì tới chúng ta nữa. Cô cụp mắt lại, bình tĩnh không chút dao động. Đỗ Tinh chỉ ừ một tiếng, nháy mắt với Diệp Thiếu Ninh. Diệp Thiếu Ninh âm thầm thở dài, đưa Đỗ Tinh và Bác Trung Hy Un về nhà trước. Sau đó lại đưa Đào Đào tới đường Quế Lâm. Trên đường đi, cô nhận một cuộc điện thoại. Trong xe đen ngòm, tưởng là điện thoại của Tạ Tu Nhiên. Nói ra ngoài 2 tiếng, bị Đỗ Tinh lôi ra uống cà phê, ăn lẩu rồi xem phim. Sợ là cũng tới 7-8 tiếng rồi cũng nên, cho nên cô không có nhịn số, chột dạ mở điện thoại lên. Tiểu Đào, là tôi. Bên tai vang lên tiếng thở dốc gấp gáp của Hứa Mộc Ca. Có chuyện gì không? Trung Hy Un vẫn còn đang ở cùng với cô chứ? Hai người làm sao mà quen nhau vậy? Có nói chuyện gì hay không? Hứa Mộc Ca vừa tao nhã lại vừa cao quý, thực sự là đã hoảng rồi. Câu hỏi bất lịch sự như vậy mà cũng hỏi ra được, cô ta đang hoảng sợ điều gì đây? Tiểu Đào à, cô có đang nghe hay không vậy chứ? Không nghe thấy câu trả lời, Hứa Mộc Ca lại càng sốt ruột hơn. Có phải là chị lén chạy ra ngoài gọi điện cho tôi hay không? Cô cười khẽ. Tiểu Đào à, cô đừng có mà quá đáng. Tôi đã thực sự đánh giá thấp cô rồi. Là cô tìm Trung Hy Un tới có đúng hay không? Có điều chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì tới tôi và Diệp đâu. Diệp sẽ không để ý tới những chuyện đó đâu. Tôi biết cô hận Diệp quay về bên cạnh tôi. Cô không thể đối mặt với sự thất bại của bản thân. Cô muốn trả thù tôi chứ gì? Nhưng mà cô có từng nghĩ tới khi cô và Diệp chưa ly hôn, tôi với tư cách là người yêu cũ cũng có những lời chúc phúc chân thành tới hai người. Việc gì cũng nghĩ cho hai người. Hai người ly hôn là vì giữa hai người có sự khác biệt, có khoảng cách, không có liên quan gì tới người khác. Cô có quỷ kế gì chứ? Cứ việc dở hết ra đi. Diệp sẽ không mắc bẫy đâu, vì anh ấy yêu tôi. Nếu như không mắc bẫy thì chị đang sợ điều gì chứ? Đào Đào à, tôi nói cho cô biết, cô sẽ không bao giờ thắng được đâu. Giữa cô và Diệp không có hồi ức. Nếu như cô nói ra vào gì với Diệp thì chỉ khiến cho Diệp càng cảm thấy cô ngu dốt và vô liêm sỉ hơn thôi. Tôi chưa từng nói tôi là thiên sứ thuần khiết. Hứa Mậu Ca hít vào một hơi không khí lạnh, giống như bị uất nghẹn. Rất lâu sau cô không lên tiếng nữa. Một lúc lâu mới nghe thấy cô ta nói. Đào Đào, cô đừng có mà ép tôi. Không đâu, chúc ngủ ngon. Khóe môi của Đào Đào hiện lên một tia châm biếm. Cúp điện thoại thì phát hiện ra xe đã dừng. Diệp Thiếu Ninh à, cảm ơn cậu nha. Cô đẩy cửa xuống xe, cửa xe đã bị khóa, cô quay đầu lại. Diệp Thiếu Ninh nhìn cô với vẻ thương yêu, khẽ thở dài. Tiểu Đào à, những lời mà mẹ mình nói hôm đó, cậu đã nghe thấy, có đúng hay không? Hôm nào chứ? Cô giả vờ không hiểu. Mẹ mình là mẹ mình là mình. Trong mắt của mình, cậu vẫn là Đào Đào của thời cấp 3, có thể chi phối ánh mắt của mình. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì chứ? Những lời mà Bác Trung Hưu Ung nói, tuy mình không hiểu cho lắm, nhưng có thể chắp vá lại và hiểu đại khái. Tiểu Đào à, quá khứ đã là quá khứ rồi, không đáng để nhìn lại hết lần này tới lần khác nữa. Mình vẫn đang đứng ở chỗ cũ, chỉ cần cậu xoay người lại là có thể nhìn thấy. Mình sẽ không quay lại đâu, Diệu Thiếu Ninh, vậy nên đừng đợi nha. Cô nhìn cậu ta ánh mắt kiên định, cậu lành nhạt tự giễu. Mình hiểu rồi, cậu vẫn muốn đi giành lấy anh ta. Không phải là đi giành lấy ai cả. Mình từng yêu Hoa Diệp, cũng từng lấy anh ấy, nhưng kết quả lại như thế này.
Dành về rồi chẳng qua chỉ là thêm một vòng tuần hoàn nữa mà thôi. Mình không muốn nói, mình không dám yêu nữa. Nhưng ít nhất cho tới mấy năm nữa, mình chỉ muốn yên tĩnh ở bên cạnh bố mẹ, không muốn đụng tới chuyện tình cảm. Ở cùng với cậu rất thoải mái, rất tự nhiên. Cậu nhất định là sẽ rất thương mình, che chở cho mình. Cậu có thể không màng tới sự hy sinh của mình, nhưng mình không thể để cho cậu có một cuộc sống giống như mình trước đây. Vì trong lòng của mình vẫn còn quá nhiều dấu vết và hình bóng Diệp Thiếu Ninh. Mình nghĩ một cuộc hôn nhân hạnh phúc phải là những người yêu nhau ở bên cạnh nhau, chứ không phải chỉ là sự hy sinh và hưởng thụ từ một phía. Hãy tìm một người mà cậu yêu và yêu cậu, mình sẽ rất ngưỡng mộ, cũng sẽ thật lòng chúc phúc. Tạm biệt. Cô cầm lấy tay nắm cửa, đẩy nhẹ bước xuống xe. Cô không quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được hai ánh mắt đang theo đuổi bóng dáng của cô. Cô đưa tay che miệng, nước mắt nóng hổi tuôn rơi theo dọc gò má. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.